chương 4940, chưa chắc là sai. uy 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 quy nhất tiên, người muốn chết à? Mệnh nhất uyên la to nói, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Quy nhất lại là mặc kệ, mặc cho một vân thôn vệ lấy mệnh nhất Viên sinh mệnh tinh khí. Cái này một nuốt, trọn vẹn nuốt một đêm. Ngày thứ hai, sáng sớm, mê man một vân thức tỉnh, vẫn y như cũng nằm tại ghế đu bên trên. Trước bàn, quy nhất cùng mệnh nhất uyên ngồi ở chỗ đó. Chỉ là lúc này mệnh nhất uyên lại là yếu ớt nằm tại cái bàn bên trên, hai mắt ao hãm, tản ra ô thanh quang mang, kia một đầu xanh biết sáng lóng lánh tóc dài nhìn lên đến, đều là mang theo vài phần ảm đạm. Mục vân, vương tâm nhã chi kỷ lấy ra gối đầu, đệm ở mục vân phía sau. Ta, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục vân thần sắc khẽ giật mình, hắn nhìn nhìn hai tay của mình, không lại là khô nhẹ như vỏ khô, mà là tràn đầy quang trạch. Bàn tay vung lên tóc dài, Mặc dù còn là trong suốt tuyết trắng, có thể là đụng chạm đến gương mặt của mình thời điểm, lại là cảm thấy đến da thịt trong suốt. Mà thể nội không lại là đồi phế tử khí, lấy mà thay thế là cường đại sinh mệnh khí tức trôi nổi không thôi. Thọ Nguyên, trở về, cái này, Mục Vân thần sắc sững sờ, quy nhất lúc này mở miệng nói, bản thân ngươi thể nội Thọ Nguyên hao tổn quá nghiêm trọng, ta để mệnh nhất nguyên độ cho ngươi Thọ Nguyên. Chỉ là, trong cơ thể ngươi hủy diệt bản thân cùng tự mình gây dựng lại lại không phải là bởi vì thọ nguyên hao tổn mà tạo thành ta cũng nhìn không ra vì cái gì mệnh nhất nguyên lúc này lẩm bẩm nói quy nhất tiên người thiếu nợ lão tử một cái đại nhân tình cái này tiểu tử đem ta mệnh hút khô một nửa cút quy nhất mắng hút khô một nửa nào có kia khoa trương mục phân đứng dậy đi đến viện bên trong hang một bên nhìn lấy cái bóng trong nước mà ra thân ảnh biểu tình khẽ giật mình đây đúng là hắn quy nhất cái này mới nói mục phân có lẽ người cái này lần biến hóa cùng ngươi tự thân mệnh số cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số có quan hệ, chỉ là mệnh số cái này trùng sự tình, liền là thần đế cũng nói không rõ ràng, cần chính ngươi trải nghiệm. Hiện tại, các đại thần đế đều cho là ngươi đã chết rồi, cái này tân thế giới rộng lớn vô ngân, các đại thần đế cũng còn chưa tới mánh khóe thông thiên tình trạng, ngươi không cần phải lo lắng bọn hắn hội lại tìm đến ngươi. Thọ nguyên khôi phục, chỉ ít, ngươi có thể dùng có thời gian, tìm kiếm ngươi bây giờ cái này các loại kỳ quái tình trạng. Mục phân một lúc ở giữa, đứng tại chỗ, không nói một lời. Tần mộng giao ở đâu? Mục vân nghe đến vấn đề này, thần sắc hơi động, tế ra kia chín đạo cửu linh thiên dực. Như phượng hoàng vũ dực một dạng cửu linh thiên dực mở rộng, kia trong đó bao quấn, chính là tần mộng giao thi thể. Thấy cảnh này, quy nhất chậm rãi nói, đã bị cửu linh thiên dực bao quấn, có lẽ tần mộng giao sẽ không chết, mệnh nhất huyên, người xem một chút. Cút, mệnh nhất huyên hữu khí vô lực mắng, quy nhất tiên, không mang người cái này hố lão tử. Chỉ là, lời tuy nói như vậy, mệnh nhất duyên lại là miến cứng đứng lên, tay bên trong ngưng tụ ra một cái mộc trược, chống mộc trược, đi đến tần mộng giao thi thể trước. Đạo đạo màu xanh ti tuyến tràn ngập, mệnh nhất duyên lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, thỉnh thoảng giãn ra. Như này cái này, đã là mặt trời lên cao, mệnh nhất duyên mày nhăn lại, giãn ra, nhăn lại, giãn ra. Nói chuyện, quy nhất lại cũng không nhịn được, một bàn tay trực tiếp đập vào cái bàn bên trên, quát mắng. Không cái gì, Mệnh Nhất Huyên khẽ nói, lão phu thể nội mệnh nguyên bị cái này tiểu tử nuốt hơn một nửa, đương nhiên chậm. Quy Nhất lần nữa nói, thế nào? Kỳ quái, Mệnh Nhất Huyên gật gù đắc ý nói, theo đạo lý nói, người là chết rồi, hồn phách đều phá toái không còn hình dáng, có thể là, thật giống hồn phách liền tại nhục thân chung quanh, lại thật giống hồn phách tại thiên địa ở giữa du đáng. Khả năng cùng cái này cửu linh thiên dực có quan hệ, việc này, ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút phượng hoàng thần tộc người tương đối tốt. Quy nhất nghe đến cái này lời nói, cũng là lông mày nhíu lại, nói, phượng hoàng thần tộc người, đối thần đế nhóm cũng không thế nào hữu hảo. Trên thực tế, các đại thần tộc, đối thần đế nhóm đều không hữu hảo. Mệnh nhất huyên lập tức nói, ta nhìn, đem cái này tiểu nữ oa đưa đến phượng hoàng thần tộc tương đối tốt, dự đoán phượng hoàng thần tộc hội có biện pháp nào, suy cho cùng, phượng hoàng nhất tộc, cùng thần long nhất tộc, cái này hai đại tộc, tốt xấu là vạn thú chi đỉnh tồn tại, mặc dù không có từng sinh ra thần đế, nhưng là vẫn có một chút thần đế đều không hiểu rõ bí mật. Quy nhất cái này mới nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi cho là thế nào? Nhìn lấy thân trước hào không sinh cơ tần mộng giao, Mục Vân ánh mắt kiên định nói, đã như vậy, làm phiền ngươi đem nàng đưa đi. Được, Quy nhất lần nữa nói, ta hội nói cho ngươi nàng tình huống. Mục Vân thọ nguyên hao tổn vấn đề giải quyết, có thể là tự thân phá toái trọng tổ vấn đề, mệnh nhất nguyên cũng là không có biện pháp. Tại cái này minh mông tân thế giới bên trong, quy nhất cũng là tốn hao mấy trăm năm thời gian, mới đến tại cái này thương châu cảnh bên trong, tìm tới vương tâm nhã tung tích, tiếp theo tìm tới mục vân. Tân thế giới, quá lớn, quy nhất liền tính là thần đế, chưa đến đỉnh phong, cũng là vượt qua thời không du lịch 500 năm, mới tìm đến mục vân. Nhìn về phía mục vân, quy nhất lại nói, thần đế nhóm cho là người chết rồi, chỉ là có chút người có lẽ không cho là như vậy. Mặt khác có một điểm, ta suy đoán, người phụ thân cùng mẫu thân khả năng không có chết dùng ta đối mục thanh vũ hiểu rõ hắn sẽ không dễ dàng chịu chết mười đại vô thiên giả một trong vũ thanh mộng còn không đáng đến người phụ thân lấy mạng đổi muốn đổi dùng hắn tâm tính cũng là muốn đổi một cái thần đế mới cam tâm đi chết mục phân ánh mắt hơi sáng người đối tân thế giới không hiểu rõ đối hồng hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới cũng không hiểu rõ quy nhất lần nữa nói lúc đó ác nguyên tai nan 18 thần đế phân vì hai phái lý thương lan một phương mộ phù đồ một phương, chưa chắc ai đúng ai sai, bây giờ mộ phù đồ bốn người làm, cũng chưa hẳn là sai. Chưa chắc là sai, Mục Vân cười khổ nói, nói như vậy, ta đáng chết. Nghe đến cái này lời nói, quy nhất một thời gian trầm mặc. Rất nhiều sự tình, ta vô pháp nói rõ, cần thiết chính người đi nhìn, đi tìm hiểu, cái này tân thế giới rộng lớn vô ngân, mà lại ngươi hiện nay tự thân nhục thân phá toái gây dựng lại, phá toái gây dựng lại, đối ngươi hồn phách bản nguyên cũng là sản sinh ảnh hưởng. Cho nên, Phía trước Mục Vân, khả năng không tồn tại. Hồn phách bản nguyên ấn ký, cái này là một võ giả tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Bây giờ, Mục Vân hồn phách bản nguyên ấn ký, xác thực là lại lần nữa biến hóa. Rất nhiều sự tình, ta vô pháp tả hiểu, thương lan bên trong phát sinh sự tình, nghĩ đến người cũng nhìn minh bạch một chút cái gì, thần đế là thần linh, cũng là người, không phải diệt việt thất tình lục dục. Mục Vân, tiếp xuống đường, chính người đi đi, đi nhìn, người hiểu đến cái gì liền là cái gì, hết thảy duy tâm là đủ. Quy nhất bàn tay vung lên, tần mộng giao thi thể biến mất không thấy gì nữa. Ta hội đem tần mộng giao đưa đến phượng hoàng thần tộc bên trong, đến mức có thể không phục sinh, vô pháp bảo đảm. Quy nhất lần nữa nói, mục vân, trân trọng, lời nói rơi xuống, quy nhất cùng mệnh nhất duyên thân ảnh biến mất. Đình viện bên trong, chỉ có mục vân cùng vương tâm nhã hai người đứng vững. Thật lâu, vương tâm nhã mở miệng nói, ta cảm thấy quy nhất tựa hồ có cái gì khó nói nỗi khổ tâm mục vân ngồi xuống lẩm bẩm nói hắn là muốn giúp ta có thể hắn không chỉ là phía trước quy nhất càng là quy nhất tiên chương 4941 ta nghe ngươi vương tâm nhã tiếp theo nói chúng ta bây giờ thế nào làm mục vân mặc dù thể nội tự mình phá toái cùng gây dựng lại còn không có giải quyết có thể chỉ ít thọ nguyên không lại là khô kiệt cái này ngàn năm qua nhục thân hồn phách tự mình phá toái gây dựng lại cả ngày lẫn đêm tiến hành mục vân thọ nguyên hao tổn mỗi ngày chỉ lực khí liền là chống cự ban đêm thống khổ bây giờ mặc dù thống khổ vẫn còn có thể chỉ ít có thể thừa nhận ở trong lòng ta có một chút ý nghĩ bất quá cần thời gian nghiệm chứng kia liền tiếp tục chờ đợi ở đây đi ừm một bên khác quy nhất cùng mệnh nhất uyên rời đi quy nhất tiên người đến cùng chuyện gì xảy ra mệnh nhất uyên khó hiểu nói không nỡ động thủ giết hắn mệnh nhất uyên bất đắc dĩ nói người không nỡ ta đến liền là Quy nhất thở dài, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói chuyện A, à, thở dài làm cái gì? Mệnh nhất huyên lần nữa nói, người đến cùng thế nào nghĩ? Chúng ta bốn người, năm đó đều là Lý Thương Lan dưới trướng, vì Lý Thương Lan hoành đồ đại nghiệp, ta nhóm chín vị thần đế tụ tập lại một chỗ, hiện tại, người nghĩ lật lọng rồi. Quy nhất nhìn về phía mệnh nhất huyên, chậm rãi nói, Lý Thương Lan liền là đúng sao? Vấn đề này một ra, mệnh nhất huyên xứng sở. Không lẽ, lúc đó đại chiến, sai đều tại tám đại thần đế thân bên trên. Người không lẽ không có cảm thấy, hiện tại tân thế giới bên trong, có chút không đúng. Quy nhất tiếp theo nói, lúc đó 18 thần đế đại chiến, duy trì chết Lâm Thiên Nguyên, mà thương cung vũ bởi vì Lâm Thiên Nguyên chết đi, đến hiện tại đều không có cái gì tin tức. Còn có Thạch Thông Thiên, Thạch Thông Thiên cũng không thích hợp, trực tiếp về đến chính mình phía trước hang ổ, không ra sơn. Lại có liền là Hiên Viên Minh, cái này tiểu tử chuyển thế vì Hiên Viên Kha, không lẽ là thật còn không có khôi phục, hay là nói, kỳ thực hắn đã khôi phục, chẳng qua là đang trốn tránh. Mệnh nhất huyên ngẩn người, hắn không nghĩ tới, quy nhất tiên thế mà là nghĩ cái này nhiều. Thương Minh Diễn là Lý Thương Lan yêu quý nhất đệ tử, tự nhiên là sẽ không phản bội Lý Thương Lan, hiện nay tiên nhất huyền cùng địa nhất tốn cũng là đối Lý Thương Lan tín nhiệm. Mệnh nhất huyên, ta khuyên ngươi, tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới, tạm mà không muốn quyết định như thế nào làm. Suy nghĩ một lát, Mệnh Nhất Nguyên gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Trên thực tế, ác nguyên tai nan lúc, thần đế nhóm căn bản không sợ chết. Bởi vì thần đế nhóm quá khó chết rồi, đại gia cảm thấy, dù cho thế giới đánh sụp đổ, không tồn tại, bọn hắn còn có thể sống được. Có thể là, 18 thần đế một trong thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên chết rồi. Thật chết, cái này để cái khác thần đế, triệt để minh bạch, thần đế cũng sẽ chết. Kinh khủng nhất là, lâm thiên nguyên thế nào chết, không có người biết cái khác 17 vị thần đế, không có một cái biết đến. Cho nên hiện nay, các đại thần đế xuất thế, đều không có đánh lên. Thứ nhất là, đại gia đều chưa khôi phục đỉnh phong. Thứ hai chính là, đến cùng nên thế nào đứng đội, người nào đều không nghĩ minh bạch. Quy nhất tiên chân đạp hư không, thân ảnh lóe lên, đã tại ngoài vạn dặm tiếp theo nói cái này lần, mộ phù đồ, vô phục thiên, ngọc tu la, cổ pha đà bốn người, quá xúc động, làm mất lòng mục gia phụ tử còn có diệp vân lam. Liên tính lúc đó chi chiến, là Lý Thương Lan bày kế, bốn người này cũng là người bị hại, có thể là hiện nay thời đại mở ra, tân thế giới vững chắc, cái này bốn vị. Mục Vân tất yếu giết bọn hắn, Quy Nhất hiểu rất rõ Mục Vân, bồi bạn nhiều năm, Quy Nhất minh bạch Mục Vân tính tình. Tuy nói cho tới nay, Mục Vân đều là bị ép hại, bị thôi động lấy trước tiến, có thể là, nếu có thể, Mục Vân hội không quản bất cứ giá nào, trả thù lại. Đặc biệt là, liên lụy đến tần mộng giao, cái này vị nữ tử, là mục phân đời này mở ra một mực bồi bạn cho tới hôm nay tần mộng giao nếu là có thể bị phượng hoàng thần tộc người cứu sống ngược lại là khả năng còn có một tia chuyển đổi nhưng nếu là không thể mộ phù đồ bốn người tuyệt đối đừng nghĩ tốt qua quy nhất tiếp tục nói thần huyền linh cùng vân minh chiêu hai cái ta không biết rõ thế nào nghĩ thương lan cái này lần thế mà cũng không có xuất hiện diệp lưu ly trên thực tế ta ngược lại là không nghĩ minh bạch hắn vì cái gì hội giúp cửu mệnh thiên tử ấn đạo lý nói nàng liền tính ra tay, hẳn là đứng tại mộ phù đồ bọn hắn một bên mới đúng. Mệnh Nhất Uyên lập tức nói, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Nhất tiên, ta cảm thấy, ta nhóm còn là về thương lan đại thế giới đi, chỗ kia suy cho cùng có người ta căn cơ, hiện tại tân thế giới khai thác, đại gia đều tại đoạt địa bàn, bồi dưỡng căn cơ, ta nhóm cũng phải bồi dưỡng. Người Nhất Tiên Cung, ta thiên huyền các, đều đến dựng lên đến, nếu không sau cùng thật một lần nữa đại chiến, hai ta thân một bên không có bất kỳ ai, cũng thật phiền toái. Ừm, Mệnh Nhất Huyên nói thương lan đại thế giới, cũng không phải là thương lan thế giới. Năm đó càn khôn đại thế giới, là một phiến minh mông vô tận thế giới chi địa, đản sinh ra từng vị thần đế về sau, mới có thương lan thế giới, phù đồ thế giới những này danh tự xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại người, càng nhiều gọi là cổ giới. Lúc đó càn khôn đại thế giới, cộng có chín đại cổ giới, chín đại cổ xưa nhất thần đế phân biệt cầm giữ, như thanh tiêu thần đế cố bắc thần, chiếm cứ càn khôn đại thế giới một đại cổ giới chi địa, khai sáng cố tộc, càng là năm đó cả cái thanh tiêu cổ giới thần tộc, cao cao tại thượng. Sau đến, Lý Thương Lan dưới chướng sinh ra chín vị thần đế, lớn nhất thương lan cổ thế giới, lại phân thành 10 đại thế giới, quy nhất tiên, mệnh nhất uyên, năm đó đều là một đại thế giới chi chủ. Chỉ là, hiện tại, tân thế giới một lần nữa tập hợp, rất nhiều địa vực đều phát sinh biến hóa. Một chút cổ lão thế giới, bị đánh nát, đánh nổ, triệt để không khả năng phục nguyên. Các đại gia tộc cổ xưa, tông môn, lần lượt tái hiện. Nhưng là, không hề nghi ngờ là, các đại thần đế nhóm, vẫn y như cú hội là tồn tại cường đại nhất. Chỉ là, cái này cần rất dài rất dài thời gian tích lũy. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, chỉ là cái này lần hợp, không biết rõ lần sau phân, lại là cái gì thời điểm. Hai thân ảnh, từng bước tiêu thất tại thương mang thiên địa ở giữa. Thanh Hòa Thôn, tiểu viện bên trong. Ban đêm hàng lâm, Mục Vân ngồi tại bên bàn, sắc mặt từng bước tái nhật xuống đến. Tự thân phá toái, lại bắt đầu. Hai tay, gương mặt, cổ, trái tim, hồn phách, bắt đầu phá toái, tê liệt. Cái này lần, vương tâm nhã không có gãy đàn, Mục Vân cũng không có kêu rên, thọ nguyên khôi phục, ít nhất là để Mục Vân nắm giữ lực khí đi chống cự kiên trì. Cái này một đêm, Mục Vân lại là hóa thành xác thối, không có hình người. Mà tới như thường bốc lên trước nhất khắc, Mục Vân thể nội khí huyết, lại lần nữa tập hợp cùng một, lại lần nữa thành cái kia tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt tuấn giật thanh niên. Một liền mấy ngày, đều là như đây, mà thấy cảnh này, vương tâm nhã cũng là an tâm. Mặc dù thống khổ vẫn y như cũ là nương theo lấy mục vân, có thể là nàng có thể cảm giác được, mục vân tâm tính không đồng dạng. Tâm nhi, cái này một ngày, mặt trời mới mọc dâng lên, mục vân sắc mặt tái nhợt nói, thanh hòa thôn, có phải hay không cự ly thiên phượng tông rất gần. Vâng, mục vân nhìn về phía vương tâm nhã, nói, người hiện nay cũng là đạo hải thần cảnh cấp bậc, đi tới thiên phượng tông đảm nhiệm trưởng lão, hẳn không phải là vấn đề. Nghe đến cái này lời nói, phương tâm nhã lại là ngẩn người. chương 4942, khôi phục một nửa. Mục vân để nàng đi thiên phượng tông đảm nhiệm trưởng lão. Mục vân lập tức nói, hiện nay tân càn khôn đại thế giới, ta nhóm đối hết thảy đều không biết, chỉ biết cái này thương châu là thương vân cảnh phía dưới một châu, như thương lan thế giới một dạng minh mông, có thể là bên ngoài, ta nhóm lại là không biết chút nào. Thiên Phượng Tông tốt xấu là cái này Thương Châu ba đại bá chủ một trong, nhất định tồn tại một chút cổ lão ghi chép, người tiến đến đảm nhiệm trưởng lão, hiểu bên ngoài tin tức, liên quan đến các đại thần tộc, liên quan đến các đại thần đế. Được, Vương Tâm Nhã gật đầu, Thiên Phượng Tông tông chủ, nghe nói là một vị đạo vấn thần cảnh cường giả, mà Vương Tâm Nhã thân vì đạo hải thần cảnh cường giả, xác thực là có tư cách đảm nhiệm Thiên Phượng Tông trưởng lão. Bây giờ tân thế giới tập hợp thiếu nhất là cái gì? Võ giả, cho dù là tại cái này minh mông tân thế giới bên trong, đạo cảnh võ giả cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều là. Như thương châu cảnh bên trong, đi đến đại đạo thần cảnh cấp bậc võ giả, mặc dù so thương lan thế giới nhiều không ít, nhưng mà cũng không phải đạo cảnh nhiều như chó. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương châu cảnh bên trong, nhiều nhất còn là chúa tể cảnh cấp bậc võ giả. Vậy còn ngươi, vương tâm nhã không khỏi hỏi, ta, Mục Vân nắm chặt lại hai tay, mở miệng nói ta đại khái hiểu, vì cái gì nhục thân hồn phách hội tự mình tán loạn cùng gây dựng lại, ta cần thời gian tại giải quyết cái này vấn đề. Thật, vương tâm nhã thần sắc khẽ giật mình, mừng rỡ vạn phần. Ừm, Mục Vân minh bạch, việc cấp bách là giải quyết chính mình vấn đề, sau đó, đi tìm hiểu cái này tân thế giới, đi tìm hiểu thần đế nhóm. Mộ Phù Đồ, Ngọc Tu La, Vô Phục Thiên, Cổ Pha Đà, cái này bốn vị thần đế, hắn tất sát, liền tính cái này bốn vị lựa chọn là chính xác, hắn cũng phải giết. Mà trước đó, có một đoạn đường rất dài muốn đi. Người tiến vào thiên phượng tông bên trong, tranh thủ đảm nhiệm trưởng lão, ta liền tại đại thanh sơn bên trong bế quan, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, ta hẳn là có thể dùng minh bạch, tự thân vấn đề. Ngàn năm vạn năm, vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần đau lòng. Không lẽ, mục phân còn cần trải qua cái này các loại nhục thân hồn phách phá toái gây dựng lại thống khổ ngàn năm thời gian sao? khả năng cũng không cần dùng lâu như vậy. Mục Vân cười cười nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta, cái này lần, ta sẽ không chịu đựng không nổi mà nghĩ chết rồi. Ừm, ngày thứ hai, trương Quân, Lý Tiện, Mạnh Ha ba người tại này đi đến. Giảng bài kết thúc, ba người cái này mới một mặt mong đợi nhìn lấy Mục Vân. Thế nào rồi, Mục Vân cười nói, Mục Gia Gia, ngài, người có phải hay không phía trước bị trọng thương, hiện tại khôi phục rồi. Trường Quân lập tức không kịp chờ đợi nói. Mấy ngày trước đây, ba người bọn họ không đến, hôm nay một đến, nhìn đến Mục Vân, cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt. Xác thực, Mục Vân cười nói, phía trước ta bị rất nặng thương thế, một mực không có thể khôi phục. Hiện tại khôi phục rồi. Lý Tiện lập tức hiếu kỳ nói, "Hiện tại, khôi phục một nửa?" Nghe đến cái này lời nói, ba người khó hiểu, "Khác một nửa, cần thời gian." Mục Vân tiếp tục nói, "Cho nên tiếp xuống, ta hội đi tới Đại Thanh Sơn bên trong bế quan tu luyện." khả năng liền vô pháp vì ngươi nhóm giảng giải chúa tể cảnh tu hành. A, à, nghe đến cái này lời nói, ba vị thiếu niên mắt bên trong đều có chút không bỏ. Mục gia gia tại thanh hòa thôn lưu lại hơn ngàn năm, thanh hòa thôn thôn dân đều rất ưa thích mục gia gia. Tại thanh hòa thôn, mục gia gia liền là một vị trưởng giả thần bí. Thậm chí hiện tại thanh hòa thôn bên trong có võ giả bái nhập thiên phượng tông bên trong trở thành đệ tử, rất nhiều đều là mục vân cái này ngàn năm dạy nên. Hiện tại mục vân nói muốn đi bọn hắn tự nhiên không nỡ. Bất quá, ta hội để vương tâm nhã đi tới thiên phượng tông bên trong, nhậm chức trưởng lão. Nghe đến mục vân cái này lời nói, Lý Tiện lập tức nói mục. Mục tiên sinh, ban đầu Lý Tiện thốt ra liền là nghĩ gọi mục ra ra, có thể là nhìn đến mục vân hiện tại như này trẻ tuổi bộ dáng, liền sửa miệng. Thiên phượng tông có thể là chúng ta thương châu cảnh bên trong ba đại bá chủ một trong, mặc dù cự ly chúng ta thanh hòa thôn rất gần, nhưng là nếu muốn ở thiên phượng tông bên trong đảm nhiệm trưởng lão, ít nhất ít nhất cũng phải là đạo hải cảnh. Ta nghe thôn bên trong khảo tiến thiên phượng tông Diệp ca nói, thiên phượng tông bên trong, ngũ đại chúa tể cảnh cấp bậc đệ tử chiếm đa số, mà đạt tới chuẩn đế cấp bậc, kia liền là tinh anh đệ tử, như là đi đến đạo trụ thần cảnh, liền là hạch tâm bên trong hạch tâm. Có thể đủ đi đến đạo đài thần cảnh, kia liền có thể dùng đảm nhiệm thiên phượng tông chấp sự. Được đến ngoại phái, có thể dùng tại thương châu một chút đại thành trì bên trong, đảm nhiệm thành chủ thương châu phương viên vạn vạn giảm, rộng lớn vô ngân, ngồi dậy thành trì cũng là hàng ngàn hàng vạn, đạo đài thần cảnh cấp bậc, hoàn toàn có thể dùng thành vì đứng đầu một thành. Mà đây đều là thiên phượng tông sắc phong, các đại thành trì thành chủ môn, cần nghe theo thiên phượng tông mệnh lệnh, ấn thời gian giao nạp cung phụng. Thiên phượng tông cũng là dựa vào cái này, không ngừng thêm mạnh chính mình địa vị, bồi dưỡng ưu tú hơn thiên tài. Nghe nói thiên phượng tông bên trong trưởng lão, phân vì hai cái cấp bậc, đạo hải thần cảnh nhất trọng đến tứ trọng, là địa môn trưởng lão, mà đạo hải thần cảnh ngũ trọng đến cửu trọng, liền là thiên môn trưởng lão. Đến mức đạo vấn thần cảnh, thật giống chỉ có tông chủ là đạo vấn thần cảnh, nói đạo vấn thần cảnh, ba người đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Kia cơ hồ là thần đồng dạng tồn tại, tại cái này thương châu, liền là tối cường. Mục phân cười nói, người nhóm mỗi ngày gọi tiên nữ tỷ tỷ, hiện nay liền là đạo hải thần cảnh nhất trọng cảnh giới, hẳn là có thể dùng. Cái này vừa nói, ba vị thiếu niên, trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn về phía vương tâm nhã không thể không nói tại một vân chín vị phu nhân bên trong vương tâm nhã cùng tiêu doãn nhi đều là thuộc về thanh thuần một loại tiêu doãn nhi thanh thuần càng giống là vô cấu ngọc thô mà vương tâm nhã liền là giống như nước bên trong chi liên yên lặng tại chỗ này rất khó để người không chú ý cái này dạng một vị tiên nữ tỷ tỷ thế mà là đạo hải thần cảnh cường giả hồi tưởng lại những năm gần đây ba người mỗi ngày nghĩ lấy cưới tiên nữ tỷ tỷ Hiện tại ba vị thiếu niên ngược lại là cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người nhóm cũng phải khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày có thể đủ bái nhập Thiên Phượng Tông bên trong. Ừm, Lưu ba người ăn cơm chưa? Mục Vân liền là đem ba người đưa tiến. Về đến đình viện bên trong, Vương Tâm Nhã nhìn về phía Mục Vân, nói kia ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta chỉ là bế quan, cái này lần có nhất định nắm chắc, không cần lo lắng cho ta. Mục Vân đưa tay kéo qua Vương Tâm Nhã, ngồi trên người chính mình, cười nhạt nói: ngược lại là ngươi, cẩn thận một chút, cái này tân thế giới không so thương lan, có lấy tân đồ vật tại không ngừng sinh ra, có thể là ta có cú kỹ tồn tại. Ừm, vương tâm nhã nhẹ khẽ tựa vào mục vân bụng bên trong. Chỉ là từng bước, mục vân bàn tay lại là bắt đầu chuyển động. Bên ngoài sân nhỏ, ánh nắng tươi sáng, có thể là bốn phía lại là có đạo đạo trận văn bốc lên, đem tiểu viện bên trong hết thảy đều là che giấu. Ban ngày tuyên dâm, tuy không phải mục vân nghĩ, có thể là không có cách, những năm gần đây, chịu đến quá đau, mà lại hiện tại đến ban đêm, toàn thân cao thấp đau chết đi sống lại, căn bản không có cơ hội. Tuy nói chuẩn bị bế quan, có thể là mục vân thọ nguyên khôi phục về sau, còn là lại lấy không có đi, trọn vẹn qua hơn một tháng, tiểu viện trận văn triệt hồi. Mà cái này một ngày, mục vân cùng vương tâm nhã hai người cũng là cáo biệt thanh hòa thôn các thôn dân, lần lượt rời đi. Mục vân, đi tới đại thanh sơn bên trong, tìm kiếm bế quan chi địa. Vương tâm nhã, liền là đi tới Thiên Phượng Tông, chuẩn bị thông qua Thiên Phượng Tông khảo hạch, đảm nhiệm trưởng lão. Chương 4943, Thiên Phượng Tông địa môn trưởng lão Vương Tâm Nhã. Hai người tách ra, chính mình làm lấy chính mình sự tình. Hiện nay, tân Càn Khôn đại thế giới tụ hợp duy nhất, thế lực khắp nơi, tầng tầng lớp lớp, mà cường đại nhất chỉ có tại thần đế một phương. Các đại thần đế, tin tức cũng là từng bước tại to lớn tân thế giới bên trong truyền ra tới. Phù Đồ Thần Đế mộ phù đồ. Về đến năm đó chính mình phù đồ cổ giới chi địa, chế tạo lần nữa thế giới thuộc về mình. Tu La Thần Đế Ngọc Tu La, Phục Thiên Thần Đế Vô Phục Thiên, Pha Đà Thần Đế Cổ Pha Đà ba người, cũng là chính mình về đến Tu La cổ giới, Phục Thiên cổ giới, Pha Đà cổ giới bên trong. Không chỉ là chế tạo lần nữa chính mình thế lực căn cơ, càng trọng yếu là tự thân khôi phục. Đồng thời, Lưu Ly li Thần Đế Diệp Lưu Ly li khai sáng Lưu Ly li cung, danh khí cũng là từng bước lớn mạnh. Mà Thanh Tiêu Thần Đế Cố Bác thần trở về tân thế giới Cố tộc tin tức đồng dạng là truyền ra đến, một lúc ở giữa, cố tộc năm đó thu phục gia tộc, lần lượt quy thuận. Như là cố tộc không có cố bắc thần, khả năng rất nhiều thế lực đều lựa chọn tự lập sơn môn, không lại phụ thuộc cố tộc. Có thể là, chỉ cần thần đế tại, cố tộc, kia liền là thanh tiêu cổ giới duy nhất tối cường. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trừ cái đó ra, năm đó thiên phạt thế giới chi chủ vân minh chiêu, cái này vị thiên phạt thần đế, ngược lại là không có tin tức gì. Còn có một vị, liền là thập pháp thế giới chi chủ, thập pháp thần đế thần huyền linh, cũng là không có tin tức gì. Tám vị cổ lão thần đế, năm đó có thể là chiếm cứ vượt qua càn khôn đại thế giới một nửa phía trên địa vực. Đến mức mặt khác gần như một nửa, ban đầu là bị Lý Thương Lan cái này vị Thương Lan thần đế chiếm cứ, sau đến Lý Thương Lan dưới trướng xuất hiện chín đại thần đế, liền là đem Thương Lan cổ giới tách ra, chín đại thần đế phân biệt trưởng khống. Bây giờ, cái này chín đại thần đế cũng có mấy vị có tin tức thương minh thần đế thương minh diễn, đã là trở về thương minh giới. Không sai, thương minh giới. Hiện nay tân thế giới, đại gia tán đồng trên thực tế cũng chỉ có hồng hoang thời kỳ chín đại thế giới, cổ xưa nhất chín vị thần đế khai sáng phân chia. Đến mức đằng sau lý thương lan dưới chướng chín vị, chia cắt thương lan cổ giới, bọn hắn cũng không gọi là thế giới hoặc là cổ giới, mà chỉ là dùng giới đến xưng hô. Thương minh giới, chính là thương lan cổ giới phân ra thế giới, về thương minh thần đế quản hạt. Bây giờ, thương minh thần đế cũng là trở về, lấy tay chế tạo tân thương minh giới. Trừ cái đó ra, liền là thông thiên thần đế thạch thông thiên, cái này vị trưởng quản thông thiên giới đại lão, cũng là trở về. Chỉ bất quá, cái này vị đại lão trở về, lại là hiện ra rất điệu thấp. Cái này dạng rất nhiều đạo cảnh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Suy cho cùng, năm đó thông thiên đại đế, có thể là tính cách trương cuồng nhân vật, bây giờ sao giọt biết điều như vậy rồi. Lý Thương Lan dưới chướng chín đại thần đế, còn có hai vị, cũng là xuất thế. Năm đó nhất huyền thần đế thiên nhất huyền, nhất tốn thần đế địa nhất tốn, cái này hai vị cũng là có rất nhiều sắc thái truyền kỳ thần đế, đồng dạng là bắt đầu chế tạo một huyền giới cùng một tốn giới. Đến mức mặt khác mấy vị, ngược lại là tin tức ít điểm. Có thể là ta không bao lâu, không ít thượng tầng cấp bậc cường giả đại lão nhóm, liền là từ từng cái con đường, hiểu đến không ít tin tức. Nghe nói, Lý Thương Lan dưới chướng chín đại thần đế một trong hiên viên thần đế hiên viên minh trở về. Chỉ là, nghe thấy cái này vị thần đế, cũng chưa phục tô ký ức, tại hiên viên giới bên trong, có thể là nháo đằng ra cực lớn chuyện cười. Bất quá những này tin tức, cũng chỉ là tại thượng tầng lưu truyền, không đến đạo vấn thần cảnh, thậm chí đều căn bản không biết rõ thần đế trở về cái này trùng sự tình. Cái này tân thế giới, cường đại thực lực sai biệt, quả thực là hồng câu. Có chút giới vực bên trong, khả năng chỉ tồn tại chúa tể cảnh cấp bậc, có chút thậm chí siêu việt đạo vương cấp bậc vô địch nhân vật đều có. Tân thế giới, quá lớn quá lớn, một cái thương châu, liền là sánh ngang một cái thương lan cửu đại thiên giới, có thể nghĩ, cái này cổ lão càn khôn đại thế giới, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đại Thanh Sơn, một cái chi mạch, Thiên Phượng Tông bên trong. Thiên Phượng Tông chủ điện, mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Cái này mấy chục vị võ giả, tận đều là thân mang Thiên Phượng Tông Thiên môn trưởng lão phục sức, đứng tại đại điện trước. Lúc này, điện rừng đứng lại lấy một vị nữ tử, một bộ váy trắng, gánh vác một cái cổ cầm, thần sắc bình tĩnh. Vương Tâm Nhã, một vị trưởng lão mở miệng nói, chúc mừng ngươi, thông qua ta thiên phượng tông khảo hạch, thành vì ta thiên phượng tông địa môn trưởng lão. Vương Tâm Nhã kho người thi lễ nói, đa tạ trưởng lão. Tia trưởng lão lần nữa nói, người mới vào ta thiên phượng tông bên trong, cần thiết khảo hạch, hy vọng tương lai dung nhập ta thiên phượng tông bên trong, chân chính vì ta thiên phượng tông ra sức. Vương Tâm Nhã ghi nhớ, nói, trưởng lão liền là bàn tay vung lên, một đạo lệnh bài xuất hiện tại Vương Tâm Nhã thân trước dung hợp này lệnh bài, về sau tại thương châu cảnh bên trong, ta thiên phượng tông trưởng quản thành trì gia tộc chi địa, đưa ra này lệnh bài, liền có thể làm chạy người địa môn trưởng lão chức quyền. Vương tâm nhã hai tay tiếp qua lệnh bài, thở ra một hơi. Thiên phượng tông trưởng lão khảo hạch, không có dễ dàng như vậy, bất quá tốt tại, nàng thành công. Mà liền tại cái này lúc, đại điện trên không, không gian hơi hơi rung động, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở trên không. Kia đạo thân ảnh, dáng người yêu nhã, thân thể ung dung lộng lẫy, nhìn lên đến ước chừng 40 tuổi một dạng thành thục, phong vận mười phần. Hắn thân ảnh chậm rãi rơi tại tất cả trưởng lão thân trước, nhìn vương tâm nhã. Cái này vị liền là mấy ngày trước đây thông qua khảo hạch vương trưởng lão. Vị nữ tử kia đến gần vương tâm nhã, trên dưới giò xét, thanh âm ôn nhu nói. Tông chủ, tông chủ, chư vị thiên môn trưởng lão, lần lượt kho người thi lễ. Thiên phượng tông tông chủ, thương vân uẩn, cái này là một vị chân chính đạo vấn cảnh giới cường giả. Trên thực tế, vương tâm nhã nếu không phải là năm đó ở thương lan thế giới bên trong gặp đến rất nhiều đạo vấn thần cảnh thậm chí là đạo vương thần cảnh cùng với siêu việt đạo vương cấp bậc nhân vật dù là nàng hiện tại đã là đạo hải thần cảnh nhất trọng gặp đến cái này vị đạo vấn thần cảnh cũng hội kinh hãi chỉ là hiện tại vương tâm nhã ngược lại là khá là bình tĩnh nghe nói ngươi là âm thuật võ giả thương vân uẩn nói thẳng vâng được thương vân uẩn phất phất tay nói về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi nghe đến cái này lời nói chư vị thiên môn trưởng lão, thần sắc nhất biến. Tông chủ thế mà tự thân xuất hiện, đem vương tâm nhã mang ở bên người. Cái này, một vị trưởng lão đi ra, không người nói, tông chủ, vương tâm nhã còn không có qua khảo hạch kỳ. Thương Vân Uẩn ngay sau đó cười nói, kia liền tại bên cạnh ta, thông qua khảo hạch kỳ. Nghe đến cái này lời nói, mọi người đều là không nói. Suy cho cùng, Thương Vân Uẩn là tông chủ, nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Đi theo ta, Thương Vân Uẩn mang theo vương tâm nhã rời đi. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Thương Vân Uẩn chậm rãi ngồi tại sơn cốc lương đình bên trong, lười biếng dáng người, tản mát ra vô tận mị lực, thành thục mị lực. Người đã là âm thuật võ giả, là biết rõ, âm thuật võ giả cường đại. Thương Vân Uẩn cười nói, ta gần nhất tu hành có bình cảnh, tâm phiền ý loạn, ngươi liền mỗi ngày bên trong vì ta đánh đàn đàn tấu, giúp ta bình phục tâm cảnh. Mặt khác, âm thuật võ giả, So với đàn sư khí sư trận sư càng thêm thưa thớt, mà âm thuật võ giả âm thuật, cũng đã rất thưa thớt, người có thể đi tàng thư các kia một bên tra tìm ta thiên phượng tông bên trong âm thuật, chính mình tu luyện. Lời đến này chỗ, thương vân huẩn mỉm cười nói, không có người có thể giáo dục ngươi, đều dựa vào chính ngươi. Vâng, vương tâm nhã gật đầu nói, tốt, tiếp xuống, ngươi liền ở cùng với ta, có cái gì sự tình khác an bài, ta hội thông báo tiếp ngươi. Vâng, vương tâm nhã nói, đi đến một bên, gỡ xuống cổ cầm đàn tấu một khúc. Chương 4944, cái này là ta mệnh số. Cái này một bên, Vương Tâm Nhã thuận lợi tiến vào Thiên Phượng Tông bên trong, mà một bên khác, Mục Vân liền là tiến vào Đại Thanh Sơn sâu chỗ. Trên thực tế, Mục Vân cũng chưa trưởng khống, vì cái gì chính mình nhục thân hồn phách lại không ngừng phá toái gây dựng lại, nhưng là hắn trong lòng có nhất định suy đoán. Mà cái suy đoán này, cần thời gian đến nghiệm chứng. Mục Vân lựa chọn tiến vào một tòa hoang vu sơn mạch chi địa bên trong, thành thành thật thật mở động phủ, cô động trận văn, đem bốn phía vững chắc. Hắn cái này lần, cần thiết rất dài rất dài thời gian đến bế quan. Có lẽ là hắn đời này đi đến hiện tại, lớn nhất một lần thời gian. Mục phân tại kinh lịch lấy chính mình thuế biến, mà cái này minh mông thương mang cản khôn đại thế giới, cũng là tại kinh lịch lấy tự thân thuế biến. Đại thanh sơn bên trong, một phiến hoang vu sơn phong ở giữa, chân núi, một ngọn núi nội bộ. Mục phân ngồi xếp bằng, đây đã là hắn tại này chỗ năm thứ 100 linh một thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này trăm năm thời gian đến, hắn chưa từng bước ra một bước, chỉ là tại cái này bên trong, mỗi ngày mỗi đêm, chịu đựng lấy tự thân nhục thân hồn phách phá toái cùng trọng tổ thống khổ. Mà theo lấy cái này trùng thống khổ không ngừng ăn mòn mục phân thân thể, hắn rốt cục bắt lấy cái gì? Không nói được, nói không rõ cảm giác, cho nên, hắn còn cần thời gian, tiếp tục đi lĩnh ngộ. Kết quả là, Thời gian tiếp tục từ từ trôi qua, nhục thân hồn phách phá toái gây dựng lại, cũng tiếp tục tiến hành. Như này cái này, cũng không biết là bao nhiêu năm trôi qua. Đột nhiên một ngày, động phủ bên trong, Mục Vân ánh mắt sáng lên, nguyên lai like như đây, Mục Vân tâm có điều ngộ ra, hồn hải hải dương bên trong, hắn hồn phách thể đứng yên định. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, nhục thân hồn phách lại lần nữa bắt đầu phá toái. Có thể là cái này lần, theo lấy nhục thân cùng hồn phách phá toái thời khắc, Mục Vân lại là tính thủ bản tâm, mà lại càng là thi triển ra đại tác mệnh thuật, thọ nguyên một năm một năm thiêu đốt, chỉ là thiêu đốt thọ nguyên cũng không nhiều, hoàn toàn tại Mục Vân phạm vi chịu đựng bên trong. Làm đến Mục Vân đem thọ nguyên thiêu đốt thời khắc, nhục thân cùng hồn phách phá toái tốc độ, bắt đầu chậm lại, thống khổ cũng là tại yếu bớt. Cái này nhất khắc, Mục Vân bỗng nhiên rõ ràng, hắn biết rõ vì cái gì, chính mình nhục thân hồn phách lại không ngừng phá toái, mà sau lại lần nữa gây dựng lại. Thiên mệnh, hắn tự thân mệnh số, cái này một lần, bắt đầu phản kháng. Không, nói đúng ra, là phía trước, hắn mệnh số một mực bị áp chế, mà lần trước tại thương lan đại chiến, thọ nguyên lại lần nữa hao tổn không, nhục thân hồn phách bị thương nghiêm trọng, cửu mệnh thiên tử mệnh số, xuất hiện suy yếu kỳ, mà hắn tự thân mệnh số bắt đầu phản kích. Mà lần này phản kích, chưa từng đình chỉ, nhục thân hồn phách phá toái, là tự thân mệnh số cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số bất phân thắng bại, hắn thân thể, thành chiến trường. Hai cái đánh nhau, Hắn thành tao ương kia một cái. Phía trước, hắn bởi vì thọ nguyên hao hết, thôn vệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, thôn vệ khí huyết hóa thành thọ nguyên, chỉ là vừa tốt có thể để hắn còn sống mà thôi. Có thể là cái này lần, mệnh nhất nguyên cùng quy nhất tiên xuất hiện, mượn dùng mệnh nhất nguyên vì hắn khôi phục thọ nguyên, hắn có thể dùng thiên vị đi trợ giúp tự thân mệnh số, chống cự cử cửu mệnh thiên tử mệnh số. Cửu mệnh thiên tử mệnh số vô pháp tách ra, kia liền áp chế, dựa vào chính mình mệnh số đi áp chế. Nếu như chính mình mệnh số có thể đủ áp chế ở cửu mệnh thiên tử mệnh số, kia tự thân thiên phú được bày ra, không nói đến cảnh giới để thăng có phải là thêm nhanh, chỉ ít không hội bị cửu mệnh thiên tử mệnh số một mực chi phối. Nguyên lai like như đây, mục phân tâm bên trong rõ ràng, chỉ là cái này nhất định là một chàng đánh rằng co. Lúc trước, chưa từng xuất hiện tự thân mệnh số có thể đủ cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số chống lại tình huống, càng đừng nói nuôi dưỡng. Bây giờ, có cơ hội để tự thân mệnh số bày ra Mục Vân thế nào sẽ từ bỏ. Cái này nhất định là một chàng đánh rằng co, mà Mục Vân đã là chuẩn bị tốt, mà mặc kệ Lý Thương Lan đến cùng là ý đồ gì, sáng tạo ra cửu mệnh thiên tử mệnh số, có thể tổng đến nói, đối Lý Thương Lan tất nhiên là tốt, nhưng là đối hắn Mục Vân, chưa chắc là tốt. Bây giờ, dù cho không thể tách ra cửu mệnh thiên tử mệnh số, có thể áp chế, cũng là cực tốt. Minh bạch cái này một điểm, Mục Vân nội tâm từng bước hiểu đến, nên thế nào đi làm. Tự thân mệnh số, cửu mệnh thiên tử mệnh số cái này hai cái bắt đầu nuôi dưỡng mà mục phân liền là trợ giúp tự thân mệnh số đi công kích cửu mệnh thiên tử mệnh số nhục thân phá toái hồn phách phá toái thì tính sao cái này các loại thống khổ kinh lịch nhiều cũng liền chết lặng chỉ cần có thể kiên trì để chính mình mệnh số bày ra cho dù là một tia vậy tương lai liền có thể dùng từng bước thêm đại tự thân mệnh số lực ảnh hưởng đi chân chính áp chế cửu mệnh thiên tử mệnh số thời gian tiếp tục trôi qua thoáng chớp mắt ba ngàn năm thời gian đi qua đột nhiên cái này một ngày động phủ bên trong giống như một cỗ thi thể mục vân hai mắt mở ra hắn thể nội khí thức cuồn cuộn mà ra mà xuống nhất khắc tại hắn hồn phách hải bên trong hồn phách hai bên giống như có hai đạo vô hình quang mang ngưng tụ tả hữu rằng co mệnh số huyền chi lại huyền không nhìn thấy sờ không được chỉ có thể dựa vào võ giả tự thân đi cảm ứng hô mục phân dài dài thở ra một hơi Cả cái người hai mắt mở ra, cái này một giây lát ở giữa, hắn hai mắt đôi mắt, lại là nhìn lên đến mang theo vài phần bất đồng hào quang. Thanh sắc quang mang cùng ngân sắc quang mang, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Mệnh số, mệnh số, cái này là ta mệnh số. Mục vân cái này nhất khắc, cảm thấy thật cái người thần thanh khí sảng. Cửu mệnh thiên tử mệnh số, liền giống là một kiện tơ lụa y phục mặc tại hắn thân bên trên. Như là cái này tơ lụa y phục, là đưa cho một vị xuyên áo vài người hội để kia người nhìn lên đến cao quý rất nhiều. Có thể là mục vân bản thân tự thân mệnh số, liền giống như một kiện kim tầm ti y phục, đã rất hoa lệ, rất chói mắt, mà cửu mệnh thiên tử mệnh số cái này tơ lụa y phục, không những là che đậy hắn tự thân mệnh số quang mang, càng là trở thành hắn gánh vác. Bây giờ, tơ lụa y phục còn tại thân bên trên, có thể là mục vân lại là thể hiện ra chính mình kim tầm ti quần áo quang mang. Tự thân mệnh số, mở ra, nếu như nói phía trước mục vân, hết thảy tiến bộ, đều là đến từ cửu mệnh thiên tử mệnh số mang đến thiên phú. Kia hiện tại, tự thân mệnh số mang đến thiên phú, tính là mở ra. Một thành, bây giờ đem mục phân thiên phú chia 10 phần, kia cửu mệnh thiên tử nguyên bản 10 phần, bị áp súc thành 9 phần, mà hắn tự thân mệnh số gắng gượng mở ra một phần. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với mục phân mà nói, lại là cực lớn cực lớn một bước. Có cái này 10 chính mình mệnh số, thiên phú, liền có thể dùng có 20 phần trăm, 30 thẳng đến cuối cùng, tự thân mệnh số triệt để đem cửu mệnh thiên tử mệnh số nuốt mất, che giấu. Cái này cần thời gian, cũng không chỉ là cần thời gian, phải nghĩ thoáng mở chính mình mệnh số, mục phân cảm giác đến, hắn cần thiết áp chế cửu mệnh thiên tử mệnh số. Như thế nào áp chế? Thôn phệ, dựa vào thôn vệ người khác khí huyết, cướp đoạt thiên phú, đem cướp đoạt mà đến thiên phú, toàn bộ dùng tới áp chế cửu mệnh thiên tử mệnh số thiên phú. Cái này nhất khắc, mục phân cảm giác đến vô cùng rõ ràng mục tiêu siết người, siết thiên tài, siết việt thế thiên tài, đem những thiên tài kia, yêu nghiệt thiên phú mệnh số, toàn bộ thôn vệ, dùng tới áp chế cửu mệnh thiên tử mệnh số, từ đó giải phóng chính mình mệnh số thiên phú. Thẳng đến sau cùng, tự thân mệnh số triệt để áp chế ở cửu mệnh thiên tử mệnh số, kia thời điểm hắn, mới là ban đầu hắn, chân chính hắn. Trường 4945, bị phát hiện. Vừa xài bước ra, mục phân rời đi động phủ, xuất hiện tại sơn mạch ở giữa hơn 3.000 năm thời gian trôi qua, cuối cùng là làm đến bước này, chỉ là, Mục Vân cũng không phải là không đưa ra đại giới. Hắn đạo đài, đạo trụ, tại cái này hơn 3.000 năm thời gian bên trong, triệt để sụp đổ. Bất quá, không quan hệ, tự thân mệnh số chiếm cứ 10%, cửu mệnh thiên tử mệnh số chiếm cứ 90%, mà cái này 10% tự thân mệnh số thể hiện ra thiên phú, đầy đủ để mình tiến bộ nhanh một chút. Chẳng qua là từ đạo trụ thần cảnh lại bắt đầu tu hành mà thôi có thể là, có thể đủ giải quyết cửu mệnh thiên tử mệnh số, cái này là trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, như Quy Nhất nói, cái này lần, bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số cùng tự thân mệnh số tranh đấu, hắn hồn phách nhục thân đều là phát sinh biến hóa. Căn bản nhất là hồn phách bản nguyên ấn ký biến hóa. Tự thân mệnh số đề cao, hồn phách bản nguyên ấn ký liền hội thuế biến. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt chỗ tại tại, dù cho thần đế nhóm hoài nghi hắn không có chết, nếu muốn tìm hắn, có thể dựa theo ngày xưa hồn phách bản nguyên ấn ký vết tích đến tìm hắn, là căn bản tìm không thấy. Thậm chí, cho dù là hiện tại tìm tới hắn, có thể là qua một thời gian ngắn, hắn tự thân mệnh số như là lại đề cao, kia hồn phách bản nguyên ấn ký còn là hội biến. Cứ như vậy, hắn hội rất an toàn, chỗ xấu dĩ nhiên chính là, khả năng người thân cận nhất cũng vô pháp theo chiếu hồn phách bản nguyên ấn ký không biến tính đến xác định hắn liền là mục phân. Phải biết bất luận một vị nào võ giả, hồn phách bản nguyên ấn ký, từ xuất sinh sau liền là quyết định. Rất nhiều che lấp tự thân khí tức, ngụy trang thân phận bí thuật, trên thực tế cũng không phải là cải biến hồn phách bản nguyên ấn ký, mà là làm ra mê hoặc người khác bất đồng ấn ký khí tức tới. Lúc đó, Mục Phân vừa ra đời thời điểm, hồn phách bản nguyên ấn ký đã dừng lại, mà sau đó chuyển thế, đến cuối cùng một lần, thành vì bây giờ cái này một thế Mục Phân lúc, hồn phách bản nguyên phát sinh cải biến. Bây giờ, lại phát sinh cải biến. Chỉ là cái này một điểm, Mục Vân tự thân cảm thấy, tốt chỗ còn là lớn hơn chỗ xấu. Thương Lan bên trong Mục Vân, đã không tại, hiện tại, là tân thế giới Mục Vân, một cái hoàn toàn mới Mục Vân, không chỉ là mệnh số biến hóa, càng là hồn phách bản nguyên ấn ký biến hóa. Mộ Phù Đồ, Vô Phục Thiên, Cổ Pha Đà, Ngọc Tu La, ta nhóm chung quy hội gặp lại. Bước chân bước ra, Mục Vân hướng lấy Đại Sơn bên ngoài mà đi. Mà cùng lúc đó, cự ly Thương Châu Đại Thanh Sơn ngoài ước vạn dặm, một phiến u ám thiên địa ở giữa. Một thân ảnh, bàn chỗ ngồi ngồi, thân trước ngưng tụ một đạo tinh thuần thiên địa lực lượng, không biết đến cùng là cái gì lực lượng. Kia người đem cái này một đoàn lực lượng, toàn bộ dung nhập tự thân. Khủng bố khí tức, từ kia nhân thể bên trong bộc phát ra. Mà lúc này, một thân ảnh từ hư không bên trong. Xuất hiện, chính là thương minh diễn. Sư phụ lại tinh tiến mấy phần rồi. Thương minh diễn kinh ngạc nói, dù là hắn cũng là thần đế, có thể là đối mặt Lý Thương Lan, Hắn vẫn y như cũng là đệ tử. Lý Thương Lan dưới trường chín đại thần đế, thương minh thần đế thương minh diễn, thiên vũ thần đế thương cung vũ, thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên. Cái này ba vị đều là Lý Thương Lan quan môn đệ tử, mà cái khác sáu vị cùng Lý Thương Lan cũng là có đủ loại quan hệ. Lý Thương Lan lúc này chậm rãi gật đầu, tiếp theo nói bên ngoài như thế nào rồi. Thương minh diễn lập tức nói thạch thông thiên bế giới không ra, liền tại thông thiên giới bên trong, chuyên tâm quản lý thông thiên tháp ta đi tìm qua hắn mấy lần, có thể hắn căn bản không gặp ta. Mà thiên nhất huyền hiện nay tại nhất huyền giới bên trong, một lần nữa tổ kiến một huyền thiên tông, địa nhất tốn liền là lại lần nữa tổ kiến nguyên thần điện. Đến mức mệnh nhất huyền cùng quy nhất tiên hai người, không biết tung tích, tại nhất tiên giới cùng nhất huyền giới cũng không gặp bọn họ xuất hiện. Thương cung vũ, cũng không biết tin tức, đến mức hiên viên minh, liền là hiện tại hiên viên kha, kia ra hỏa, bây giờ trở lại hiên viên giới bên trong, thiên hồng địa chú mấy cái thuộc hạ, trung thành cảnh cảnh, để hắn tái hiện hiên viên thế tộc huy hoàng, kia ra hỏa, ta đi gặp, hắn không nhận thức ta. Lý thương lan dưới chướng các đại thần đế, tình huống bây giờ các là bất đồng. Thương minh diễn tiếp theo nói, sư phụ, ta sẽ tiếp tục đi tìm bọn hắn. Không cần, Lý thương lan chậm rãi nói, năm đó một chiến, thiên nguyên chết đi, bọn hắn đối ta, đã không có kia phần tín nhiệm. Trước mắt, cứ như vậy đi, suy cho cùng, mộ phù đồ bọn hắn, cũng là cần thời gian khôi phục, cái này tân thế giới vừa ngưng tụ không lâu. Thương minh diễn lại là lo lắng nói, bọn hắn thế nào có thể dùng cái này giặc. Sư phụ lúc đó dạy bảo bọn hắn, trợ giúp bọn hắn đi đến thần đế, bây giờ lại là không dùng sư phụ vi tôn. Khoát tay áo, Lý Thương Lan mới đến tiếp tục nói, diễn, người thương minh giới, hiện nay có người tỏa chấn, liền tiếp tục ổn định phía trước cục diện đi, đến mức Thương Lan thế giới hạch tâm. Mục phân đi ra Thương Lan thế giới, liền là hồng hoang thời kỳ, càn khôn đại thế giới bên trong thương lan thế giới hạch tâm. Lúc đó đại chiến, càn khôn đại thế giới đánh đến nhão nhuệt, có thể là thương lan cổ giới hạch tâm thương lan đại lục, lại là bị lý thương lan đảm bảo đến, thành bây giờ thương lan thế giới. Nhưng là hiện tại thương lan thế giới, đã dừng lại, mà lại tân sinh thương lan cổ thế giới, cũng có hạch tâm đại lục. Lý Thương Lan dừng một chút mới nói, hiện nay Thương Lan đại lục, hết thảy đều là tân, người mang người, chiều thu cái này tân thế giới võ giả, từ tân quản lý đi. Vâng, Thương Minh Diễn rời đi. Lý Thương Lan lại là thần sắc bình tĩnh như trước, ngồi tại tại chỗ, không biết tại suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Lý Thương Lan thở dài, tự nhủ, Diệp Vân Lam. Ta phía trước vẫn cho rằng, mục tiêu thiên mới hội là ta trở ngại lớn nhất, không nghĩ tới, chuyện lần này. Đều bị ngươi làm hỏng, như thế nói đến, mục thanh vũ, cũng không chết đi, mộ phù đồ bốn người, thật là ngu xuẩn a. À. Lý Thương Lan nội tâm thở dài, thương châu, đại thanh sơn, mục vân ở tại một cái sơn cốc bên trong, đỡ lên giá nướng, nướng thịt. Xì 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 thanh âm vang lên, thịt nướng mặt ngoài, bốc lên dầu, mùi thơm xông vào mũi. Mục phân đến gần người người, khá là hài lòng, ngay sau đó lấy ra chủy thủ, cắt lấy một miếng thịt, nhét vào miệng bên trong. Rất thơm, Ba 000 năm nay, không, nói đúng ra là bốn 000 năm qua, hắn đều là qua đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Bây giờ, không khác thế là giành lấy tân sinh, hết thảy cảm giác đều là kia tốt đẹp. Cái này mấy ngày, Mục Vân cũng không gấp rời đi Đại Thanh Sơn, đi tới Thiên Phượng Tông, mà liền là tại cái này bên trong, liệp sát một chút hung thú, hưởng thụ lấy cái này giành lấy tân sinh cảm giác. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, Mục Vân vỉnh tai. Người nào, Mục Vân thanh âm vang lên, a à, bị phát hiện, một đạo thanh âm non nớt vang lên, Mục Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy được sơn cốc bên trong, một vị sáu bảy tuổi tiểu nữ hài, mặc một bộ váy trắng, khá có chút xấu hổ đứng tại miệng hang dưới một thân cây, một đôi mắt to chấp chấp nhìn về phía mục vân. Tiểu nữ hài mặt nhỏ nhìn lên đến vô cùng bẩn, mắt to chấp chấp, mang theo vài phần cẩn thận, có thể là nhìn lấy mục vân tay bên trong thịt, lại là liếm miệng một cái. Ánh mắt nhìn trước mắt nữ hài, mục vân lại hơi hơi sững sờ. chương 4946, kỳ thực ta là ngươi cha. Chỉ là chợt, mục vân vẫy vẫy tay, tiểu nữ hài đi đến mục vân thân trước 10 mét, ngừng lại, không có đến gần. Người đói rồi, mục vân ôn hòa cười nói ừm kia cái này cho ngươi ăn nói mục phân đưa ra tay bên trong thịt nướng tiểu nữ hài nghĩ tiếp có thể là do do dự dự đứng tại chỗ lại là không có đến gần ngươi sợ ta hại ngươi a à. mục phân cười nói ta nương nói đề phòng người khác không thể không có bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ đề phòng người khác không thể không có mục phân cười cười cắt xuống một miếng thịt thả tới miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt tiếp theo nói ngươi nhìn ta ăn không có việc gì. Tiểu nữ hài cái này mới đến gần Mục Vân, ngồi xuống đi, tiểu nữ hài ngồi tại hòn đá bên trên, tiếp qua Mục Vân thịt nướng, từng ngụm từng ngụm gặp. Tựa hồ đói rất lâu, Mục Vân cười cười, đưa ra thanh thủy, cười nói, người nhiều lớn rồi. Tiểu nữ hài giật mình, vội vàng nói, đừng nhìn ta nhỏ, niên kỳ có thể không nhỏ, hiện tại hơn một ngàn tuổi. Ồ, hơn một ngàn tuổi nhân loại, đây không phải là lão yêu quái rồi. Người mới lớn như vậy một điểm, lão yêu quái, Bị mục vân cái này một nói, tiểu nữ hài ngẩn người, lại là không lời phản bác. Chỉ là chợt phảng phất nghĩ đến cái gì, tiểu nữ hài cái này mới nói, ta nương nói, không chỉ ta kỳ quái như thế, nhân ra giống ta cái này niên kỳ, đều rất lớn, ta rất nhỏ, là bởi vì ta cha. Nga ca ca tỷ tỷ nhóm, cũng rất nhỏ, ta lớn nhất ca ca, đều hơn một vạn tuổi, cũng chỉ là cái thiếu niên lang mà thôi. Mục vân cười vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, tiểu nữ hài lúc này thối lui, một mặt cảnh giác. Mẫu thân ngươi có phải hay không gọi Vương Tâm nhã? Ngươi thế nào biết rõ? Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, tiểu nữ hài liền là ngẩn ngơ. Nương nói, không thể tùy tiện cùng nhân nói nàng danh tự. Phụ thân ngươi là không phải gọi Mục Vân. A, tiểu nữ hài kinh ngạc nói, ngươi là cùng đám kia người xấu đồng dạng, muốn giết ta? Giết ngươi? Mục Vân lông mày nhíu lại. Ai muốn giết ngươi? Tiểu nữ hài lại là gặm lấy thịt, tiếp tục nói, không biết rõ a, à, nhưng là cùng ta một lên ra đến ca ca tỷ tỷ nhóm đều bị giết chết, bọn hắn để ta chạy, ta liền một mực chạy một mực chạy, nhanh đến thiên phượng tông, lại lạc đường, lại đói vừa mệt. Nói đến đây, tiểu nữ hài khóc lên, nước mắt lượn quanh. Mục vân lại là hỏi, cái gì cảnh giới người truy sát ngươi? Tiểu nữ hài lần nữa nói, đạo trụ thần cảnh nhân vật lợi hại. Đạo trụ thần cảnh, mục vân lông mày nhíu lại, hắn vốn là đạo đài thần cảnh cấp bậc, đáng tiếc cái này lần, tự thân thiên mệnh hiển hóa, cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số chơi cờ ở giữa, đem hắn đạo đài, đạo trụ, toàn bộ phá hủy. Những này thời gian, hắn cũng là thật vất vả mới ngưng tụ ra tôn thứ nhất đạo trụ, tính là đạo trụ thần cảnh nhất trọng cảnh giới. Thoáng một cái đều đi qua hơn 4.000 năm thời gian, không có tiến bộ liền được rồi, ngược lại là lui bước. Chỉ là, rất đáng giá, chỉ ít, tự thân thiên mệnh mở ra, mặc dù chỉ là chiếm cứ hiện tại chính mình toàn bộ thiên mệnh 10%, nhưng là tổng có một ngày, hắn sẽ không lại bị cửu mệnh thiên tử mệnh số ảnh hưởng đừng nói bốn năm hào không tiến bộ thậm chí lui bước liền là đánh về trong bụng mẹ lại tu luyện từ đầu đều có giá trị trước ăn ăn qua ta mang người đi thật ừm tiểu cô nương hiếu kỳ nói ra ra người thế nào tốt như vậy tâm a à. khụ khụ bị tiểu cô nương gọi một cái ra ra mục vân kém điểm một cái sặc nước chết ta có kia già sao tiểu cô nương nhìn lấy mục vân, lắc đầu lại gật đầu một cái nhìn người trẻ tuổi có thể là mái đầu bạc trắng lại rất già Mục Vân lại là hỏi, tiểu nha đầu, mẫu thân ngươi không có cho ngươi xem qua ngươi cha chân dung sao? Không có, tiểu cô nương lắc đầu nói, ta nương nói, ta cha rất lợi hại, không thể để người ta biết ta cha là cái dạng gì. Mục Vân chân thành nói, kỳ thực ta là ngươi cha. Tiểu nha đầu nghe đến cái này lời nói, ngẩn ngơ, ngay sau đó tức giận nói, thúc thúc ngươi cho ta thịt ăn, cho ta nước uống, ta tạ ơn ngươi, có thể là ngươi thế nào chiếm ta tiện nghi a? À? Ta thật là ngươi cha mục phân cười nói người gọi mục sơ tuyết ta gọi mục phân mẫu thân ngươi là vương tâm nhã người ra ra nãi nãi là mục thanh vũ diệp vũ thi người đại ca tần trần nhị tỷ mục vũ đạm nói nói tiểu nha đầu nhìn lấy mục phân đem chính mình ra phả đều nói ra sắc mặt ngốc ngươi thật là ta cha nương nói mục tộc là cái đại gia tộc nàng có ra ra nãi nãi cha mẹ nương còn không chỉ một cái ca ca tỷ tỷ cũng rất nhiều mục sơ tuyết đã từng hỏi vương tâm nhã vì cái gì cha chỉ có một cái Nương lại là có một đống lớn, vì cái gì cha không có một đống lớn, đem nương hỏi á khẩu không trả lời được. Mục Vân còn không có tiếp tục nói cái gì, sơn cốc bên ngoài đã có đạo đạo phá không tiếng vang lên. Mục Vân lông mày nhíu lại, ngay sau đó, liền là nhìn đến một đám thanh y võ giả, thân mang thanh bào, bao trùm toàn thân, khuôn mặt cũng là che chắn cực kỳ chặt chẽ, xuất hiện tại sơn cốc bốn phía. A, à, Mục Sơ Tuyết lúc này kinh hô một tiếng, đứng dậy, ngạc nhiên nói, truy sát ta người đến, cha ngươi vừa mới không trả hoài nghi ta không phải ngươi cha sao mục sơ tuyết mặt nhỏ đỏ ngượng ngùng nói muốn dựa vào ngươi cứu mạng gọi ngươi cha không thua thiệt tiểu quỷ cơ linh mục phân hơi hơi cảm ứng cười nói yên tâm cha có thể ứng phó ngươi không tin ta cũng không có việc gì ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân ngươi ừm um, lúc này đám kia thanh y nhân ước chừng hơn hai mươi vị đầu lĩnh mấy vị thể nội tản mát ra hùng hồn đạo lực mà phía sau đám người thì đại khái là đế giả cấp bậc thực lực Lão đồ vật, không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng. Nhìn lấy mái đầu bạc trắng Mục Vân, một người trong đó hử lạnh nói. Người nhóm là người nào? Mục Vân cười nói, hẳn là thương châu cảnh bên trong tông môn gia tộc, thương tộc người. Còn là tiêu giao cung người, liên quan gì đến ngươi? Đầu lĩnh một vị đạo trụ thần cảnh nhất trọng võ giả, vừa xài bước ra, phía sau ẩn ẩn ở giữa có một đạo thông thiên chi trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục Vân cũng không sợ hãi, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong bên trong, có lấy khủng bố đạo lực bắn ra. Vạn tinh lạc nhật, một câu quát xuống, trong một chớp mắt, sơn cốc bên trong có lấy khủng bố tinh quang tập hợp, phóng xạ đại địa, tiếp theo trực tiếp nổ bể ra tới. Kia tinh quang như mũi tên, tản ra về sau, dây lát ở giữa tập hợp, giống như nhất luân minh nhật, trực tiếp xiết ra. Thổi phù một tiếng, xiết tới mục vân thân trước thanh bảo thanh niên, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, chết oan chết uổng. Mục vân thôn vệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch vận chuyển lập tức liền cảm giác đến thể nội khí huyết tăng phúc, mà đạo đạo khí huyết dung nhập tự thân thời khắc chính mình kia mệnh số tại cái này lúc xuất hiện một tia biến hóa cực ít tăng phúc. quả nhiên mục phân ánh mắt sáng lên, mà chính mình thiên mệnh mở ra dùng thôn vệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp thôn vệ khí huyết, không chỉ là có thể dùng chuyển hóa thành cực ít thọ nguyên, càng là có thể đủ đem cái này khí huyết bên trong bổ sung thiên phú ra chỉ đến bản thân thiên phú rất huyền diệu phía trước. Mục Vân chưa từng có cảm giác, nhưng là bây giờ, lại là rõ ràng cảm giác đến. Đạo đạo khí huyết, dung nhập bản thân về sau, khí huyết dùng đại tác mệnh thuật nghịch chuyển thành thọ nguyên, rất ít, khí huyết bên trong bóc ra thiên phú, cũng rất ít. Có thể là, góp gió thành bão A, chương 4947, gặp lại trương Uân. Như là một mực cái này thôn vệ xuống, kia tự thân mệnh số thiên phú, liền hội một mực được đến tăng trưởng cùng cửu mệnh thiên tử mệnh số đối kháng, thẳng đến siêu việt cửu mệnh thiên tử mệnh số, mà lại, Mục Vân thậm chí cảm thấy được, năm đó tự thân thôn vệ khí huyết, tăng cường thực lực, nhất định cũng là có thiên phú bị chính mình dung hợp, chỉ bất qua chính mình cũng không biết rõ. Bây giờ, tích lũy nhiều năm, mới lần này thương lan chi chiến bên trong, hao phí toàn bộ thọ nguyên, làm cho cửu mệnh thiên tử mệnh số lực ảnh hưởng rơi xuống nhất thấp, mới có thể để chính mình thiên phú xuất hiện. Quá ít, Mục Vân thì thầm nói, nhìn đến, ta cần thiết liệp sát siêu cường thiên phú tử đệ, đến chính tăng phúc mệnh số thiên phú mới được. Mà cái này nhất khắc, rất nhiều thanh bào người nhìn đến Mục Vân dễ dàng giết một vị đạo trụ nhất trọng cường giả, đều là biến sắc. Không sai, cường giả, tại cái này thương châu bên trong, đi đến đại đạo thần cảnh cấp bậc, đủ dùng được xưng vì cường giả. Người nhóm, một lên tới đi, nhìn lấy đám người, Mục Vân mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, chính là đạo trụ nhất trọng thôi, lập tức có hai vị thanh bào người đi ra, đạo trụ nhị trọng cảnh giới hai người đột nhiên phóng tới mục phân thể nội khí thế bồng bột bộc phát ra khủng bố sát khí càn quét thiên địa ở giữa chỉ là nhìn đến hai người giết ra mục phân lại là cũng không có bất kỳ lo âu nào vạn tinh dẫn thiên quyết vạn tinh táng thiên khí thế kinh khủng bộc phát ra oanh long long thanh âm không ngừng vang lên ở giữa lệnh người hồi hộp khí thức tràn ngập mà ngay sau đó mọi người đều là nhìn đến bầu trời ngưng tụ mà ra một khỏa vạn trượng tinh thần tại lúc này dùng một chủng tốc độ bất khả tư nghị dây lát ở giữa rơi xuống. Hai người kia lại là sắc mặt không thay đổi, lần lượt thi triển ra chính mình tu hành đạo quyết. Vạn trùy thần quyền, liệt không thiên kiếm, sát na, hai thân ảnh trực tiếp công hướng rơi xuống tinh thần. Nhưng vào lúc này, tinh thần rơi xuống, tiếng nổ tung vang vọng. Phá, một câu quát xuống ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức nổ tung. Oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Mà một bên khác, Mục Vân đã là mang theo Mục Sơ Tuyết, đi đến sơn cốc bên ngoài. Mục sơ tuyết kinh ngạc nhìn lấy một màn này, thật lớn thiên thạch, mục phân cười cười, không nói gì. Mục sơ tuyết tiếp theo nói, bọn hắn đều chết sao? Chết rồi, vạn tinh dẫn thiên quyết, là lúc trước mục phân tại thương lan bên trong tu hành, mặc dù chỉ có tam thức bản thiếu, có thể xác thực là rất bá đạo. Tuy nói mục vân cảnh giới hạ xuống, chỉ là đạo cảnh cất bước, nhưng là không thể không nói, tự thân thiên mệnh mở ra, cùng cửu mệnh thiên tử thiên mệnh cùng tồn tại, làm cho chính mình thực lực, xác thực là để thăng mấy lần. Đây vẫn chỉ là 10% thiên mệnh thôi, như là 100% tự thân thiên mệnh đâu. Mục phân cười cười, có thể là sau một khắc, đột nhiên ở giữa, Mục phân ôm chặt lấy Mục Sơ Tuyết, thân ảnh dây lát ở giữa đột một từ mặt đất mọc lên, bốc lên trăm trượng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, triệt để nổ tung. Hai người vừa mới vị trí, đã là trực tiếp bị một cỗ cự lực chấn vỡ, triệt để tan thành mây khói khủng bố chấn động âm thanh, vang vọng thiên địa ở giữa. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, xuất hiện tám đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm mục vân cùng mục sơ tuyết. Tiểu tử, lung tung nhúng tay, người sẽ chết rất khó nhìn. Mục vân bả vai vị trí, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn về phía tám người, cười nhạo nói, đối một cái tiểu cô nương động thủ có gì tài ba. Có bản lĩnh trực tiếp đối thiên phượng tông động thủ A. Hư, không biết trời cao đất rộng, đầu lĩnh một người, bàn tay một nắm, khắp người đạo lực, cho người một chủng cực mạnh lực áp bách đạo đài thần cảnh vì truy sát mục sơ tuyết thế mà là liền đạo đài thần cảnh cấp bậc cường giả đều ra tay rồi mục phân lông mày nhíu lên chạy một tay đem mục sơ tuyết đẩy đi mục phân thể nội cuồn cuộn đạo lực ngưng tụ mà ra kia thanh bảo người thấy cảnh này càng là cười nhạo liên tục bất quá là trâu trấu đá xe thôi sau một khắc mục phân liền hội là một cỗ thi thể không là liền thi thể đều không tồn tại cho bụi oanh lập tức kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Chỉ là ngay sau đó, đầu lĩnh thanh bào người, lại là biến sắc. Mà đột nhiên, bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, lần lượt thẳng hướng tám người. Ta thiên phượng tông người, người nhóm cũng dám động, hôm nay ngược lại là muốn nhìn một cái, người nhóm đến cùng là thần thánh phương nào. Một tiếng khẽ kêu, truyền lại thiên địa ở giữa, mà một bóng người xinh đẹp, cũng là xuất hiện tại mục vân thân trước. Chính là trước mặt cái này vị nữ tử, chống đỡ vừa mới kia thanh bào người công kích, nữ tử một bộ tím nhạt phái dài, đưa lưng về phía Mục Vân, uyển chuyển dáng người, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Huyên tỷ tỷ, mà lúc này, bị Mục Vân đẩy ra Mục Sơ Tuyết, cũng là kinh hỉ gọi nói. Nữ tử kia quay đầu thoáng nhìn, cười cười, tiếp theo lại lần nữa nhìn về phía Thanh bào người, lạnh lùng nói: "Thiên Phượng Tông phó tông chủ chi nữ, há là người nhóm có thể động?" Tám vị Thanh bào người, nhìn lấy bốn phía, hơn 10 vị đạo đài thần cảnh cường giả, liên đới lấy mấy chục vị đạo trụ thần cảnh võ giả, lần lượt đi đến. Đầu lĩnh một sắc mặt người khó coi, những này thiên phượng tông võ giả đi đến, nghĩ muốn bắt sống mục sơ tuyết, cơ hồ là không khả năng. Rút, hắn thanh âm rơi xuống, mặt khác bảy người cũng là cũng không chiến đấu, chỉ nghĩ lấy rời đi. Chạy, chạy đi đâu, kia dáng người uyển chuyển nữ tử lại là hư lạnh nói, ở lại đây đi. Một câu quát xuống, nữ tử bàn tay một nắm, hóa thành nhiều đám đạo lực ngưng tụ mà thành liên hoa, dây lát ở giữa thẳng hướng tám người. Oanh oanh oanh, bốn phương đều là tiếng oanh minh vang vọng, cái này nữ tử, cũng là đạo đài thần cảnh cấp bậc, mà lại cũng không phải mới vào. Phốc, đầu lĩnh thanh bào người, một cái tiên huyết phun ra, lúc này quát, trốn không thoát, tự sát. Sau một khắc, oanh, đạo đạo chấn thiên động địa tử bảo tiếng oanh minh, tràn ngập sơn cốc bên trong bên ngoài. Khủng bố thanh thế, lan tràn không thôi, huyên tỷ tỷ tốt lợi hại, mục sơ tuyết vỗ tay cười nói, tám người trực tiếp bị bức bách tự bảo, cặn bã đều không có còn lại nữ tử kia lông mày nhíu lên, mà lúc này, bốn phía hơn 10 vị đạo đài thần cảnh cường giả, đạo trụ thần cảnh cao thủ, lần lượt đi đến. Mục ra ra, một đạo tiếng vui mừng vang lên, mục vân ánh mắt nhìn, phát hiện đám người bên trong, một vị người quen. Trương Uân, Trương Uân thân mang thiên phượng tông đệ tử phục sức, đi lên phía trước, kinh hỉ nói thật là ngài. Ngài bế quan kết thúc rồi, lần này, nữ tử kia, mục sơ tuyết, cùng với khác đám người, đều là ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Ừm, Trương Uân cái này mới nhìn về phía mục sơ tuyết, mỉm cười nói tiểu sơ tuyết, cái này vị mục vân đại nhân, liền là phía trước cùng phó tông chủ cùng một chỗ cái kia mục ra ra. Mục ra ra, mục sơ tuyết hiếu kỳ không ngừng, mục vân trừ mái đầu bạc trắng, không có cái gì giống là ra ra bộ dáng A. Nữ tử kia lúc này nói, Trương Uân, người xác định sao? Trương Uân vội vàng khom người nói, cơ chấp sự, xác định. Cơ chấp sự cái này mới nhìn về phía mục vân, thanh âm bình tĩnh nói, đã là phó tông chủ cố nhân, kia liền theo chúng ta một lên trở về thiên phượng tông đi. Nói, cơ chấp sự vẫy tay một cái, mấy cái xòe hai cánh đủ để trăm trượng rộng đại thanh bằng, lao vùn vụt vù tới. Kia thanh bằng vũ rực đều là màu xanh, có thể là nhìn kỹ lại, ánh mắt bên trong mang theo một tơ giống như phượng hoàng sắc bén. Đám người lần lượt đăng lâm thanh bằng, trương quân kéo lấy mục vân một đạo, tại đằng sau một cái thanh bằng thân bên trên ngồi xuống. Mục sơ tuyết liền là theo lấy kia cơ chấp sự rời đi. Trương Huân gặp lại Mục Vân, chỉ cảm thấy Mục Vân không đồng dạng, có thể là muốn nói chỗ nào không đồng dạng, hắn liền nói không ra tới. Hơn 3.000 năm không gặp, Mục Vân thế mà chỉ là đạo trụ thần cảnh. Trương Uân không kịp chờ đợi nói, hiện tại gọi ngươi Mục ra ra, không thích hợp. Sưng hô ta Mục Vân liền được, Trương Uân cười nói, ta vẫn là gọi ngươi Mục Đại ca đi. Mục Vân gật gật đầu, tiếp theo nói, nhóm một cái hơn 3.000 năm, đương thời thiếu niên, hiện nay cũng có mấy phần nhận không ra, người từ chúa tể cảnh đi đến đạo cảnh, thiên phú quả nhiên tốt. Lời đến này chỗ, Trương Quân lại là ngu ngơ cười một tiếng, không có ý tứ gãi gãi đầu. mươi 4948, đi đến Thiên Phượng Tông. Kỳ thực, không phải ta thiên phú tốt, Trương Quân giải thích nói, cái này ba ngàn năm nay, tiên nữ tỷ tỷ. Thành vì đạo vấn thần cảnh cái thế cường giả, mà lại bị thương vân huẩn tông chủ sắc phong làm ta nhóm Thiên Phượng Tông phó tông chủ, ta nhóm từ Thanh Hòa Thôn đi ra đệ tử, đều chiếm được phương phó tông chủ đại lực tài bồi, ta mới có thể đi đến đạo trụ thần cảnh. Phó tông chủ, mục phân hơi sững sờ, chỉ là chợt khóe miệng một vệt mỉm cười dâng lên. Hắn từ thương lan thế giới rời đi, đi qua một ngàn năm thời gian, phương tâm nhã đã là từ đạo trụ thần cảnh đi đến đạo hải thần cảnh nhất trọng, đây chỉ là ngàn năm thời gian thôi. Mà cái này hiện tại lại qua hơn ba nghìn năm thời gian, đi đến đạo vấn thần cảnh, cũng tựa hồ là đương nhiên. Chỉ bất quá, cái này nha đầu, thế mà thành phó tông chủ. Mà lại, Mục Vân càng không có nghĩ tới, Mục Sơ Tuyết thế mà đã sinh ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới kia vị cơ chấp sự, tên gọi cơ Vân Huyên, đạo đài cửu trọng cảnh giới, là ta nhóm thiên phượng tông bên trong danh khí cực lớn chấp sự, như là đi đến đạo hải cảnh, liền hội được bổ nhiệm làm địa môn trưởng lão. Trương Uân giải thích nói, ta nhóm thiên phượng tông bên trong, có một vị tông chủ, thương vân huẩn đại nhân, mặt khác liền là năm vị phó tông chủ, đây đều là đạo vấn thần cảnh cấp bậc. Tông chủ, phó tông chủ phía dưới, liền là gần trăm vị đạo hải ngũ trọng đến cửu trọng thiên môn trưởng lão, phân công quản lý to lớn thiên phượng tông các trùng đại sự. Sau đó liền là hơn 500 vị địa môn trưởng lão, đều là đạo hải nhất trọng đến tứ trọng cấp bậc. Trừ cái đó ra, liền là chấp sự đại nhân nhóm, đại khái hơn 2.000 vị, bất quá đều là đạo đài nhất trọng đến cửu trọng cảnh giới. Mà về phần đạo trụ cảnh giới đệ tử, liền là có hơn 5.000 vị. Mà đạo trụ phía dưới chúa tể cảnh đệ tử, kia có 10 vạn chi chúng. Đạo vấn thưa thớt, đạo hải thần cảnh không đến ngàn vị, mà đạo đài cảnh hơn 2 ngàn, đạo trụ cảnh hơn 5 ngàn. Cái này thiên phượng Tông, vị liệt thương châu ba đại bá chủ một trong, cũng không phải hư ảo. Mục đại nhân trở về, phó Tông chủ nhất định thật cao hứng. Trương Uân cười ha hả nói, ta nhóm cũng thật cao hứng. Trước đây ít năm, Mục Vân tại Thanh Hòa Thôn, dạy bảo bọn hắn Thanh Hòa Thôn từng vị tử đệ. Mà tiến vào thiên phượng tông về sau, phương tâm nhã lại là giữ gìn bọn hắn, cho bọn hắn rất lớn tiện lợi. Trương Uân thậm chí nghĩ đến, lý tiện, mạnh ha những kia ra hỏa, gặp đến Mục Vân, khẳng định sẽ vui vẻ hư. Mà cùng lúc đó, phía trước một cái đại thanh bằng thân bên trên. Cơ vân huyên thon dài hai chân, trắng noãn như ngọc, theo lấy váy áo phân nhánh mà bày ra, lệnh nhân khẩu nước chảy dòng. Mục sơ tuyết lại là thoải mái cái đầu nhỏ gối lên cơ vân huyên đùi to bên trên, lộ ra rất là vui vẻ. Huyên tỷ tỷ, người thế nào tìm tới ta a? À? Cơ Vân Huyên cười nói, Vương Phó Tông Chủ đã từng trên người ngươi lưu lại một quả ngọc phù, ta dựa vào kia quả ngọc phù khí thức tìm tới ngươi. Mục Sơ Tuyết liền nói ngay, nương xuất quan rồi. Không có, Cơ Vân Huyên kiên nhẫn nói, Phó Tông Chủ là âm thuật võ giả, bế quan không giống như ta mấy người võ giả tính tu trăm năm ngàn năm, khả năng tùy thời xuất quan, cũng khả năng thời gian rất lâu không xuất quan. Nhìn lấy Mục Sơ Tuyết, cơ vân huyên lần nữa nói người thế nào cùng cái kia mục vân quen biết liền là nghe đến thịt nướng vị tìm tới hắn hắn làm thịt nướng có thể ăn rất ngon mục sơ tuyết nghĩ nghĩ lần nữa nói mà lại hắn nói hắn là ta phụ thân người phụ thân cơ vân huyên là vương tâm nhã tâm phúc vương tâm nhã xưa nay có cẩn thận sự tình đều là bàn giao nàng đi làm có thể là liên quan tới mục sơ tuyết phụ thân kia vị vương tâm nhã phó tông chủ lại là cơ hồ chưa từng đề cập mà lại rất kỳ quái Vương Tâm Nhã tiến vào Thiên Phượng Tông về sau, liền là đảm nhiệm địa môn trưởng lão, 3.000 năm thời gian, vì Thiên Phượng Tông lập xuống vô số công lao, thương vân huẩn Tông chủ tấn thăng hắn vì ngũ đại phó Tông chủ một trong. Có thể là, tại Thiên Phượng Tông bên trong, đối Vương Tâm Nhã người theo đuổi, đuổi mà không hết. Nhưng là Vương Tâm Nhã từ trước đến nay đều là chưa từng để ý tới. Mà lại, càng trọng yếu là, liền tại ngàn năm trước, Vương Tâm Nhã đột nhiên sinh ra mục sơ tuyết. Thiên Phượng Tông đương thời bởi vì chuyện này, tất cả người đều mộng. Không ít người thậm chí là bắt đầu tìm kiếm, cái này mục sơ tuyết phụ thân đến cùng là người nào, đến cùng là người nào bắt được vương phó tông chủ phương tâm. Thậm chí vì này, không ít điểm môn trưởng lão, thiên môn trưởng lão, lẫn nhau ở giữa, vung tay đánh nhau. Càng thần kỳ là, sau đến, có người dứt khoát trực tiếp bắt đầu nhận mục sơ tuyết vì chính mình nữ nhi. Có vợ như phó tông chủ cái này thanh thuần cực kỳ xinh đẹp, hài tử không phải là của mình, kia liền được. Cái này các loại chuyện hoang đường, quả thật liền là tại thiên phượng tông phát sinh. Rất nhiều địa môn trưởng lão thậm chí là thiên môn trưởng lão, đều là vô sỉ xưng chính mình vì mục sơ tuyết phụ thân. Thẳng đến về sau, vương tâm nhã ra mặt, chừng trị rất nhiều trưởng lão, cái này sự tình, mới đến từng bước bình ổn lại. Người nào đều không biết, mục sơ tuyết phụ thân là người nào, chỉ biết họ mục. Thậm chí vì này, thiên phượng tông bên trong họ mục, có đoạn thời gian đều không dám ra ngoài. Sợ bị đánh, là thật sợ bị đánh chết, mục vân, Cơ Vân Huyên lông mày nhíu lại, Mục Sơ Tuyết hiếu kỳ nói, "Huyên tỷ tỷ, hắn thật là ta phụ thân sao?" "Ta không biết rõ." Cơ Vân Huyên rất là buồn bực, như là Mục Vân là Mục Sơ Tuyết phụ thân, kia thế nào vô thanh vô tức. Rất kỳ quái, cái này sự tình chỉ có thể Vương Tâm Nhã phó tông chủ đến kết luận. Bất quá, cái này Mục Vân đã cùng Trương Uân quen biết, vậy ít nhất không phải là bên ngoài phái tới mật thám. Mục Sơ Tuyết lần nữa nói, "Kia những kia giết ta là ai?" Thương tộc, Tiêu giao cung đều có khả năng, Cơ Vân Huyền chậm rãi nói, về sau ngươi liền không muốn ra tông môn, không an toàn. Nha, Mục Sơ Tuyết rất là không nguyện ý, Thiên Phượng Tông rất rất lớn, có thể là tính là lại lớn, lưu lại hơn ngàn năm, không có người bồi tiếp cùng nhau chơi đùa, cũng rất nhàm chán. Mà lại nương thân rất tàn ác hung, chính mình không hảo hảo tu luyện, nàng liền nổi giận, mà lại không phải trực tiếp đánh chửi, là tại chỗ này gảy đàn. Nương cầm âm quá dọa người, Thiên Phượng Tông bên trong một chút đệ tử nghe đến nương cầm âm vui vẻ đến không được có thể một chút người nghe đến lại là sắc mặt trắng bệch mục sơ tuyết ngủ thật say cái này dọc đường đào vong nàng quá mệt mỏi ngủ say ở giữa mục sơ tuyết thì thầm nói cha người ở đâu a à, cha thấy cảnh này cơ vân huyên nội tâm thương yêu nàng bị vương tâm nhã tài bồi là vương tâm nhã tâm phúc mà vương tâm nhã nữ nhi nàng tự nhiên cũng là cực điểm yêu thương mục vân cơ vân huyên thì thầm nói phụ thân như là là giả, ta hội giết ngươi, như là là thật. Kia, ánh mắt nhìn ngủ say bên trong mục sơ tuyết, cơ vân huyên lẩm bẩm nói, kia ngươi thật sự không xứng làm phụ thân. Mấy cái đại thanh bằng vỗ cánh bay cao, không ra một canh giờ, đám người dọc theo minh mông rộng lớn đại thanh sơn, thoát ly đại thanh sơn chủ mạch, đi đến một đạo chi mạch vị trí. Nói là chi mạch, cái này một cái chi mạch, rộng cũng có hơn vạn dặm, dài càng là mấy chục vạn dặm không thôi. Thẳng đến đi đến chi mạch phần cuối, thiên phượng tông dung mạo, từng bước hiện ra ở trước mặt. Chi mạch phần cuối, từng tòa cao sơn nấn ná, tại kia cao sơn ở giữa, như ẩn như hiện lấy rất nhiều cung điện cung điện góc cạnh, cổ phát đại khí. Cách đến gần, mới có thể nhìn đến, sơn mạch ở giữa đại đạo, lên tốt thanh bạch ngọc trải tạo mặt đất, lấp lánh lấy ôn nhuận quang mang. chương 4949, ta sẽ không chạy. Phương xa giống như có lượn lờ vũ khí bao phủ không chân thực cung điện, Gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái cong phượng hoàng triển xí muốn bay, ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên tường bản. Ở giữa liền là một cái thẳng tắp con đường, phần cuối một quảng trường khổng lồ theo lấy ngọc bậc thang bằng đá từ từ đi lên, trung ương trên tế đàn to lớn một cái thẳng tắp cây cột điêu khắc sinh động như thật long văn, cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa tương đối. Những này cung điện, xen vào nhau tinh tế, mà lại chế tạo chất liệu, tận đều là không tầm thường, cho dù là đạo cảnh võ giả cũng không phải là có thể dùng bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đánh nát đi đến sơn môn trước rộng rãi môn hộ có lấy phiến phiến cao tới trăm trượng môn hộ lần lượt mở ra đứng tại sơn môn cửa vào mấy chục vị võ giả tận đều là đạo trụ cảnh giới nhìn đến từng cái đại thanh bằng rơi xuống mấy chục vị võ giả lần lượt tiến lên tham kiến chấp sự đại nhân một vị lính đội trực tiếp khom người khách khi nói ừm cơ vân huyên lập tức nói những tòa kỵ này mang về đi bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ vâng cơ vân huyên mang theo một đám đệ tử từ một cánh cửa bên trong mà vào cả cái thiên phượng tông tại cái này đại thanh sơn một cái chi mạch phần cuối rộng rãi hùng vĩ đến cực hạn mà lại mục vân cũng không phải nói là nhà quê chưa thấy qua tráng lệ kiến trúc chỉ là này chỗ kiến trúc xác thực là có cùng thương lan thế giới hoàn toàn khác biệt nội tình có lấy càng cường đại lịch sử nội tình mà lại cả cái thiên phượng tông bên ngoài bị từng tòa đại trận bao phủ Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt, giống như thiên một bên cầu vồng, có thể là Mục Vân là một vị trận pháp sư, có thể đủ cảm giác đến cái này hộ tông đại trận cường đại. Cái này là đạo trận, hoàn toàn thuộc về một cái tân trận pháp đẳng cấp, mà cái này mấy ngàn năm nay, Mục Vân vội vàng giải quyết chính mình thiên mệnh vấn đề, cũng chưa quá nhiều tâm tư thả tại tu hành cùng trận thuật, bây giờ, tại cái này Thiên Phượng tông bên trong, hắn cần thiết hảo hảo đến rèn luyện. Đi đến một tòa đại điện trước, Cơ Vân Huyên nhìn về phía thân một bên chư vị chấp sự, nói ta mang theo tuyết đầu mùa đi bẩm báo tông chủ, người nhóm tất cả giải tán đi. Vâng, đạo đạo thân ảnh rời đi. Cơ Vân Huyên lại nhìn Trương Quân, phân phó nói, Trương Uân đã ngươi nhận thức người này, kia liền giao cho ngươi trông giữ, theo sau rồi quyết định như thế nào làm. Trương Quân liền nói ngay, cơ chấp sự, Mục Vân thật là phó tông chủ quen biết cũ, phía trước cùng phó tông chủ cùng một chỗ. Nghe đến cái này lời nói, Cơ Vân Huyên khá có thâm ý nhìn Trương Quân một mắt, Trương Uân vội vàng nói, đệ tử biết sai, đi thôi, vâng, Mục Sơ Tuyết nhìn về phía Mục Vân, lại là nói, ta nương bế quan đâu, người nếu thật là ta cha, kia liền chờ ta nương xuất quan. Người có thể ngàn vạn đừng chạy, Mục Vân ôn hòa cười nói, ta sẽ không chạy, Mục Sơ Tuyết theo lấy cơ vân huyên rời đi, Trương Uân cười nói, phó tông chủ tại bế quan, bọn hắn cũng không thể tùy ý xác nhận người thân Phật, không có việc gì, các loại phó tông chủ xuất quan, đại gia liền biết rõ. Trên thực tế, Trường Uân cũng không biết, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã là phu thê quan hệ. Hai người tại Thanh Hòa thôn ở lại ngàn năm chi lâu, bọn hắn một mực xem là Vương Tâm Nhã là Mục Vân nữ nhi. Thẳng đến về sau, Mục Vân khôi phục chân dung, vô cùng trẻ tuổi, bọn hắn mới phát giác được, hai người khả năng là phu thê. Bây giờ, từ Mục Vân miệng bên trong nói ra, Trường Uân cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn tuy là thiên phượng tông đệ tử, có thể là không có kia lớn quyền lợi chứng minh Mục Vân thân phận cuối cùng vẫn là muốn vương tâm nhã hiện thân mới được. Mục đại ca, ta trước dẫn người đi nhìn một chút cái khác người. Trương Quân vui vẻ nói lý tiện, mạnh ha, còn có Thanh Văn Nham, Thanh Hà, hứa diệu trần bọn hắn, gặp đến người nhất định rất vui vẻ. Ừm, hai người kết bạn mà đi, đường bên trên, Trương Quân cũng là đem chính mình hiểu đến thiên phượng tông tin tức, đều cùng mục vân giảng thuật. Hiện tại, Thanh Văn Nham, Thanh Hà, hứa diệu trần bọn hắn, cũng không đồng giảng, đều là đạo trụ thất trọng bát trọng cảnh giới, ở Hạch Tâm đệ tử cấp bậc cũng là thuộc về rất cao đẳng cấp. Như là bọn hắn đi đến đạo đài cảnh, kia liền có cơ hội bị tông môn phân phối đến chỗ đó một tòa bên trong tòa thành lớn, đảm nhiệm thành chủ. Thiên Phượng Tông bản thân giống như một tòa triều đình, chiếm cứ lấy cái này Đại Thanh Sơn một cái chi mạch. Mà hắn bồi dưỡng ra đệ tử, thực lực đi đến mức nhất định, đều là hội được phái ra ngoài đến Thiên Phượng Tông thuộc hạ từng cái thành trì bên trong, đảm nhiệm thành chủ các loại chức vị. To lớn Thiên Phượng Tông bên trong cần thiết tu hành tài nguyên rất nhiều, đây đều là cần thiết phía dưới các đại thành chỉ dâng lên. Từ bên ngoài nhìn, thiên phượng tông rất rất lớn, mà tại cái này bên trong quanh đi quẩn lại, thiên phượng tông quy mô, xác thực là khá là rộng rãi uy nghiêm. Trọng yếu nhất là, tông môn nội bộ kiến trúc chất liệu. Trên thực tế, mặc kệ là nhân giới bên trong, thương lan thế giới bên trong, còn là hiện tại tân thế giới bên trong, thế giới lực lượng cấu tạo bất đồng, sinh đồ vật, đều là bất đồng. Ví như cái này thiên phượng tông đại điện, chế tạo đầu gỗ đều là áp dụng vạn năm chi lâu trần hương thánh mộc lịch sử lâu dài phía dưới tại đạo lực tưới tiêu hạ có thể nói là cứng cỏi mà nặng nề dùng đến chế tạo kiến trúc thích hợp nhất mà này các loại đầu gỗ chúa tể cảnh cấp bậc căn bản một kích không khả năng sụp đổ liền là đạo trụ thần cảnh cũng không phải kia dễ dàng có thể hư hao đi đến một tòa chân núi nhìn một cái cao tới ngàn trượng sơn phong chân núi bốn phía có lấy từng tòa độc lập tầng ba lầu các đều là có trận pháp giữ gìn mà sườn núi cùng đỉnh núi vị trí cũng không ít lầu các tại thụ lâm ở giữa như ẩn như hiện tiên khí mở mịt lệnh người say mê trương uân dẫn mục vân đi đến một tòa lầu các trước lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài tiến vào lầu các bên trong cái này tòa lầu các là ta cư trú trương uân cười nói thiên phượng tông bên trong đệ tử chưa đến đạo cảnh đều là ở tại một lên một tòa chân núi một đống lớn đi đến đạo cảnh cấp bậc liền là ta cái này trùng một vị đệ tử độc cư một tòa lầu các hoàn cảnh rất tốt mà lại phần ngoài có trận pháp giữ gìn, nội bộ cũng có phụ trợ tu hành các chủng tụ linh trận chờ. Gia hiệu Mục Vân ngồi xuống, Trương Quân lấy ra một đạo hộp gấm, mở ra hộp gấm, có lấy nhàn nhạt hương thơm truyền ra. Này trà tên là đạo nguyên thụ quả trà, đạo nguyên thụ quả trà là một gốc thần kỳ đạo nguyên thụ sinh, hắn quả là trợ giúp ngưng tụ đạo trụ, đạo đài hóa thành đạo hải đồ tốt, mà thụ diệp như liếu, ngâm hay, để người cảm thấy rất thoải mái. Nói, Trương Quân bắt đầu đun nước, cái này nước là thiên nguyên tuyền thủy, uống một ngụm, thần thanh khí sảng, ngâm trà, càng là để người thoải mái. Này trà, này nước, Trương Quân ngày thường bên trong chính mình đều là không nỡ lấy ra đến. Trương Quân cười hắc hắc nói, ta luôn cảm thấy một ngày kia hội gặp lại mục đại ca, cho nên đồ tốt lưu lại chút, không nghĩ tới thật dùng lên, mục đại ca đừng ghét bỏ. Trên thực tế, cái này hết thảy đối mục vân đến nói, đều là cực điểm tươi mới. Đối tân thế giới, đối đạo cảnh, mục vân hiểu rõ rất thô thiền, bây giờ thiên mệnh hiển hóa, cảnh giới rơi xuống, đây cũng là chuyện tốt. chí ít có thể để hắn rất nhanh thích ứng hiện tại tân hoàn cảnh. Hương trà bốn phía, Trương Quân rất nhanh pha tốt trà, bưng cho Mục Vân, một mặt mong đợi nói, Mục Đại ca, nếm thử. Mục Vân nâng chung trà lên, nhấp một miếng, chỉ cảm thấy trà nước vào cổ học, một cổ ngọt vị đạo, đập vào mặt mà tới. Mà ngay sau đó, thể nội tứ chi bách mạch, đều là giống như bị thanh tẩy một lần, rất là thoải mái. Mà lại ẩn ẩn ở giữa, chính mình hồn hải bên trong xúc định đạo trụ, đều là tại cái này lúc lộ ra linh hoạt mấy phần. Quả nhiên thần kỳ, Trương Uân nghe đến Mục Vân tán thưởng, cười nở hoa. Cái này đều không tính là gì, ta chỉ là đệ tử, như là gặp đến vương phó tông chủ, nàng chỗ kia càng nhiều thiên tài địa bảo. Trương Uân nói chuyện ở giữa, tiếng đập cửa vang lên. Trương 4950, nhập tông, viện môn mở ra, mấy thân ảnh, tràn vào, mục ra ra thật trở về rồi. Một đạo tràn ngập kinh hỉ linh động tiếng vang lên chỉ gặp một vị nữ tử, chừng 20 niên kỷ, tóc dài buộc lên, mặc một bộ thiên phượng tông đệ tử váy dài, làm nổi bật lên thon thả tư thái. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhìn lên đến khá là linh động, có thần hai mắt, nhìn chầm chầm mục phân. a à, nữ tử kinh ngạc nói, mục ra ra, biến trẻ tuổi rồi, trương quân nhìn lấy nữ tử, cười nói, đây mới là mục đại ca chân chính bộ dáng, phía trước bộ dạng, là bởi vì mục đại ca thụ thương. Mục phân nhìn lấy xuất hiện năm vị nam nữ, thanh văn nham, Thanh Hà, Hứa Diệu Trần, Lý Tiện, Mạnh Ha. Mục Vân cười cười nói, nhiều năm không gặp, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người lập tức vây lên trước đến, nhìn lấy Mục Vân, vui vẻ hàn huyên. Hơn 3.000 năm trước, Thanh Hòa thôn bên trong, mấy vị thiếu niên thiếu nữ, đều từng chịu đến qua Mục Vân dạy bảo, đối Mục Vân tôn kính, là phát từ phế phủ. Mục Đại ca, Mục Sơ Tuyết thật là người nữ nhi. Hứa Diệu Trần nhìn lên đến rất thanh tú, cả cái người lộ vẻ gầy gò, nói tới nói lui, cũng là yếu ớt cảm giác. Bất quá, hắn hiện nay lại là đạo chủ thất trọng cảnh giới, tại cái này thiên phượng tông đệ tử bên trong, cũng tính là tương đối cao cấp bậc. Ừm, nghe đến Mục Vân trả lời khẳng định, mấy người đều là nội tâm kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn biết rõ, Mục Vân tự nhiên sẽ không lừa hắn nhóm. Ta đã sớm biết, sơ tuyết kia hài tử, hai đầu lông mày có mấy phần thần vận, cùng mục đại ca rất giống. Phi, mạnh ha, người khi đó có thể không phải nói như vậy, người có thể là nói sơ tuyết cùng phó tông chủ quả thực giống nhau như đúc, nhìn không ra phụ thân là người nào. Ta mới không có, đình viện bên trong, khá là náo nhiệt, mà liền tại cái này lúc, viện môn mở ra, một thân ảnh đi ra. Cơ vân huyên, mà tại cơ vân huyên thân một bên, mục sơ tuyết mặc một bộ sạch sẽ nhỏ váy, đầu tóc đâm thành bím tóc, nhìn lên đến càng thêm ngọt ngào. Cơ chấp sự, mấy vị đệ tử lần lượt thi lễ, cơ vân huyên đi đến đình viện bên trong, nhìn về phía Mục Vân, nói cái này mấy vị thanh hòa thôn đi ra đệ tử, vì ngươi làm chứng, chỉ ít chứng minh ngươi cùng Phó Tông Chủ Đại Nhân có quan hệ. Bất quá trước mắt, Phó Tông Chủ bế quan, không biết khi nào xuất quan, đến mức ngươi có phải hay không sơ tuyết phụ thân, có trở nghiệm chứng, nhưng là tốt xấu có thể đủ chứng minh, ngươi đối ta Thiên Phượng Tông không có định ý. Mục Vân gật gật đầu, ngươi như là tại Thiên Phượng Tông bên trong chờ đợi Phó Tông Chủ xuất quan, chẳng bằng, trước làm ta Thiên Phượng Tông đệ tử. Cơ Vân Huyên lần nữa nói, ta đã cùng tông môn bên trong trưởng lão nói rõ, người hiện nay đạo trụ cảnh giới, có thể thành vì ta thiên phượng tông hạch tâm đệ tử, như là đáp ứng, ngày mai liền có thể lĩnh đệ tử lệnh bài, như là không đáp ứng, kia tại thiên phượng tông bên trong, cũng chỉ có thể tại đái khách khu vực kia một bên chờ lấy, chờ lấy phó tông chủ xuất quan. Được, Mục Vân cười nói, kia ta liền làm thiên phượng tông đệ tử, chờ tâm nhã xuất quan. Nghe đến Mục Vân thân thiết như vậy xưng hô phó tông chủ, cơ Vân Huyên lông mày nhíu lại Nói thực lời nói, nàng không cảm thấy Mục Vân là Phó tông chủ phu quân. Phó tông chủ quá ưu tú, Mục Vân thế nào nhìn, thế nào bình thường, tướng mạo khá có mấy phần tuấn tú thanh tú, nhưng là so hắn soái người có rất nhiều. Thực lực chỉ là đạo trụ nhất trọng cảnh giới, Phó tông chủ thế nào khả năng hội có một vị so chính mình còn yếu phu quân. Hơn phân nửa cái này Mục Vân, cùng Phó tông chủ là quen biết cũ, hiện tại bất quá là nghĩ tăng thêm chính mình mấy phần địa vị thôi. Mục sơ tuyết thò đầu ra, nhìn về phía mục vân, cười hì hì nói, kia ngươi thành thiên phượng tông trưởng lão, liền chạy không được. Ngươi như là chạy, huyên tỷ tỷ hội đem ngươi bắt trở về. Ta sẽ không chạy, mục vân cười nói, chờ ngươi mẫu thân xuất quan, ngươi liền biết rõ ta có phải hay không ngươi cha. Mục sơ tuyết lần nữa nói, hy vọng ngươi nói là thật. Cái này ngàn năm qua, nàng tại thiên phượng tông bên trong, tự nhiên là như cô công chúa nhỏ, không bị khi dễ. Có thể là, mẫu thân thân vì phó tông chủ, bề bộn nhiều việc, chỉ là sai người chiếu cố nàng. Nàng thường xuyên ảo tưởng, chính mình có phụ thân là bộ dáng gì, rất nghĩ phụ thân có thể đủ bồi tiếp chính mình. Trước mắt, Mục Vân hơn phân nửa nói là thật, không nói đến Mục Vân nói ra bọn hắn mục ra đám người, cùng mẫu thân nói đều giống nhau cái này điểm, gặp lại Mục Vân thời điểm, hắn hội không có tồn tại cảm giác rất thân cận. Đương nhiên, cái này thân cận bên trong, lại có mấy phần ngăn cách. Cái này trùng thân cận, hẳn là đến từ huyết mạch mối quan hệ đến mức ngăn cách, mục sơ tuyết không biết rõ vì cái gì. Kỳ thực, mục vân đối này, ngược lại là có chút cảm giác. Hắn hồn phách bản nguyên ấn ký cải biến, mà bản nguyên ấn ký là mỗi một cái người độc nhất vô nhị thân phận xác minh. Đến mức thiên phượng tông đệ tử quy củ, thanh văn nham, trương quân mấy người hội nói cho ngươi, ngày mai chính mình đi lĩnh lấy đệ tử lệnh bài. Ừm, cơ vân huyên nói xong những này, mang theo mục sơ tuyết, rời đi đình viện. Thanh văn nham hưng phấn nói, quá tốt, mục đại ca về sau cũng là thiên phượng tông đệ tử liền có thể cùng chúng ta một lên thường xuyên ra ngoài ma luyện chính mình lý tiện cười nói ta tin tưởng mục đại ca dưỡng tốt thân thể tiếp xuống khẳng định hội đem ta nhóm triệt để hất ra hiện tại mục phân nhìn lên đến so với bọn hắn tựa hồ càng yếu hơn chỉ là lúc đó mục phân đối bọn hắn dạy bảo để bọn hắn cảm giác mục phân tại tu hành một đạo tuyệt đối bất phàm ngày thứ hai sáng sớm Mục phân đi thiên phượng tông sự vụ các, lĩnh lấy lệnh bài của mình. Thiên phượng tông lệnh bài, lớn chừng bàn tay, hình bầu dục ngọc chất chế tạo, mặt ngoài khắc in mục phân họ tên, đồng thời có lấy một tia mục phân bản nguyên ấn ký ở phía trên, cái này là thân phận chứng minh. Lệnh bài bên trong, có lấy mục phân hết thảy thân phận tin tức. Tại thiên phượng tông bên trong, không có lệnh bài, kia là nửa bước khó đi. Cầm lệnh bài, mục phân không có đi hướng chỗ khác, mà là đi thẳng tới thiên phượng tông thiên vũ các. Cái này thiên vũ các bên trong, cất dấu là thiên phượng tông tụ tập đạo quyết chỗ. Muốn nghĩ tu hành đạo quyết, cần thiết đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là tìm kiếm di tích, hoặc là trợ giúp thành nào đó giải quyết phản loạn các loại các dạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch đến ban thưởng điểm tích lũy, chính là có thể đến thiên vũ các bên trong, dựa theo điểm tích lũy hối đoái mình nhìn chúng đạo quyết. Mục vân hiện tại vừa thành vì thiên phượng tông đệ tử, tự nhiên điểm tích lũy là không. Chỉ là, cái này thiên vũ các cũng không đều là đạo quyết, còn có một chút cổ tịch ghi chép các loại, là thuộc về miễn phí, bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể dùng xem. Đi đến thiên vũ các bên trong, đăng ký tin tức về sau, Mục Vân liền là đi thẳng tới công cộng khu vực. Cái này bên trong cất dấu thư tịch, đều là tùy ý xem, không thể mang đi. Thương Châu Kỳ, Mục Vân nhìn đến một bản ngọc giản, lúc này lấy ra, ngồi vào một bên, cúi đầu chăm chỉ quan sát. Hắn hiện tại cần thiết hiểu, tân thế giới cùng cổ lão càn khôn đại thế giới, đến cùng bất đồng nơi nào, mà Thương Châu lại là thuộc về chỗ nào. Dựa theo Vương Tâm Nhã lúc đó nói, nàng là nhận đến phụ thân lưu lại chỉ ấn, đi đến Thương Châu, tìm tới hắn. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Cửu Nhi, Bích Thanh Ngọc sáu người, liền là mang theo hài tử, tùy Tô Hệ Uyển rời đi. Minh Nguyệt Tâm là trở về ngũ linh thần tộc bên trong. Tạ Thanh là theo lấy Tạ Viễn Sơn, phân nghề thường đám người rời đi. Đại sư Huynh liền là mang theo Trần Nhi rời đi. Bọn hắn hiện tại, đều là cái này tân thế giới bên trong, đến mức đều tại chỗ nào, Mục Vân lại là bạt vô âm tín. chương 4951, người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Thương Châu kỳ bên trong, ghi lại đều là liên quan đến Thương Châu sự tình. Thương Châu năm đó, tại ác nguyên tai nan, 18 thần đế đại chiến bên trong, cũng không bị đánh nát, mà là tại thời không ở giữa du tẩu, cũng là tân thế giới lại lần nữa tụ hợp, mới đến một lần nữa quy nạp. Thương Châu, lệ thuộc vào Thương Vân Cảnh, Thương Vân Cảnh hạ, không chỉ thương châu cái này một đại châu, còn có Vân Châu, Bình Châu, Yến Châu các loại các đại châu. Một cái thương châu, địa vực có thể so với thương lan thế giới bên trong cửu đại thiên giới diện tích. Cái này thương vân cảnh, ít nhất là 10 cái cửu đại thiên giới minh mông như vậy. Đương nhiên, cũng không phải là thương lan thế giới rất nhỏ, thương lan thế giới cửu đại thiên giới, là hạch tâm đại địa, bốn phía diễn hóa phụ thuộc tỷ như nhân giới, thương hoàng tiểu thế giới các loại, vô số kể, những địa phương kia cộng lại, cũng là rất minh mông đương nhiên cùng hiện nay tân thế giới so sánh kia liền không đáng giá nhắc tới mục vân biết rõ hắn sinh hoạt nhiều năm thương lan thế giới là năm đó lý thương lan sở trưởng khống thương lan cổ giới hạch tâm thương lan đại lục từ này có thể thấy năm đó thương lan cổ giới địa vực là bao nhiêu rộng lớn mà chân chính cản khôn đại thế giới lại là bao nhiêu rộng lớn bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ thế giới một từ thế chỉ thời gian giới chỉ không gian thế giới ý tứ chính là thời gian cùng không gian vô tận lan tràn. Cổ lão càn khôn đại thế giới, xác thực là có giá trị xương hô thế này. Võ giả tầm mắt, là theo lấy tự mình thực lực đề thăng mà không ngừng đề cao. Bây giờ Mục Vân hiểu thương châu chỗ, hiểu càn khôn đại thế giới, liền là vì đề cao tầm mắt của mình. Thương châu cảnh nội, tại cổ lão hồng hoang thời kỳ, có lấy các đại tông môn thế gia, cường đại vô cùng, đều có đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật tỏa chấn. Bây giờ, liền chỉ còn lại ba đại siêu cấp thế lực. Thương tộc, tiêu giao cung, thiên phượng tông, trong lúc này thương tộc, để mục vân cảm thấy, thực lực nội tình hẳn là cùng lôi tộc, tô tộc, lâm tộc, chu tộc tương đương. Suy cho cùng, năm đó ở Thương Lan, kia mấy đại tộc tộc trưởng cũng đều là đạo vấn thần cảnh. Bất quá, kia mấy đại tộc chưa chắc liền là tại thương vân cảnh nội. Cổ lão càn khôn đại thế giới bên trong, tỉ như thương vân cảnh cái này cảnh, hàng ngàn hàng vạn. Đạo vấn thần cảnh tại cổ lão càn khôn đại thế giới bên trong, truy cứu một sinh, khả năng chỉ ở một đại cổ thế giới bên trong du tàu, gọi là chín đại cổ thế giới, liền là chín đại cổ lão thần đế chiếm cứ. Liền đạo vấn thần cảnh đều đi không ra một đại thế giới, có thể nghĩ, cái này càn khôn đại thế giới là bao nhiêu rộng lớn. Mà lại, chín đại cổ thần đế cũng không phải là đem càn khôn đại thế giới hoàn toàn chia cắt, một chút địa vực, hung hiểm vô cùng, tồn tại không thể dự báo biến hóa, liền là thần đế nhóm, cũng sẽ không đi chiếm cứ. Nói cách khác, cổ lão càn khôn đại thế giới, chín đại cổ lão thần đế đều có cổ thế giới, tận về chính mình điều khiển. Các đại cổ dưới thế giới, lại có cái khác bất đồng phân chia. Thương vân cảnh, tại cái nào một cái cổ lão thế giới bên trong, cái này thương châu ghi chép bên trong, lại là không có ghi chép. Mục vân tiếp tục vượt qua cái khác cổ tịch, không ngừng tỉ mỉ tìm kiếm. Tiểu gia hỏa, người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, chính nương tại tìm kiếm ở giữa, một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị thân mang vải thô mai y lão giả, Cười ha hả nhìn lấy Mục Vân. Mục Vân khom người nói: "Tiền bối tốt, ta không phải cái gì tiền bối, bất quá là trông coi thiên vũ các lão đầu tử, chỉnh lý chỉnh lý những sách vở này thôi." Nhìn đến Mục Vân một mặt không tin biểu tình, lão đầu tử tiếp tục nói: "Là thật. Ta cũng không phải cái gì truyền kỳ tiểu thuyết bên trong, thực lực cường đại, ẩn nấp tàng thư các cái gì đại lão. Chẳng qua là những năm gần đây, chỉnh lý những sách vở này cũng là lật rất nhiều, muốn biết cái gì, ta có lẽ có thể dùng cùng ngươi nói một chút." đa tạ tiền bối, Mục Vân lập tức nói, ta muốn biết, Thương Châu là tại cái nào cái cổ lão thế giới bên trong? Cái này a, à. lão đầu tử cười ha hà nói, Thương Châu cùng Vân Châu, Bình Châu, Yến Châu các loại châu đều là thuộc về Thương Vân cảnh phía dưới. Mà Thương Vân cảnh lại là thuộc về Thương Nguyên vực chi nhất cảnh. Thương Vân cảnh liền là nằm ở năm đó cổ lão càn khôn đại thế giới bên trong, thiên phạt cổ giới bên trong. Thiên phạt cổ giới, thiên phạt thần đế Vân Minh chiêu kia vị thần đế cổ lão thế giới. Mục Vân tiếp theo hỏi, kia lão tiền bối có thể biết rõ, Phượng Hoàng thần tộc hiện nay ở nơi nào? Nghe đến vấn đề này, lão đầu tử cười nói, nghe nói càn khôn đại thế giới lúc, Phượng Hoàng thần tộc cũng không thuộc về chín đại cổ lão thế giới. Người hẳn phải biết, càn khôn đại thế giới, tuy nói là chín đại cổ lão thần đế nhóm, phân chia vực cảnh thống trị, có thể chín đại cổ lão thế giới, cũng không phải là đem càn khôn đại thế giới chia cắt sạch sẽ. Cho nên, Phượng Hoàng thần tộc tại cổ lão hồng hoang thời kỳ, là tọa lạc tại phượng hoàng thần sơn mà phượng hoàng thần sơn tại chỗ nào lão đầu tử ta cũng không biết mục phân ngay sau đó hỏi kia thần long nhất tộc đâu thần long tộc lão đầu tử cười nói thần long tộc phân bố có thể là rộng phượng hoàng thần tộc chỉ có hai mạch hỏa phượng băng hoàng cho nên cũng không phân loại mà thần long tộc liền bất đồng thần long tộc phân mạch quá nhiều có rất rất nhiều chi mạch mà lại cổ lão hồng hoang thời kỳ một chút cường đại đại hiền đại đức người thậm chí là thu phục nhất mạch long tộc để bản thân sử dụng. Cho nên, thần long tộc có mạnh có yếu, phân tán tại chín đại cổ lão thế giới, cũng có một chút, không thua tại chín đại cổ lão thế giới, cái này rất khó nói. Mục Vân gật gật đầu, nói cách khác, mặc kệ là tìm hiểu tần mộng giao tin tức, còn là muốn tìm được tạ thanh, cũng không thể nào hạ thủ. Cổ lão càn khôn đại thế giới, quá mênh mông, liền là đạo vấn cảnh giới, cuối cùng cả đời, khả năng đều vô pháp đem một đại thế giới đi khắp. Cái này để Mục Vân cảm thấy có một chủng cảm giác bất lực, có thể là chợt mục vân nội tâm liền là an định lại. Hắn tự thân thiên mệnh mở ra, tiếp xuống, hội so phía trước cảnh giới để thăng nhanh hơn không ít, đạo vấn thần cảnh không được, kia liền thành đạo vương. Mục vân tiếp theo hỏi, lão tiền bối, người có thể biết rõ tô tộc. Lão đầu tử lắc lắc đầu nói, không biết rõ, kia lôi tộc, lâm tộc, chu tộc những này gia tộc đâu. Lão đầu tử tiếp theo nói, lôi tộc, chu tộc, chưa nghe qua, nhưng là lâm tộc ta ngược lại là biết rõ, bình châu cảnh nội, liền tồn tại lâm tộc thực lực cùng ta thiên phượng tông tương xứng không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm lâm tộc lâm tộc tại thiên phạt thế giới bên trong mục vân kiềm chế nội tâm kinh ngạc chính như cái này ức vạn vạn sinh linh bên trong gọi mục vân nhiều đi cái này tân thế giới rộng lớn như vậy minh mông lâm tộc nhất định cũng không chỉ một có phải hay không hắn muốn tìm lâm tộc còn không biết rõ đâu đa tạ lão tiền bối vì ta giải hoặc mục vân cúi lưng chắp tay khách khí nói khách khí a Lão đầu tử ta cũng không có bản lãnh gì, liền là một cái trông coi thiên vũ các cái này miễn phí thư tịch lão đầu thôi." Lão đầu tử xua tay, cười nói: "Tiểu hòa tử, gần nhất Thiên Phượng Tông cùng thương tộc, Tiêu giao cung, tại Đốt Thần Sơn mạch bên trong, phát hiện một chỗ di tích, Tam Phương chuẩn bị phái phái đạo trụ cảnh giới đệ tử tiến vào trong đó trải qua nguy hiểm, cũng tính là ba đại phương tiến hành một lần thí luyện đệ tử chi cử, ngươi không hảo hảo chuẩn bị, chạy đến nơi đây, nhìn chuyện này để làm gì?" Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là sững sờ. Việc này, hắn không biết rõ. Người không biết rõ, Mục Vân lắc đầu, chương 4952, tìm ta làm cái gì? Lão đầu tử tiếp theo cười nói, những đại sự này, đều tại đệ tử lệnh bài bên trong có tin tức truyền lại, chính ngươi lưu ý thêm lưu ý. Mà lại, hiện tại Thương Châu, hồng hoang thời kỳ liền là tồn tại, Thương Châu đại địa bên trên, có lấy đại thanh sơn, phần thần sơn mạch, nguyệt nha lòng chảo sông, rừng mây động, loạn vân giản các loại một chút cổ lão thời kỳ liền là tồn tại nơi hiểm yếu chi địa những địa phương kia nói không chừng có cái gì thiên đại cơ duyên bảo tàng nhiều đi lịch luyện so tại tông môn bên trong khổ tu muốn tốt rất nhiều lần đa tạ lão tiền bối dạy bảo đệ tử ghi nhớ lão đầu tử khoát tay một cái nói ta không phải cái gì lão tiền bối không dùng khách khí như vậy bái biệt lão đầu mục phân rời đi thiên vô các liền là hướng lấy chỗ mình ở trở về mục đại ca Trương Uân tại mục phân lầu các bên ngoài chờ đợi. Người đi đâu rồi? Cái này mấy ngày đều tại Thiên Vũ các bên trong chờ lấy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Uân vội vàng nói, người cần thiết đạo quyết. Người như là cần thiết đạo quyết, ta có thể dùng cho người điểm tích lũy đi hối đoái. Người vừa thành vì Thiên Phượng Tông đệ tử, thân bên trên không có điểm tích lũy. Mục Phân cười nói, đạo quyết tạm thời không cần thiết. Chẳng qua là muốn biết một chút thương châu cảnh nội tình huống trương uân lập tức nói khó trách cái này mấy ngày tìm ngươi cũng không tìm tới ngươi nhìn chính mình đệ tử lệnh bài sao mục phân lắc đầu trương uân lấy ra chính mình đệ tử lệnh bài cười nói cái này đệ tử lệnh bài có thể dùng truyền tin ngươi nhìn cái này mấy ngày ta tìm ngươi nhiều lần mục phân cầm ra bản thân đệ tử lệnh bài cũng là nhìn đến lệnh bài bên trên xác thực là có trương uân khí thức ba động mục phân một vệt hồn thức tiến vào lệnh bài bên trong liền là nghe đến trương uân thanh âm vang lên mục đại ca người tại chỗ nào mục đại ca có kiện đại sự nói với ngươi ta chờ ngươi mục đại ca người đến cùng đi chỗ nào rồi mục phân cầm lấy lệnh bài bất đắc dĩ nói cái này thiên phượng tông đệ tử lệnh bài tác dụng ngược lại là rất lớn kia đương nhiên trương Huân cười nói cái này đệ tử lệnh bài là ta nhóm thân phận tượng trưng có thể là thiên phượng tông bên trong đạo khí đại sư tốn hao rất nhiều tâm tư làm mà lại một đời một đời cải tiến cũng không chỉ là truyền tin còn có tiếp nhận tông môn tin tức, điều tra tông môn một chút thiên kiêu xếp hạng tình huống. Mục phân quét nhìn một mắt, xác thực là phát hiện, lệnh bài bên trong có lấy đủ loại tin tức. Phượng tường bi, mục phân nhìn đến một cái tin tức, trương quân lập tức nói, thiên phượng tông bên trong, đạo trụ cảnh giới cấp bậc đệ tử, số lượng ít nhất là tông môn hạch tâm, cái này phượng tường bi, ghi chép thực lực cường đại nhất trăm vị trí đầu đệ tử, rất là được. Ừm, cái này một điểm ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Mặc kệ tại chỗ nào cái tông môn, đều hội có một chút bảng danh sách, thứ nhất là hiển lộ tông môn bên trong cường đại nhất thiên tài, thứ hai cũng là cho phía sau đệ tử khích lệ. Suy cho cùng, tu võ một đạo, người nào không nghĩ người trước phong quang. Có thể đủ vào tới phượng tường bi, ghi chép ở phía trên, bị tông môn đến hàng vạn mà tính đệ tử chiêm ngưỡng, cái này là thiên đại vinh quang. Mục vân đối với mấy cái này, ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Hắn tiến vào thiên phượng tông bên trong, chỉ là vì chờ đợi vương tâm nhã xuất quan. Mà phân biệt chính mình thân phận về sau, cùng mục sơ tuyết cha con nhận nhau, bồi bạn chính mình cái này tiểu nữ nhi một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị rời đi. Thương châu rất lớn, hắn phải đi ra ngoài, đi xem một chút cái này tân thế giới. Hắn muốn nhìn, hiện nay tân thế giới, cùng hồng hoang thời kỳ càn khôn đại thế giới, đến cùng có cái gì bất đồng. Thiên Phượng Tông, hắn cũng chưa tính toán ở lâu, cho nên cái gì làm náo động sự tình, hắn cũng không nghĩ tới. Mà lại cái này lần, từ thương lan đại chiến kết thúc về sau, hắn chậm chế 4.000 năm thời gian, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, ra ngoài đi đi, hắn có thể gặp đến càng nhiều thiên tài. Tự nhiên cũng có thể giết càng nhiều thiên tài, để chính mình thiên mệnh, không ngừng tăng lên. Tìm ta làm cái gì? Mục Vân mở ra viện môn, hai người cùng nhau tiến vào trong đó. Tiểu viện bên trong khá là sạch sẽ, ngắn gọn, nhưng mà cũng chỉ là sạch sẽ, ngắn gọn, cái gì cũng không có bố trí. Trương Quân cao hứng bừng bừng nói, đương nhiên là chuyện tốt. Thiên Phượng Tông, Thương Tộc, Tiêu Giao Cung Tam Phương, tại vị ở Thương Châu Trung ương phần thần Sơn Mạch bên trong, phát hiện di tích, nghe nói là đạo vấn thần cảnh cường giả lưu lại. Cụ thể là cái gì, còn không biết, bất quá lần này, Tam Đại Tông Môn gia tộc đồng thời tập hợp, đạo trụ thần cảnh cấp bậc thiên tài, đều hội đi tới, khẳng định cực điểm náo nhiệt. Chúng ta mấy cái thương lượng xong, đến thời điểm Thanh Văn Nham, Thanh Hà, hứa diệu trần bọn hắn ba cái, mang bọn ta mấy cái cùng đi, đến di tích bên trong sông vào một lần, đồng thời cũng nhìn xem thương tộc, tiêu giao cùng những thiên tài kia, bao nhiêu cân lượng. Mục đại ca, có hứng thú sao? Mục phân gật đầu nói, được, đến thời điểm ta nhóm cùng đi. Hắc hắc, tốt, Trương Quân vui vẻ nói chúng ta thanh hòa thôn đi ra người, tổ thành một cái tiểu đoàn thể, nhất trọng nhị trọng có, thất trọng bát trọng cũng có, đại gia an toàn cũng có bảo đảm, nếu có thể được đến đạo vấn thần cảnh cấp bậc đại lão truyền thừa, chí bảo cái gì, kia liền kiếm bột. Trương Huân cũng biết rõ, quả thật là đạo vấn thần cảnh cấp bậc đại lão truyền thừa trí bảo, dự đoán đều là hội bị thương tộc, tiêu giao cung, thiên phượng tông những kia chân chính bát trọng, cửu trọng đạo trụ thần cảnh cấp bậc thiên kiêu yêu nghiệt cho chia cắt. Mục phân trai nhìn đệ tử lệnh bài bên trong phượng tường bi ghi chép. Đệ nhất vị, Ngô Tuấn Phong, đệ nhị vị, Lệ Thế Tân, đệ tam vị, Phù Thanh Hảo, đệ tứ vị, Cơ Tử Yên. Trương Huân cười nói cái này mấy vị đều là đạo trụ cửu trọng, là ta nhóm thiên phượng tông bên trong lợi hại nhất đệ tử, một ngày thành vì đạo đài cảnh cấp bậc, hoặc là lựa chọn thành vì chấp sự, hoặc là tiếp tục làm đệ tử. Thiên phượng tông bên trong đạo đài thần cảnh đệ tử cũng có, bất quá cực ít xuất hiện, ta mấy năm nay liền biết rõ mấy cái, tông môn đối bọn hắn bảo hộ có thể thật là tốt. Suy cho cùng, đi đến đạo đài thần cảnh, đại đa số đệ tử lựa chọn thành vì chấp sự, nhận đến tông môn sắc phong, phân phối đến từng cái thành trì bên trong, đảm nhiệm thành chủ, giống như chư hầu một phương, địa vị rất cao. Mà trở thành đệ tử, kia cũng là thiên phú rất tốt, tương lai có thể trở thành đạo hải thần cảnh, thậm chí là đạo vấn thần cảnh, thành vì tông môn trụ cột nhân vật. Hiện nay, tân càn khôn đại thế giới một lần nữa ngưng tụ một thể, rất nhiều đại lục không có lịch sử nội tình, mà như thương châu cái này, vốn là từ hồng hoang tồn tại đến nay, thế lực khắp nơi, gia tộc, thiếu khuyết chính là thiên tài. Tất cả người đều là còn sợ, lại phát sinh một lần ác nguyên tai nan, thần đế đại chiến, thế giới hủy diệt, cho nên có thể đủ làm đến chính là trước lúc này dùng hết khả năng để thăng tự mình chỉ có cường đại mới sẽ không biến thành pháo hôi đương nhiên lại cường đại không đến thần đế cũng là pháo hôi có thể là chỉ ít mạnh hơn một chút nổ thành cho bụi cũng hội nhiều hơn một chút thôi không sai rất nhiều người đều là nghĩ như vậy thần đế đại chiến như là không cách nào tránh khỏi kia tầng dưới chót võ giả là căn bản không có cơ hội đào tẩu ngươi không tham chiến bước lấy ngươi tham chiến Năm đó Thương Châu, chỉ ít 7, 8 cái như Thiên Phượng tông cái này đại thế lực, hiện tại không có, liền là đánh không có. Người nào nghĩ thành pháo hôi, người nào đều không nghĩ, có thể là không muốn, những cường giả kia liền hội trực tiếp đi đến, hỏi một câu, thần phục còn là phản kháng. Người lựa chọn trung lập, kia liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Lựa chọn phản kháng, càng là chết, mà lựa chọn thần phục, liền phải vì thần đế nhóm đi liều mạng, đến sau cùng. Có một tia hy vọng sống sót tới chương 4953, ngực của người thật ấm áp. Đạo lý đại gia đều hiểu, có thể là đến sau cùng, vẫn là muốn lựa chọn đứng đội. Thần đế, liền là thần chỉ, đứng sừng sững ở càn khôn đại thế giới chi đỉnh, người nào đều vô pháp ngỗ nghịch. Mà bây giờ, thần đế nhóm chưa đến đỉnh phong, còn không thể như lúc đó, một tay che trời, cho nên, tất cả mọi người là bỏ đủ sức lực, tại lần thứ hai tai nạn đi đến trước, cường đại chính mình. Phàm là di tích, phải đi dò xét. Thương Châu đại địa tồn tại nhiều năm, phía trước không có dò xét, thứ nhất là không có phát hiện, thứ hai là phía trước Thương Châu, đi qua ác nguyên tai nan, không có hiện tại cái này cường đại. Trương Quân chỉ đạo lấy mục vân tại đệ tử lệnh bài đăng ký tin tức, sau đó báo danh tham gia lần này lịch luyện. Vào đêm, mục vân ngồi tại tu luyện thất bên trong, tĩnh tâm hợp nhất. Hiện nay, hắn xác thực là không thiếu đạo quyết, vạn tinh dẫn thiên quyết cùng liệt nhật thôn thiên quyết cái này hai môn đạo quyết, tuy là tàn thiên, có thể mấy thức uy lực đủ cường đại. Mà lại, phụ thân đã từng cho hắn hai môn nhất phẩm đạo quyết, tiên thiên nhất khí quyết cùng thiên minh kiếm quyết, cái này hai môn nhất phẩm đạo quyết, càng là cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem bốn loại đạo quyết ôn tập một bên, mục phân phía sau, luân hồi thiên môn, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cái này lần, luân hồi thiên môn, cũng là phát sinh một chút biến hóa. Trọng yếu nhất là, cùng chính mình phù hợp, càng thêm rõ ràng. Dung hợp 12 môn hồng hoang chí bảo, 12 đạo công kích, để Mục Vân cảm thấy tiềm lực vô hạn. Cái này 12 đạo công kích, hiện tại có thể nói là Mục Vân lớn nhất át chủ bài. Nội tâm bình tĩnh trở lại, Mục Vân ý niệm trầm vào Chu Tiên Đồ bên trong. Hiện nay Chu Tiên Đồ thế giới rất nhỏ, năm đó khai sáng phương viên đại địa, hiện nay chỉ còn lại giải rác mấy chục dặm. Mà thế giới chi thụ, hiện nay vị ở Trung ương, nguyên bản thế giới chi thụ vạn trượng cao, bây giờ lại là cành cây điêu linh, giống một gốc tử thụ. Năm đó ở Thương Lan, thành phong thương nghiêu ô kim cử viên long lân giao mã giả thiên nguyệt lang ám ảnh yêu hổ kia năm cái hồng hoang di trùng sau đến bị mục vân giao cho thôn nhật thiên cầu nguyệt thương nghiêu kia chín cái đại gia hỏa trông giữ chu tiên đồ bên trong tồn tại duy nhất sinh linh cũng chỉ có bản cổ linh bất quá mục vân tự bạo chu tiên đồ thế giới lực lược, bản cổ linh nhận đến cực lớn trọng thương bây giờ một mực ngủ say bản cổ linh bản thân liền là mấy loại nguyên hỏa hỗn hợp rất là kỳ lạ mà bây giờ Mặc dù cái này ra hỏa một mực tại ngủ say bên trong, có thể mục vân lại là rõ ràng cảm giác đến, bàn cổ linh thể nội, tựa hồ tại phát sinh lấy nào đó trùng thuế biến. Cho nên, cho tới nay, mục vân cũng không có quấy dày bàn cổ linh. Trên thực tế, lúc đó từ thương lan thế giới, lưu lạc đến cái này thương châu bên trong, mục vân đã ngất đi. Kia thời điểm bàn cổ linh, cũng là thụ trọng thương, bất quá một mực gượng trống, thậm chí liệp sát một chút thực lực yếu kém hoang thú, cho mục vân thôn phệ khí huyết, cái này mới để mục vân lay lắt hơi tàn sống sót đến, thẳng đến vương tâm nhã xuất hiện, bàn cổ linh không thể kiên trì được nữa, chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, ngược lại là cho mục vân một chủng, làm lại từ đầu cảm giác. Có thể là cái này loại cảm giác, lại là để mục vân rất dễ chịu. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đột nhiên vang lên, mục vân từ tĩnh tu bên trong bừng tỉnh, chỉ cảm thấy viện môn bên ngoài, tựa hồ có động tĩnh gì. Đi đến viện môn, thể nội đạo lực ngưng tụ, mục vân cẩn thận từng ly từng tí phòng bị mở cửa, Mục Vân bàn tay một nắm. a à, một đạo một chút bối rối vang lên. Là ngươi, Mục Vân nhìn trước mắt mặc vào màu trắng áo dài Mục Sơ Tuyết, hơi sững sờ. Làm sao ngươi tới rồi? Mục Sơ Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy Mục Vân, cười hắc hắc nói ta nghĩ ngươi a à. Tiến đến đi, Mục Vân hai tay ôm lấy Mục Sơ Tuyết, đóng lại viện môn, đi đến lầu các bên trên. Mục Sơ Tuyết mặc, hiển nhiên là ngủ thời điểm y phục. Cái này nha đầu, nhất định là lại lặng lẽ chạy ra ngoài bên cạnh người kia vị cơ vân huyên tỉ tỉ, hẳn là phái người bảo hộ ngươi đi. Người thế nào chạy ra ngoài? Mục sơ tuyết cười nói, ta là âm tu A, à, cùng ta nương đồng dạng, thổi sáo đem bọn hắn thổi ngủ lấy. Mục vân vuốt vuốt tiểu ra hỏa đầu, cười nói, nghịch ngợm. Mục sơ tuyết lại là nói, mặc dù không biết rõ ngươi đến cùng phải hay không ta cha, có thể là tạm thời coi ngươi là làm ta cha đi. Nói, mắt to chấp chấp nhìn lấy mục vân, thử thăm dò, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên có thể dùng, mục sơ tuyết ngồi tại giường bên trên đến gần mục phân cánh tay nhỏ mở ra ôm lấy mục phân ngươi thật khôi ngô mục sơ tuyết cười hì hì nói ta cha khẳng định giống như ngươi mục phân nhẹ nhàng vỗ vỗ mục sơ tuyết sau lưng nói không lẽ ngươi nương từ trước đến nay không có cho ngươi nhìn qua chân dung của ta không có a à, một lần đều không có mục sơ tuyết bất mãn nói nương nói không thể để cha bại lộ rất nhiều người muốn giết cha mục phân cười cười mục sơ tuyết lần nữa nói bất quá ta cảm thấy ngươi là ta cha ồ vì cái gì ngươi nếu không phải ta cha vậy làm sao ngươi biết ta nhóm mục tộc thành viên ta nương nói cái này bên trong không có người biết ta nhóm mục tộc cho nên liền để ta gọi mục sơ tuyết nói đến đây lời nói mục sơ tuyết lại tiếp tục nói ra ngươi có thể lại cùng ta nói nói ta nhóm ra sự tình sao tốt mục vân nằm tại bên giường mục sơ tuyết đến gần nàng ngực bên trong ngực của ngươi thật ấm áp thật tốt mục sơ tuyết cười hắc hắc nói mục phân mở miệng nói người ưa thích về sau mỗi ngày nằm trong ngực ta ngủ thẳng đến ngươi lớn ừm mục phân bắt đầu giảng thuật lên đến giảng thuật hắn đã từng quá khứ giảng thuật thương lan bên trong mục tộc mỗi một cái người mạnh tử mặc tần mộng giao diệp tuyết kỳ còn có mục huyền phong mục huyền thần mục thiên diễm thẳng đến đêm khuya mục sơ tuyết thiếp đi mục phân nhẹ nhẹ vì nàng đắp chăn nhìn trước mắt nữ nhi mục phân một lúc ở giữa nội tâm hoảng hồn ngàn năm tra tấn, hắn cơ hồ vô pháp chống cự xuống đến. Chỉ là bây giờ thấy mục sơ tuyết, mục phân cảm thấy, như là kia thời điểm mục sơ tuyết tại, có lẽ hắn sẽ không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Hắn chết, hai tử nhóm thế nào làm, cái này một đêm, mục sơ tuyết ngủ rất ngon lành, thậm chí mộng đến chính mình cùng cha mẹ cùng đi, cùng ca ca tỷ tỷ cùng đi, rất vui vẻ. Ngày thứ hai, sáng sớm, mục sơ tuyết tỉnh đến, rụi rụi con mắt. Tỉnh rồi, ưng mục sơ tuyết đột nhiên nhảy dựng lên hô lớn a à, ta nên trở về bị huyên tỷ tỷ biết rõ ta lén đi ra ngoài khẳng định muốn sinh khí ngươi sợ nàng sinh khí đúng vậy a à, huyên tỷ tỷ chờ ta có thể tốt ta không nghĩ để nàng sinh khí kia ta tiến ngươi không cần nha nói mục sơ tuyết nhanh như chấp biến mất không thấy gì nữa nhìn đến mục sơ tuyết rời đi thân ảnh mục vân khóe miệng một vệt mỉm cười tái hiện kết quả là tiếp xuống đến mấy ngày thời gian Mục sơ tuyết mỗi đêm cũng sẽ tìm đến Mục Vân, nhìn lấy Mục Vân tu luyện, nghe lấy Mục Vân nói tới ngày xưa. Thẳng đến cái này một đêm bên trên, đêm mai ngươi đừng tới. a à, Mục sơ tuyết khá là thất vọng, Mục Vân cười nói, thiên phượng tông, thương tộc, tiêu giao cung muốn phái phái đạo trụ cảnh giới để tử tiến vào phần thần sơn mạch bên trong lịch luyện, ta chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát. Ngươi không chờ nương xuất quan rồi, chờ a à, chỉ là một mực cái này làm chờ lấy cũng không phải biện pháp. Mục Vân cười nói, ta đi ma luyện ma luyện, khôi phục khôi phục thực lực, nói không chừng trở về, nàng còn không có xuất quan đâu. Mục Sơ Tuyết nắm chặt Mục Vân tay, lo lắng nói kia ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Mục Vân vuốt vuốt hắn đầu, cười nói ta không có dễ dàng chết như vậy. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Sơ Tuyết lưu luyến không rời rời đi, Mục Vân cũng là chờ xuất phát. Vừa đi ra đình viện, Thanh Văn Nham, Thanh Hà, Hứa Diệu Trần, Lý Tiện, Trương Uân, Mạnh Ha cùng với Thanh Hòa Thôn đi ra đệ tử, đều là lần lượt đi đến. chương 4954, không có ý tốt. Mục Đại Ca, Trương Quân nhìn lên đến vẫn y như cũ là rất tinh thần, cười nói, chúng ta cái này tiểu đội, thực lực cũng không yếu, cùng đi hành động, an toàn có bảo hộ. Cái này lần tham gia lần này thám hiểm, đều là đạo trụ thần cảnh cảnh giới đệ tử, có văn nham tại, khẳng định không có vấn đề. Mục Vân nhìn về phía Thanh Văn Nham, hiếu kỳ nói, người đi đến cửu trọng rồi. Ừm, liền cái này mấy ngày đột phá, còn có chút không ổn định. Lý Tiện cười nói, Văn Nham liền là khiêm tốn, đi đến cửu trọng cảnh giới, tại ta nhóm thiên phượng tông bên trong, cũng tính là cao thủ, khả năng leo lên phượng tường bi kém điểm, nhưng là cũng không có người hội tùy tiện trêu chọc. Lên đường đi, được, mấy người một đạo, đi đến thiên phượng tông bên trong một phiến to lớn sơn cốc bên trong. Mà nơi này, đã là tập hợp không ít đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ thiên phượng tông bên trong, đạo trụ thần cảnh cảnh giới đệ tử đủ để hơn 5.000 vị, bây giờ bên trong tòa thung lũng này, đại khái tập hợp hơn 1.000 người, còn có đệ tử cuồn cuộn không ngừng chạy đến. Cái này lần là thiên phượng tông, tiêu giao cung, thương tộc tam phương, tại phần thần sơn mạch phát hiện di tích, cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định phái phái đệ tử nhóm tiến vào. Đối với rất nhiều đạo trụ thần cảnh đệ tử đến nói, không chỉ là có thể dùng tìm kiếm di tích, càng là có thể cùng thế lực khác cùng cảnh giới cấp bậc đệ tử giao thủ, đây chính là khó được cơ hội. Đương nhiên, đối với đạo cảnh cấp bậc đến nói, bế quan một hai trăm năm đều là bình thường sự tình, bởi vậy một chút đệ tử tại bế tử quan, cũng không biết, cho nên không có thể chạy đến. Thanh Văn Nham, ngay tại cái này lúc, một thanh âm vang lên, sơn cốc bên trong, cách đó không xa, mười mấy người kết bạn mà tới. Đầu lĩnh một vị thanh niên, một bộ trang phục, khá là đúng mực, nàng khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, nhìn về phía thanh văn nham thanh hà mấy người chỉ là ánh mắt lại là thủy trung dò xét lấy thanh hà phù thanh huyên thanh văn nham khách khí nói làm cái gì tên gọi phù thanh huyên thanh niên cười nói ta cái này một bên đại khái có mấy chục người chuẩn bị cùng đi tiến vào di tích người nhóm cũng gia nhập ta nhóm đi tiến vào di tích về sau không chỉ là có chúng ta đồng tông môn tranh đấu còn có thương tộc cùng tiêu giao cung thiên tài mọi người cùng nhau càng an toàn nghe đến cái này lời nói Thanh Văn Nham chắp tay nói, đa tạ hảo ý, chỉ là chúng ta cái này lần đi, không nghĩ đoạt bảo cái gì, chỉ là nghĩ rèn luyện mình một chút, cho nên chúng ta mấy cái cùng đi liền được. Phù Thanh Huyên còn chưa lên tiếng, hắn bên cạnh người một vị thanh niên khẽ nói, Thanh Văn Nham, người nhóm mấy cái thanh hỏa thôn ra đến người, tiến vào di tích, có thể là hội rất nguy hiểm. Thanh Huyên đại ca hảo ý mời các ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Thanh Văn Nham cười cười, không nói gì. Phù Thanh Huyên lại là quát, làm sao nói đâu đại gia đều có đều có ý nghĩ mà thôi, xin lỗi. Kia thanh niên nghe nói, khá là không phục, xin lỗi, phù thanh huyên lại lần nữa quát, thật xin lỗi, thanh văn nhàm khách khí nói, không có chuyện gì. Phù thanh huyên mang theo mười mấy người rời đi, trương quân lập tức mắng, vương bát đản, cẩu đồ vật. Mục vân liền là rất là tò mò, phù thanh huyên khá lịch sự, không hợp tác, mắng cái gì. Lý tiện đứng tại mục vân thân một bên, thấp giọng nói cái này phù thanh huyên, là chúng ta thiên phượng tông phượng tường bi thứ ba phù thanh hạo đệ đệ bản thân cũng là đạo trụ cửu trọng như là là bình thường hợp tác đại gia tự nhiên sẽ không quá cự tuyệt cái này ra hỏa không có ý tốt ồ mục vân lông mày nhíu lại lý tiện tiếp theo nói cái này ra hỏa là cái đồ háo sắc môn bên trong không thiếu nữ đệ tử bị hắn tai họa hắn đối thanh hà có ý tứ nguyên bản phó tông chủ còn gõ qua hắn cái này ra hỏa càng là không thỏa mãn biến đổi pháp tìm thanh hà nguyên lai like như đây hứa diệu trần liền nói ngay đại gia cái này lần phải cẩn thận một chút lần này đi ra ngoài lịch luyện sợ là có phiền phức thanh văn nham cũng là nói cho đại gia thêm phiền phức mạnh ha lại là cười hắc hắc nói nói cái này lời nói khách khí không phải chính là lý tiện cũng là nói ai sợ ai a à. không bao lâu sơn cốc bên trong đã là tập hợp hơn 2.000 vị đệ tử theo lấy thời gian chuyển rời không có người lại đến sơn cốc bầu trời lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt vù tới vững vàng kết thúc sơn cốc giữa không trung nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử những kia đều là thiên phượng tông chấp sự cũng là đạo đài thần cảnh cấp bậc cao thủ một vị lão giả tóc hoa dâm đi ra ho khan một cái ra hiệu mọi người im lặng lão giả lập tức nói cái này lần phần thần sơn mạch di tích liên lụy đến một vị đạo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả ít nhất là đạo vấn tam tài cảnh này các loại cấp bậc tồn tại người nhóm hẳn là minh bạch di tích bên trong nhất định là có không ít nhất phẩm đạo đan đạo quyết đạo khí các loại tồn tại, chuyện này với các ngươi là thực dụng nhất. Nếu như có thể được đến nhị phẩm cấp bậc đạo đan, đạo khí, đạo quyết, kia liền là rất lớn thu hoạch. Đồng thời, càng là phải cẩn thận, thương tộc cùng tiêu giao cung đệ tử nhóm. Người nhóm cũng biết rõ, hiện nay, thương châu đại địa bên trên, ta nhóm tạo thế chân vạc, lẫn nhau ở giữa đều là hoặc nhiều hoặc ít có lấy cửu hận. Cho nên, tầm bảo là thật, ma luyện là thật, tranh đấu cũng là thật. Lão giả tiếp theo nói, lát nữa, truyền tống đại trận hội đem các ngươi truyền tống đến phần thần sơn mạch chỉ định vị trí mà phó tông chủ ngô văn khiêm đại nhân đã mang theo chư vị thiên môn trưởng lão cùng với rất nhiều địa môn trưởng lão ở bên kia chờ các ngươi nói mấy vị chấp sự lần lượt đi ra đi đến sơn cốc bốn phía chỉ thấy mấy vị kia chấp sự lần lượt ngưng tụ suốt đạo văn từng sợi đạo văn đột một từ mặt đất mọc lên ở giữa bốn phía không gian tại cái này lúc đều là từng bước bắt đầu vặn vẹo truyền tống đại trận tại cái này to lớn tân thế giới bên trong muốn nghĩ nhanh chóng đi đến nào đó một chỗ truyền thống đại trận xác thực là chọn lựa đầu tiên chỉ bất quá chính như tại thương lan bên trong trận pháp sư luyện khí sư luyện đan sư đều là khan hiếm tại cái này tân thế giới bên trong vẫn y như cũ như đây cho nên cũng không phải bất kỳ thế lực nào bất kỳ cái gì địa vực đều xây lên truyền thống trận chuẩn bị xuất phát một câu rơi xuống đại địa phía trên đạo văn quang mang bốc lên từng vị đệ tử chỉ cảm thấy bốn phía không gian vặn vẹo mà ngay sau đó, không gian lúc đen lúc bạch, ước chừng qua thời gian một nén nhang, đám người lần lượt cảm giác đến chân trường đạp ở đại địa bên trên cảm giác thật. Cái này lúc, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp khắp người đã là dãy núi vòng quanh, chỗ chỗ lộ ra cổ lão thương tan cảm giác. Mà phía trước, có lấy mấy chục đạo thân ảnh chắc chắn. Kia mỗi một vị, đều là mặc lấy Thiên Phượng Tông trưởng lão phục sức tiêu chí. Trưởng lão, kia cũng là đạo hải thần cảnh cấp bậc, lần này không có người ngăn lại, rất nhiều đệ tử cũng là lần lượt im lặng không nói. Mà tại thiên phượng tông tất cả trưởng lão thân trước, một vị trung niên nam tử, đứng chắp tay, biểu tình bình tĩnh đạm nhiên. Hắn quần áo rất phổ thông, khí chất nội liếm, trên trán khá có mấy phần thư quyển khí tức. Kia vị liền là ngũ đại phó tông chủ một trong ngô văn khiêm phó tông chủ. Thanh Văn Nham mở miệng nói, ta may mắn nhìn thấy qua một lần. Trên thực tế, thiên phượng tông bên trong trưởng lão, đều là cực ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Mà thanh văn nha mấy người, sở dĩ đối vương tâm nhã cái này vị phó tông chủ quen thuộc như thế, vẫn là bởi vì vương tâm nhã là từ thanh hòa thôn đi ra, bọn hắn rất được vương tâm nhã dạy bảo nguyên nhân. Mà liền tại cái này lúc, cự ly hơn 2.000 người mấy trăm trượng bên ngoài, một phiến bằng phẳng đại địa bên trên, từng sợi đạo văn lóe lên, rất nhiều thân ảnh, từng cái xuất hiện. chương 4955, ta không có sinh khí. Nhìn một cái, những kia người toàn thân cao thấp, phục sức cũng không phải rất thống nhất, nhưng là mỗi người hai vai vị trí trên quần áo đều là có một đôi vũ rực tiêu chí tiêu giao cung người thanh hà cũng là cười nói nhìn đến cái này lần tam đại tông môn gia tộc đều là thương nghị tốt ta nhìn tiêu giao cung đại khái cũng là hơn hai ngàn đệ tử cả cái thương châu đại địa phần thần sơn mạch ở tại trung ương từ thương châu thiên nam vị trí thẳng đến thương châu bắc ngăn cách đổ vật phần thần sơn mạch phía tây liền là tiêu giao cung thống trị đại địa mà phía đông liền là thiên phượng tông mà thương tộc, ở tại thương châu phía bắc, đến mức mặt phía nam, thương châu đại địa mặt phía nam vị trí, hiểm địa quả thực quá nhiều, không thích hợp tông môn gia tộc khởi nguyên, bởi vậy đều là một chút thứ nhất đẳng gia tộc tông môn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này to lớn thương châu, tự nhiên không chỉ tam đại tông môn tồn tại, đại đại tiểu tiểu tông môn thế lực, chỉ ít hơn ngàn cái. Chỉ bất quá một chút cực nhỏ tông môn, khả năng trăm người cũng chưa tới, mà lại tông chủ khả năng chỉ là đạo trụ cảnh sơ kỳ thôi là hoàn toàn không thể cùng thiên phượng tông tiêu giao cung thương tộc so ha ha văn khiêm huynh nhiều năm không thấy rồi a à. tiêu giao cung đầu lĩnh nam tử nhìn về phía ngô văn khiêm phó tông chủ ôn hòa cười nói văn trinh huynh xác thực là nhiều năm không thấy rồi bất quá ta nhìn ngươi khá có tinh tiến a à. ngô văn khiêm phó tông chủ cũng là ôn hòa nói ta liền được rồi Liễu Văn Trinh cười ha ha một tiếng nói, chúng ta cái này một cái lão cốt đầu, đời này cũng liền cái này dạng, muốn nhìn tương lai, vẫn là phải dựa vào những này tân tấn đám thiên tài bọn họ a. À. Liễu Văn Trinh, tiêu giao cung tứ cung chủ, nghe nói là tiêu giao cung cung chủ Liễu Văn khiếu đệ đệ, bản thân cũng là một vị đạo vấn thần cảnh cường giả. Năm đó ở thương lan thế giới bên trong, Mục Phân nhìn đến có đạo trụ thần cảnh, đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh cùng với đạo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả, thậm chí còn cùng mạnh hơn đạo vấn thần cảnh đạo vương thần cảnh cường giả giao thủ qua. Siêu việt đạo vương là cái gì tồn tại, Mục Vân liền là không rõ lắm. Mà lại, tại thiên phượng tông bên trong tìm kiếm ghi chép cổ tịch, cũng là cơ hồ không có đề cập. Suy cho cùng, đối với hiện tại thiên phượng tông bên trong đệ tử đến nói, đạo vấn thần cảnh liền là thần nhân một dạng tồn tại, có lúc biết đến quá nhiều, ngược lại là đã kích bọn hắn đệ tử tính tích cực. Mục Vân hiểu rõ, còn có hai đại cảnh giới vì đạo cảnh sau cùng hai đại cảnh giới đó chính là đạo thần cảnh giới cùng đạo chủ chân quân cảnh giới tại kia về sau mới thật sự là vô pháp cảnh vô thiên cảnh tồn tại sau cùng liền là cổ lão cường đại nhất thần đế tiêu giao cùng tứ cung chủ liễu văn trinh cùng thiên phượng tông phó tông chủ ngô văn khiêm giống là quen biết đã lâu lẫn nhau ở giữa nói lấy lời nói lộ ra rất là thoải mái tuy nói lưỡng đại tông môn xưa nay có tranh đấu có thể là cùng cái này hai vị đạo vấn thần cảnh cường giả lại là quan hệ không lớn cái này các loại cấp bậc, đã là thương châu đại địa bên trong tối đỉnh tiêm tồn tại. Mà lúc này, thiên phượng tông cùng tiêu giao cung đệ tử, cũng là lẫn nhau ở giữa quan sát lẫn nhau đối phương. Mục vân cùng thanh văn nham, thanh hà mấy người cùng một chỗ, cũng là quan sát lấy bốn phía. Ngay tại cái này lúc, thiên phượng tông đám người xuất hiện một chút bạo động. Chỉ thấy một vị nữ tử, thân mang màu tím nhạt phái dài, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, nhìn lên đến nhiều hơn mấy phần già dặn, hắn ra thịt khi xương tái tuyết, Ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, quang trạch sáng tỏ. Hắn dáng người càng là đường cong linh lung, thân trước cao ngất, để người nhịn không được nhiều liếc vài lần. Cái này dạng một nữ tử, cho người một chủng đặc biệt mỹ lệ mà già dặn cảm giác. Là cơ tử yên, thật xinh đẹp a, à, như là có thể âu yếm, chết đều vui vẻ a. À. Đừng nằm mơ, nhân gia có thể là đạo trụ cửu trọng cấp bậc, tiểu tử ngươi tìm chết a. À. Hắc hắc, ta chính là suy nghĩ một chút sao? Thiên Phượng tông thân vì Thương Châu bá chủ tông môn bên trong tự nhiên ưu tú thiên tài cũng không ít. Cái này cơ tử yên, chính là hắn một, chỉ là cái này là, cơ tử yên lại là hướng lấy thanh văn nham, thanh hà mấy người đi tới. Mà hắn đôi mắt đẹp liền là nhìn chằm chằm mục vân, thẳng đến cuối cùng, đi đến mục vân mấy người thân trước. Người liền là mục vân, cơ tử yên thanh âm không linh, mang cho người ta một chủng cực điểm cảm giác thư thản. Là ta, nhìn đến cơ tử yên cái này vị nhân vật phong vân, thế mà là cùng một cái đạo trụ nhất trọng cảnh giới đệ tử nói chuyện, không ít người đều là kinh ngạc vạn phần. Kia người là người nào, không biết rõ a, à, không có thế nào gặp qua, thật giống là tân đệ tử. Không ít người bắt đầu quan tâm cái này một bên, cơ tử yên từ từ nói, tỷ tỷ để ta bảo hộ ngươi một chút. Hắn tính cách tựa hồ so hắn tỷ tỷ cơ vân huyên càng lạnh. Đa tạ, có thể là ta không có tính toán bảo hộ ngươi, cơ tử yên lại lần nữa nói. Thanh văn nham nhìn đến sự tình có chút không đúng, liền nói ngay, khói tím sư tỷ, cơ chấp sự cũng là có suy tính người nhóm mấy cái chính mình cẩn thận một chút cơ tử yên lần nữa nói lần luyện tập này tam tông thiên tài tề tụ cẩn thận đừng bị người cho giết lời nói rơi xuống cơ tử yên lại nhìn mục vân nói sơ tuyết tuổi còn nhỏ ra đời không sâu chỉ là ta cảm thấy phó tông chủ ánh mắt cùng ngươi quen biết có lẽ thật nhưng mà ngươi tuyệt đối không phải là nàng phu quân bởi vì ngươi không xứng với nàng sự tình là thật là giả phó tông chủ xuất quan tự hội biết rõ bất quá ta hy vọng ngươi ít điểm lừa gạt đừng muốn để sơ tuyết thương tâm qua đầu, cái này lần bị ngươi gạt, cũng tính là để sơ tuyết trưởng thành một chút, có thể là ngươi như là gạt quá phận, kia ta không ngại giết ngươi. Nghe đến mấy câu này, mục phân nội tâm đã là có chút tức giận, cũng là có chút buồn cười. Bị người cái này uy hiếp, tự nhiên tâm lý rất khó chịu. Chỉ là cái này cơ tử yên cũng tốt, cơ vân huyên cũng được, đối hắn rất bất thiện, nhưng mà quả thật là vì nữ nhi mục sơ tuyết cân nhắc. Các nàng đối chính mình càng là giới bị, càng là nói minh mục sơ tuyết đối với các nàng rất trọng yếu sự thật thật giả tự có phán xét hy vọng đến phó tông chủ xuất quan thời điểm người còn có thể như này đạm nhiên ta hiểu rồi cơ tử yên quay người rời đi thanh văn nham thanh hà mấy người cũng là sắc mặt khó coi mục đại ca người đừng sinh khí các nàng không biết rõ người phía trước cùng vương phó tông chủ quan hệ nhiều tốt lý tiện vội vàng nói ta nhóm lời nói các nàng cũng không phải rất tin đúng vậy a là a Trương Huân cũng là vội vàng nói, trên thực tế vẫn là bởi vì những ngày năm, phó tông chủ tiến bộ rất lớn, không ít người đánh lên sơ tuyết chủ ý, bọn hắn cũng là bị dọa sợ. Ta không có sinh khí, Mục phân cười ha hả nói, các nàng đối ta càng hung, càng là chứng minh các nàng quan tâm sơ tuyết, không đến mức vì cái này sinh khí. Chờ đến tâm nhã xuất quan, tự hội có kết quả. Nói chuyện ở giữa, một phương khác hướng, lại có từng sợi đạo văn lóe lên quang mang, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thương tộc người, đến, nhìn một cái, gần như ba ngàn vị đạo trụ thần cảnh tử đệ, mỗi một người trước ngực phục sức, đều có một cái cổ lão thương chữ. Lý tiện cái này lúc nói, thương tộc người, cả ngày tự khoe là thương châu đại địa chủ nhân chân chính, từng cái giám thí. Ồ, nhìn đến mục vân hiếu kỳ, Lý tiện tiếp tục nói, lúc đó thương châu đại địa, chỉ có thương tộc một đại thế lực, chỉ bất quá về sau, thương tộc không có rơi, các đại thế lực quật khởi, sau đến 78 cái đại thế lực cùng một chỗ, Thương tộc không lại là một gia độc đại, lại sau đến liền là ác nguyên tai nan phát sinh, 10 đại thần đế đại chiến lan đến cả cái cản khôn đại thế giới, đến hiện tại, chỉ còn lại Thương tộc, Thiên Phượng Tông, Tiêu Giao cung Tam đại thế lực. Nhưng là Thương tộc người, tính xấu vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Chương 4956, Thương Thiên Tông di tích. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn về phía kia một bên. Thương tộc tử đệ xuất hiện, nhân số xác thực là nhiều một chút, mà lại từng cái nhìn lên đến, tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Tại những kia đệ tử thân trước, có lấy mười mấy đạo thân ảnh, để người cảm thấy rất là cường đại. Trong đó một vị, dáng người hơi mập, đầy mặt tiếu dung, khi nhìn đến Ngô Văn Khiêm cùng Liễu Văn Trinh thời điểm, chắp tay cười nói, "Văn Trinh huynh, Văn Khiêm huynh, rất lâu không thấy rồi." Thất gia khách khí, ba người lần lượt chào hỏi. Thương thất gia thương chú một vị chân chính đạo vấn thần cảnh cường giả, tại thương tộc cũng là địa vị khá cao. Lần này, tam đại gia cường giả toàn bộ mang theo đệ tử nhóm đi đến, cộng lại hơn 7.000 hào đạo trụ thần cảnh tử đệ, phát triển hùng vĩ. Thanh Văn Nhàm cũng là kích động lên, nhịn không được nói, thương tộc kia một bên, thương Vân Đình, thương Vân Hải, thương Mộc, đều là đỉnh tiêm đạo trụ cửu trọng cảnh giới. Tiêu giao cung lý đạo minh, khúc thất thất, diệp nghiếm, cũng đều là cửu trọng đỉnh tiêm bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ bọn hắn những ngày người không thể so với ngô tuấn phong lệ thế tân phù thanh hạo cơ tử yên yếu mục vân cũng là ánh mắt nhìn về phía những kia người hắn hiện tại tại đạo trụ nhất trọng cảnh giới muốn nghĩ khôi phục lại đã từng đạo đài thần cảnh biện pháp nhanh nhất tự nhiên là dựa vào thôn vệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch mà hiện nay thôn vệ huyết mạch mở ra hắn có thể dùng hấp thu thiên phú mệnh số chuyển đến đến trên người mình để thăng chính mình thiên mệnh. Trên thực tế, đây cũng là hắn hôm nay tới đây chủ yếu mục đích. Từ từ Mục Vân mở ra thôn vệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch về sau, hắn cực ít bế tử quan, tuyệt đại đa số thời điểm, đều dựa vào giết người đến để thăng tự mình. Đã người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Được, ừm, thương chú, Ngô Văn Khiêm, Liễu Văn Trinh ba vị đạo vấn thần cảnh cường giả, hợp kế về sau, liền là chuẩn bị bắt đầu. Mà lúc này, đã có tam phương từng vị cường giả, hướng lấy đám người chỗ sâu chỗ vị trí mà đi. Hơn 10 vị đạo trận đại sư, lần lượt bắt đầu ngưng tụ đạo văn, tựa hồ là tại mở ra cái gì không gian. Cái này nhất khắc, thương chú nhìn về phía tam phương đệ tử, mở miệng nói, lần này di tích chi địa, ta mấy người chỉ là một chút giò xét, nhưng là không nhỏ phát hiện. Có lẽ cùng hồng hoang thời kỳ, thương chú đại địa bên trên tám đại thế lực một trong thương thiên tông có quan hệ. Thương thiên tông, lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử đều là thần sắc kinh ngạc vạn phần thế mà là cùng thương thiên tông có quan hệ. Thanh Văn Nham kích động nói, hồng hoang thời kỳ, tám đại tông một trong, bên trong di tích này, nhất định là có đạo vấn thần cảnh lưu lại chi bảo vật. Võ đạo tu hành, đối với võ giả đến nói, đệ nhất vị tự nhiên là tu hành trí bảo, đạo quyết, đạo khí, đạo đan các loại, kia cũng là rất chân quý. Bất quá, người nhóm cũng đừng thật là vui. Thương chú lần nữa nói, sở dĩ để người nhóm tiến vào, là bởi vì di tích này chi địa bên trong, có lấy rất nhiều cấm chế, Đối ta nhóm những này người tự nhiên là có cực lớn bài xích, đối ngươi nhóm không có. Tóm lại, tình huống bên trong, đến cùng như thế nào, ta nhóm không rõ lắm, mà lần này di tích tìm kiếm, có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, đều xem chính các ngươi. Bất quá, ta nhóm Tam Phương đã suy nghĩ tốt, sẽ chỉ ở cái này bên trong chờ các ngươi trăm năm thời gian, trăm năm thời gian không ra, liền có thể hội bị giam ở trong đó. Nghe đến cái này lời nói, đại gia càng là cảm xúc bành trướng ban đầu tưởng rằng ba đại tông đạo đài thần cảnh đạo hải thần cảnh đều tiến vào dò xét khắp đồ tốt bị thu thập xong lại để cho bọn hắn những này đạo trụ thần cảnh trước tới không nghĩ tới bọn hắn những cường giả này cũng chưa tiến vào như cái này là nói nếu thật là thương thiên tông di chỉ kia nói không chừng hội tìm tới tứ phẩm đạo quyết đạo khí đạo đan đâu đây chính là khích lệ người tâm đến mức nguy hiểm tất nhiên cũng hội càng cao có thể là người nào hồi sợ tu luyện tới cái này một bước ai không phải sinh tử kinh lịch nhiều lần. Cái này trong đó gian nan, người nhóm chính mình đều biết, bất quá người nhóm đều là đạo trụ cảnh đệ tử, kiến thức phi phàm, như là cái này nhất quan qua không được, tương lai thành tựu cũng không lớn, cho nên, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Lần này di tích, ở tại cái này phần thần sơn mạch một chỗ không gian bên trong, là bực nào thế giới, chính các ngươi đi xem đi. Thương chú lời đến này chỗ, thân sau chư vị đạo trận chúng đại sư, đã lần lượt thối lui đến một bên. Mơ hồ có thể thấy, nguyên bản rất nhiều sơn mạch ở giữa, lại là lăng không nứt ra một đường vết rách. Lỗ hồng kia, dài có mấy chục dặm, cao cũng có trăm trượng, vết rách mặt ngoài, nhìn không rõ ràng cái gì. Đi thôi, thương chú vung tay lên, thương tộc tử đệ, lần lượt tràn vào trong đó. Ngô Văn Khiêm cũng là nhìn về phía thiên phượng tông đệ tử, cười nói, không tạo hình, không thành tài, người nhóm cũng đi thôi. Từng vị thiên phượng tông đệ tử xuất phát, ngay sau đó, tiêu giao cung đệ tử, cũng là từng cái xuất động mấy ngàn vị đạo trụ cảnh giới trùng trùng điệp điệp này các loại tràng cảnh quả thực là ít gặp rất nhiều đệ tử nội tâm gấp không thể chờ mà thông qua vết nứt không gian về sau sau một khắc đám người chỉ cảm thấy còn là thân tại thương châu có thể là bốn phía cảnh sắc lại là hoàn toàn đại biến không lại là phần thần sơn mạch mà là một phiến rộng lớn bình nguyên đại địa thiên phượng tông tiêu giao cung thương tộc tam phương đệ tử người nào cũng không có lưu lại lần lượt hướng lấy ba phương hướng không đến thời gian một chén trà, bình nguyên đại địa phía trên, đã là không nhìn thấy tam tông đệ tử thân ảnh. Suy cho cùng vừa tiến vào di tích này không gian bên trong, người nào cũng không nghĩ ở thời điểm này liền đánh đầu rơi máu chảy. Không có lợi ích, đánh cái gì? Lúc này, Thanh Văn Nham, Thanh Hà, Hứa Diệu Trần, Lý Tiện, Mạnh Ha, Trương Uân cùng với Mục Vân các loại, đại khái 12 người, thành lập tiểu đội, thoát ly đại bộ đội, hướng lấy phía trước minh mông vô bờ bình nguyên đại địa mà đi. Năm đó, bởi vì càn khôn đại thế giới bên trong thần đế đại chiến, rất nhiều cổ lão tông môn hủy diệt về sau, thời không biến ảo, di tích đều hội ẩn tàng tại rất nhiều tương đối ổn định không gian bên trong. Bất quá, chỗ lối vào, rất khó tìm kiếm, cho nên bây giờ tân thế giới, tồn tại rất nhiều tông môn gia tộc di tích bí địa, chờ đợi khai quật. Cái này lần, ta nhóm cũng không nghĩ tới, hội là thương thiên tông di tích, đại gia giữ vững tinh thần, cái này lần nếu như có thể có thu hoạch, khả năng ta nhóm đều có thể dùng để thăng nhất lưỡng trọng cảnh giới đâu. Thanh văn nhàm khí phách phấn chấn, vui vẻ không thôi. Lý tiện cười hắc hắc nói, ngược lại cái này lần được ngươi cùng thanh hà, hứa rượu trần chống đỡ điểm, chúng ta mấy cái, liền là phân điểm canh hay. Ha ha ha, 12 người ngược lại là lẫn nhau ở giữa, không có cái gì nghi kỵ. Đối mục vân, 11 người cũng là khá là tôn kính, từ sẽ không bởi vì mục vân chỉ là đạo trụ nhất trọng, mà tâm có khinh thị. Bọn hắn minh bạch, mục vân là bởi vì thụ thương. Suy cho cùng, phía trước mục vân, đối với tu hành nhận thức, có thể là cực kỳ ghê gớm. Trong 12 người, Mục Vân, Trương Quân, Mạnh Ha cùng với một vị tên gọi Ngô Hiên đệ tử, bốn người đều là đạo trụ nhất trọng. Còn có mấy vị đạo trụ tam trọng, tứ trọng cấp bậc. Mà thực lực tối cường, liền là Thanh Văn Nham, đạo trụ cửu trọng, Thanh Hà cùng hứa Diệu Trần cũng là đạo cảnh thất trọng cảnh giới. Tổng thể để tính, tự bảo vệ mình đầy đủ, hiện tại vừa tiến đến, cũng không biết nên đi chỗ nào, ta nhóm liền trước tìm được đi. Thanh Văn Nham nói, hỏi thăm đại gia ý kiến, đám người nhảy mấy cái ở giữa, đã là càng ra mấy chục dặm. Mục vân cái này lúc đột nhiên nói, hướng lấy phía tây đi xem một chút ra. Phía tây, đại gia nghe đến mục vân cái này lời nói, đều là rất hiếu kỳ. Được, nghe mục đại ca, kết quả là, 12 người thay đổi phương hướng, hướng lấy phía tây lao vụt mà đi. chương 4957, khả năng nhìn nhầm. Đến mức vì cái gì mục vân nói hướng lấy phía tây đi, tự nhiên không phải bắn tên không đích hắn cái này mấy ngàn năm nay, mặc dù bởi vì mở ra tự thân thiên mệnh, mà dẫn đến cảnh giới hạ xuống, có thể là đối với chính mình giới văn chuyển hóa thành đạo văn thử nghiệm, lại là chưa từng đình chỉ. Mỗi một lần cảnh giới đại khoảng cách, đối ứng đan sư trận sư khí sư đều là một cái rất lớn khoảng cách đề thăng. Trận thuật một đạo, mục phân một mực tại tu hành. Từ giới văn, đến đạo văn biến hóa, là một chủng biến hóa hoàn toàn mới. Giới văn chịu tải thiên địa lực lượng, có thể dung nạp một vùng không gian, hóa thành giới văn, là trưởng khống thiên địa Nhưng là hạch tâm lại là giới văn đối thiên địa lực lượng Dung hợp cùng khống chế Mà đạo văn liền là áp đảo thiên địa lực lượng bên trên Mấy ngày trước đây thời gian Mục phân cũng là lật nhìn liên quan tới đạo trận sư giảng thuật Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Đạo văn hạch tâm Liền là ngưng tụ thiên địa lực lượng đạo cùng lý Cái này cùng võ giả tại đạo cảnh cấp bậc đề thăng Khá giống nhau đến mấy phần Trên thực tế Mỗi một lần chuyển biến tiên trận đến thần trận đến giới trận các loại, đều là một lần lực lượng tự mình gia tăng, thậm chí là thăng hoa. Bình thường mà nói, đạo trụ cảnh giới, đối chiến liền là nhất cấp đạo trận sư. Đối với nhất cấp đạo trận sư mà nói, đạo văn ngưng tụ, phân ba cái cấp bậc, trăm đạo, ba trăm đạo, chín trăm nói. Bây giờ, mục phân ngược lại là có thể đủ ngưng tụ ra ba trăm đạo đạo văn, có thể là đối với bố trí đạo trận, lại là chưa từng thực tiến qua. Mười mấy người hướng lấy phía tây mà đi, Ước chừng số trăm dặm cự ly, trước mặt xuất hiện một phiến dốc núi. Thanh Văn Nham liền nói ngay, đại gia phân tán ra đến, tại bốn phía tra nhìn. "Vâng, ừm, 12 người lần lượt tản ra. Cái này bốn phía từng tòa dốc núi, chỉ có trăm trượng cao, độ dốc rất lớn, Liên Nguyên chập trùng, kéo dài trăm dặm. Chỉ bất quá 12 người đều là đạo trụ thần cảnh cấp bậc, dò xét một lần, ngược lại cũng không phải việc khó gì." Một vòng xuống đến, đại gia lại lần nữa tập hợp, lẫn nhau lắc đầu không có phát hiện gì. Thanh Văn Nham cũng là nhìn về phía Mục Vân, không khỏi hỏi, Mục Đại ca, có phải hay không? Cảm giác sai rồi, Mục Vân quét nhìn một vòng. Ta tìm tiếp nhìn, nói, Mục Vân dọc theo một tòa dốc núi, hướng lấy phía trước mà đi. Thanh Văn Nham nhìn đến Mục Vân kiên trì, cũng không nói cái gì, cười nói, đại gia tìm tiếp nhìn. Hắn nói không nhất định đúng. Một vị thanh niên thấp giọng nói, lúc đó ta nhóm là hắn dạy bảo không giả, có thể là những ngày năm trôi qua, chúng ta đều từng bước đi đến đạo trụ thần cảnh, hắn mới chỉ là đạo trụ, chưa chắc so với chúng ta biết đến nhiều. Vương Hạc, không được nói bậy." Thanh Văn Nham liền nói ngay, "Mục Đại ca hiện tại chỉ là tu hành gặp đến vấn đề mà thôi, năm đó ở ta nhóm Thanh Hòa thôn lưu lại ngàn năm, nếu không phải là hắn, người ta đám người có thể bái nhập Thiên Phượng Tông sao? Mà lại, nếu không phải Vương Phó Tông chủ một mực giúp đỡ ta nhóm, ta nhóm có thể đến tới hiện nay đạo trụ cảnh giới sao?" Nghe đến cái này lời nói, tên là vương hạc thanh niên vội vàng nói ta không phải không tin được mục đại ca chỉ là người nào đều có nhìn nhầm thời điểm sao mặc kệ sao giảng, đều hảo hảo lại tìm một lần vâng mười một người vừa muốn tản ra qua đến kia một bên mục vân lại là đột nhiên mở miệng nói thanh văn nham thanh hà đám người lập tức tiến đến chỉ thấy mục vân đứng tại một tòa dốc núi mặt sau thân trước phát họa ra đạo văn tại kia dốc núi nửa mặt ẩn ẩn ở giữa có lấy nhàn nhạt ô quang lóe lên cái này là, hẳn là cái gì cổ địa phong cấm, ta đối đạo trận không hiểu nhiều, chỉ có thể thử một chút dùng đạo văn năng không thể phá vỡ. Thấy cảnh này, đám người thần sắc vui mừng, có thể đủ bị phong cấm tại cái này bên trong, nhất định không phải cái gì một dạng mặt hàng. Người nhóm tại bốn phía cẩn thận một chút, ừm, 11 người lập tức tản ra, Mục Vân đứng tại dốc núi giữa sườn núi, thân thể bốn phía, 300 đạo đạo văn, ngưng tụ ra thương thanh sắc quang mang. Cái này nhất khắc, Mục Vân toàn tâm chìm đắm trước người cấm chế bên trên. Lý Tiện nhìn về phía Vương Hạc, cười nói, Vương Hạc, Mục Đại ca còn là rất lợi hại. Vương Hạc lập tức nói, ta có thể không nói Mục Đại ca không lợi hại, ta chỉ nói. Khả năng nhìn nhầm, ha ha ha, mấy người lần lượt nở nụ cười, cũng không phải là rất để ý. Không bao lâu, Mục Vân thân trước, từng sợi đạo văn ngưng tụ, cùng dưới chân đại địa đạo văn, tụ tập lại một chỗ. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy phía dưới, đại địa phía trên, có lấy khủng bố vết rách, lan tràn ra. Mà ngay sau đó, trăm dặm dốc núi, lại là lần lượt xuất hiện vết rách. Thanh Văn Nham, Thanh Hà, hứa diệu trần đám người thấy cảnh này, lần lượt thân ảnh bay lên không, biến sắc. Cái này, làm ra động tính lớn như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Theo lấy vết dạn khuếch tán ra đến, dốc núi tại cái này lúc từng cái sập xuống, chỉ thấy một tòa cung điện đỉnh điện, lóe ra nhàn nhạt thanh ánh sáng, xuất hiện ở dưới chân mọi người phía dưới này là một tòa đại điện, đám người thần sắc kinh ngạc, đâu chỉ một tòa, hẳn là hơn mấy chục tòa A. À. Khả năng, 11 người đi đến Mục Vân thân một bên, Mục Vân lại lần nữa nói, tìm đại điện vào miệng đi, vào xem. Bất quá cái này bên trong, đã ta có thể đem đạo văn phong cấm giải khai, hẳn là không phải là thương thiên tông trọng yếu địa phương di chỉ, có lẽ sẽ không có quá lớn thu hoạch. Hứa Diệu Trần lại là cười hắc hắc nói, có thể có thu hoạch liền được, Mục Đại ca, người quá lợi hại đại gia lập tức bắt đầu tìm vào miệng, rất nhanh liền phát hiện chỗ lối vào. Làm 12 người tiến vào cung điện bên trong, mới đến cảm giác đến, cổ xưa mà cường đại khí tức, đập vào mặt mà tới. Kia lệnh người cảm giác 10 phần thâm trầm mà cường hoành khí tức, không ngừng chỗ ở mà ra. Không hổ là thương thiên tông di chỉ chi địa, những này cung điện chế tạo chất liệu, có phỉ kim thạch, thiên đàn mộc, ô giã kim. Liền là chúng ta thiên phượng tông bên trong chế tạo cung điện chất liệu, cũng so những này thấp một cái cấp bậc. Nghe nói năm đó Thương Thiên Tông mới là thương châu bá chủ, cái khác bảy đại thế lực đều thấp một đầu. Đáng tiếc vật đổi sao rời, chỉ có những này di tích tồn tại. Đại gia nhanh chóng tìm tìm nhìn, được, 12 người lần lượt tại bốn phía trai nhìn lên đến. Mục phân đi đến một tòa trong gian điện phụ, cái này tòa chắc điện dài rộng gần trăm trượng, cao vài chục trượng, từng sợi cột đá, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Mục phân tiến vào đại điện không lâu sau, liền là nhìn đến cái này từng chiếc trên trụ đá pha tạp kiếm ngân vết đao, hiển nhiên tồn tại đã lâu. Rất rõ ràng, năm đó, tại cái này thương thiên tông bên trong, cũng là bạo phát qua kinh thiên động địa đại chiến. Ừm, chuyển qua mấy cây cột đá, mục phân ánh mắt, bị phía trước hấp dẫn. Chỉ thấy sâu một điểm vị trí, đại điện bên trong, trừ từng chiếc cột đá, cảnh hoang tàn khắp nơi bên ngoài, còn có rất nhiều thần binh, rơi lả tả trên đất. Chỉ là thời gian quá lâu, những kia thần binh đạo khí, sớm đã là vết dỉ loang lổ thậm chí rất nhiều đã hủ thực hủ hóa. Mục Vân tiếp tục thâm nhập sâu, tâm thần phá lệ cẩn thận, đột nhiên nhất khắc, tại một cái trên trụ đá, phát hiện một chuôi kiếm. Kia chuôi kiếm, cũng chưa ra khỏi vỏ, mà là liền mang theo vỏ kiếm, trực tiếp đâm vào đến cột đá bên trong. Cũng chính là như đây, này kiếm còn có nhất định linh tính, bị Mục Vân phát giác. Đi ra phía trước, rút ra trường kiếm, một đạo sắc bén kiếm khí, đập vào mặt mà tới. Mục Vân bàn tay một nắm, diễn vạn tượng kình bạo phát, đạo đạo lực lượng đem kia đánh tới kiếm khí chấn vỡ. Người đã là vật vô chủ, còn như này trương cuồng. Mục vân nắm chặt trường kiếm, cường đại kiếm thể ý cảnh bạo phát, trường kiếm ông thanh danh không ngừng, phát ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, chém về phía bốn phía đại điện, phát ra tiếng leng keng. Trường 4958, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Phàm là đạo khí, kia linh tính. Không, đã không thể nói là linh tính, mà là thần tính. Đạo khí, tận đều là có thần tính. Này kiếm thần tính quái đản ngang ngược, ít nhất là nhị phẩm đạo khí cấp bậc. Chỉ bất quá, qua nhiều năm, mặc dù tại vỏ kiếm bên trong, có thể vẫn y như cũ là thiếu khuyết mấy phần sát khí. Một người một kiếm, chết chết rằng co. Thật lâu, bên trong trường kiếm, phóng xuất ra một việt nhận thua khí tức tới. Hừ, mục phân nắm chặt trường kiếm, hờ hững nói ta hiện nay tự thân thiên mệnh mở ra, tương lai tất thành thần đế, kiếm thể cửu đoán, vào kiếm đạo cũng không phải việc khó, thần phục với ta, sẽ không để ngươi mất mặt. Từ xưa đến nay, người thì binh, binh cũng hội tuyển người. Ngay sau đó, tam xích trường kiếm, phóng xuất ra nhàn nhạt, nhạt ý niệm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độ tội kiếm, Mục Vân cảm giác đến trường kiếm bên trong ý tứ truyền lại mà tới. Độ tội, ngay sau đó, lại là có đạo đạo ý cảnh, truyền lại đến Mục Vân não hải bên trong. Người chủ nhân là một vị đạo đài thần cảnh cấp bậc, chết tại năm đó thương thiên tông đại chiến, đem ngươi lưu tại nơi này, gặp đến ta cũng tính là vận khí tốt. Ta đã từng cũng là đạo đài thần cảnh, bất quá bây giờ thực lực hạ xuống, khôi phục cũng không khó. Mục vân tiếp theo nói, người phía trước đã là nhị phẩm đạo khí, ta chắc chắn để ngươi khôi phục thành năm đó hào quang, trong tay ta sẽ không bôi nhỏ người uy năng. Độ tội kiếm quang mang lóe lên, mục vân ngay sau đó, bàn tay một nắm, đạo đạo hồn phách bản nguyên ấn ký, bao trùm đến độ tội kiếm phía trên. Ngay sau đó, một người một kiếm, tâm ý tụ hợp. Mục vân bàn tay một phung, độ tội kiếm biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại chính tốt cũng là thiếu một chuôi tiện tay đạo khí. Lúc đó phụ thân cho hắn hai môn nhất phẩm đạo quyết. Tiên thiên nhất khí quyết, thiên minh kiếm quyết, cái này hai môn đạo quyết. Mục vân cũng là tu luyện đạt đến hóa cảnh, hiện nay có độ tội kiếm, thì triển ra thiên minh kiếm quyết, tự nhiên là uy lực mạnh mẽ. Mục vân tiếp tục hướng lấy đại điện bên trong mà đi, đi đến chỗ sâu nhất vị trí, đi qua điện sau hành lang dài rằng giặc, vừa tốt đụng đến Lý Tiện. Mục đại ca, Lý Tiện cười hắc hắc nói, ta tại bên trong cung điện kia, phát hiện một đạo hộp ngọc, trong hộp ngọc có mười mấy cái ngọc bình, đều là nhất phẩm đạo đan, bất quá đại đa số đều không, hẳn là thời gian lâu dài, đan dược sói mòn. Bất quá, có một bình lại là hoàn hảo không chút tổn hại, giấy dán đều là hảo hảo. Lý Tiện nói, lấy ra ngọc bình, cười nói, ngươi nhìn, cái này là nhất phẩm đạo đan, cố nguyên định thần đan. Cố nguyên định thần đan, Mục Vân cũng không phải hiểu rất rõ. Lý tiện tiếp theo nói, này các loại đan dược, ta nhóm thiên phượng tông cũng có, khá là thần kỳ, vừa tốt thích hợp ta nhóm đạo trụ thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, cho ngươi ba khỏa. Nói, Lý tiện liền là đổ ra ba khỏa đan dược. Kia đan dược ngón út lớn nhỏ, mượn mà quang trạch, mùi thơm nước mũi, chỉ là nghe một cái, liền là cảm thấy tinh khí thần đều là mười phần thư sướng. Hiện tại Mục Vân, đối đan đạo, đạo trận, đạo khí đều không phải hiểu rất rõ, chỉ là cái này đan dược phẩm chất xác thực là cực tốt mục phân tiếp qua ba khỏa đan dược vừa muốn nói gì lý tiện lại là nói mục ca người đừng khách khí a ta cho ngươi ngươi có thể muốn cầm được lý tiện cười nói mục ca có thể tìm được cái gì rồi tìm tới một chuôi đạo khí nói độ tội kiếm ngưng tụ mà ra độ tội kiếm nhìn lấy trường kiếm bộ dáng lý tiện lúc này sững sờ ngươi biết rõ này kiếm mục phân cũng là rất là tò mò nhị phẩm đạo khí độ tội kiếm, không có kia nổi danh A. À. Lý tiện lại là nói, mục đại ca, người không biết, cái này độ tội kiếm chủ nhân, là độ tội lão nhân, người này năm đó là một vị tán tu, sau quy thuận vào thương thiên tông, lại sau đến có thể là một vị đạo hải thần cảnh cường giả, tại hồng hoang thời kỳ khá là nổi danh. Hồng hoang thời kỳ cự ly hiện nay đã rất xa. Lý Tiện cười nói, chúng ta thiên phượng tông cổ tịch còn là không ít, một chút thương châu hồng hoang thời kỳ cổ lão nhân vật, đều có ghi chép này kiếm liền là độ tội lão nhân tại đạo đài thần cảnh thời kỳ sử dụng, không nghĩ tới thế mà bảo tồn xuống đến. Này kiếm bị hao tổn, Mục Vân lập tức nói, bất quá, cũng thực là so với bình thường nhất phẩm đạo khí càng thêm cường hãn. Lý tiện cười hắc hắc nói, kia ta tiếp tục tìm kiếm, tranh thủ cũng có thể thuận đến một chuôi tiện tay đạo khí. Ừm, hai người tách ra, tiếp tục điều tra, này chỗ mấy chục tòa cung điện, đầy đủ 12 người một hồi lâu tìm kiếm. Bất quá nửa ngày, đại gia đều là có thu hoạch. Đạo đan, đạo khí, đạo quyết các loại đều có xuất hiện. Mục đại ca, Thanh Hà đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân chỗ đại điện bên trong, vội vàng nói có thể tìm được ngươi. Làm cái gì, ngươi nhìn cái này là cái gì? Thanh Hà cười cười, tay bên trong cầm một quyển ngọc giản, tản ra quang mang nhàn nhạt. Phía trên kia viết lấy cổ lão thể chữ, thương tang mà hùng hồn lực đạo bắn ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Thanh Hà cười nói, ta tại một vị tòa hóa đạo đài thần cảnh võ giả khô cốt bên trong tìm tới, một nhìn là trận pháp, liền nghĩ đến ngươi. Nhất cấp đạo trận, Mục Phân cười nói, đa tạ ngươi, Thanh Hà, ngươi có thể là giúp ta bận rộn. Mục Phân hiện tại có thể ngưng tụ đạo văn 300 đạo, đủ dùng bố triển ra nhất cấp trung đẳng đạo trận, có thể là không có trận đồ. Trận sư hạch tâm, liền là trận đồ, chính như đan sư hạch tâm vì ngưng tụ đan hỏa, có đan phương, mới có thể luyện đan. Khí sư cần thiết khí đồ, chế tạo khí khuôn đúc, sau đó liên tiếp thử nghiệm luyện chế. Thanh Hà khuôn mặt đỏ lên, liền nói ngay, phía trước Mục Đại Ca giúp ta nhóm huynh muội kia nhiều, ta chỉ là vừa tốt phát hiện cái này đạo ngọc giản, mà lại trận pháp chính ta cũng không biết, cho Mục Đại Ca đương nhiên thích hợp nhất. Mục Vân cười cười, trên thực tế, cái này các loại trận đồ, Thanh Hà như là nộp lên trên, Thiên Phượng Tông nội định nhưng hội quy ra thành công huân điểm cho Thanh Hà. Chỉ là Mục Vân cũng không phải dáng vẻ cái cớm người, tiếp qua ngọc giản lúc này bài trừ phong cấm mở ra, quan sát lên đến. Thanh Hà cũng là không quấy dày, tiếp tục đi dò xét. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất cấp đạo trận, 100 đạo, 300 đạo, 900 đạo đạo văn, đều có thể dùng bố trí. Đạo trận, cùng giới trận, tranh lệch còn là rất lớn. Tỉ mỉ đem trận đồ quan sát một bên, mục vân càng phát giác, đạo trận huyền diệu. Có thể là, mặc dù trận đồ này, giảng thuật, để mục vân cảm thấy rất phiền phức phức tạp, rất cao thâm khó lường, nhưng là mục vân não hải bên trong, lại là không ngừng đem những kia đạo văn nên như thế nào bố triển, như thế nào phòng ngừa thất bại, từng cái trong đầu loại bỏ lên đến. Tự thân thiên mệnh 10%, cửu mệnh thiên tử thiên mệnh 90%, mặc dù chỉ là 10%, có thể quả thật là cải biến mục vân thiên phú. Mà đối cái này tòa đạo trận hiểu rõ trưởng khống, để mục vân khắc sâu thể nghiệm đến, chính mình thiên phú biến hóa. Nếu là lúc trước, chỉ sợ nhìn một lần, hội có nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, nhưng là bây giờ chỉ nhìn một lần mục phân liền là tại suy tư như thế nào bảy trận đương nhiên dù vậy mục phân cũng không có khoa trương đến nhìn một chút liền học được tình trạng đem thiên địa bốn phía tinh thần đấu chuyển lực lượng tập hợp bao trùm một phiến thiên địa đạo trận quả nhiên không phải tầm thường so với giới trận cường đại không biết bao nhiêu nghĩ tới đây mục phân não hải bên trong hiện ra một thân ảnh độc cô diệp thương lan đại chiến cuối cùng hắn cũng không biết rõ kết quả như thế nào phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, mấy vị phu nhân cùng hài tử cũng là an toàn rời đi, có thể là độc cô Diệp, mạnh túy, hiên viên kha những kia người đâu. chương 4959, là ai làm? Đem ngọc giản thu hồi, Mục Vân cũng không có tính toán lập tức liền học được. Sau đó, hội tại di tích này không gian bên trong chờ hơn trăm năm thời gian, có thời gian nghiên cứu. Thoáng chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, cái này nửa tháng đến, 12 người đều là có một chút thu hoạch. Mục Vân cũng là tìm tới một chút nhất phẩm đạo quyết, đạo đan, đạo khí. Bất quá, đạo quyết trước mắt hắn cũng không cần, tiên thiên nhất khí quyết cùng thiên minh kiếm quyết, là phụ thân cho hắn, mà lại Mục Vân cảm thấy, uy lực xác thực là cực mạnh, tạm không cần tu hành cái khác đạo quyết. Đồng thời, trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất, liền là đại gia phát hiện không ít đạo nguyên thạch. Đạo nguyên thạch bên trong ẩn chứa dư thừa đạo lực, đối đạo cảnh võ giả tu hành, kia là nhu yếu phẩm. Những năm gần đây, Mục Vân tu hành, càng nhiều là dựa vào thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch thần hiệu, ngược lại là cực ít dựa vào hấp thu nguyên thạch lực lượng đến tu hành, có thể cũng không có nghĩa là không cần thiết. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại cái này to lớn tân thế giới, muốn nghĩ hành tẩu tại võ giả ở giữa, đạo nguyên thạch, tất không thể thiếu. Mà lại, cái này lần, 12 người là tại một tòa thiên điện bên trong phát hiện, mười mấy cái dương đạo nguyên thạch, một tòa trong dương có một vạn khỏa đạo nguyên thạch, một vạn khỏa đạo nguyên thạch, đầy đủ mua một cái cực tốt đạo khí, mua đạo quyết, đỉnh tiêm nhất phẩm đạo đan. Mười mấy dương đạo nguyên thạch, trọn vẹn tiếp cận 15 vạn khỏa. Đại gia phân xuống đến, một người một vạn khỏa đạo nguyên thạch. Mà Thanh Văn Nham, Thanh Hà, hứa diệu trần ba người, liền là nhiều cầm một vạn. Suy cho cùng ba người thực lực cao nhất, nửa tháng thời gian trôi qua, có thể cha nhìn đều tra nhìn, chỉ là đại gia cũng chưa rời đi, mà là phân tán ra đến, lần lượt tìm kiếm một nơi, lựa chọn tu luyện một đoạn thời gian. Lần này thí luyện, tam đại tông môn vì cái gì cho trăm năm thời gian. Trên thực tế, hiện tại đại gia đều hiểu, tại cái này bên trong, được đến đồ tốt, có thể nhanh chóng tiêu hóa, kia liền nhanh chóng tiêu hóa. Nếu không ai biết tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất chết rồi, có được đồ vật đều là người khác. Mục phân ở tại một tòa thiên điện hậu phương, một tòa gian phòng giường bên trên, ngồi xếp bằng nhập định hắn đem vài ngày trước lý tiện cho hắn cố nguyên định thần đan, trực tiếp phục dụng. Hắn mặc dù từ đạo đài thần cảnh rơi xuống đạo trụ thần cảnh, có thể là chính là bởi vì là rơi xuống, cho nên hiện nay tính là khôi phục cảnh giới, mà không phải lại tu luyện từ đầu. Ba khỏa cố nguyên định thần đan, mục phân tốn hao một tháng thời gian, trực tiếp nuốt mất xong, càng là dựa vào hấp thu hơn 5.000 khỏa đạo nguyên thạch lực lược, lược, rốt cục ngưng tụ ra cái thứ hai đạo trụ. Đạo trụ nhị trọng cảnh giới, cái thứ hai đạo trụ, đứng sừng sững ở hồn hải bên trong, phóng xuất ra từng trận sôi trào mãnh liệt đạo lực. Mà những kia đạo lực, dùng mục vân hồn hải làm trung tâm, lại tiếp tục khuếch tán ra đến, bộc phát ra không gì sánh kịp sát khí. Cái này là đạo cảnh, chân chính thiên địa đại đạo chi cảnh, võ giả đi đường, không lại là chính mình con đường, cũng không phải thiên đạo con đường, mà là bản thân cùng đại đạo kết hợp chung một chỗ đường. Hơi hơi thở ra một hơi, mục vân đứng dậy, nắm chặt lại song quyền từ đại thanh sơn bế quan chi địa xuất quan đến hiện tại tổng cộng cũng bất quá là hai tháng thôi cái thứ hai đạo trụ ngưng tụ cái này các loại tốc độ có thể nói là nghiền ép tất cả thiên kiêu đương nhiên thứ nhất là hắn tự thân thiên phú được đến đề thăng thứ hai liền là năm ngàn khỏa đạo nguyên thạch cùng ba khỏa cố nguyên định thần đan dược hiệu đồng thời bản thân hắn là từ đạo đài thần cảnh rơi xuống đến đạo trụ thần cảnh cấp bậc lại lần nữa đi lên tâm có điều ngộ ra đương nhiên là so bình thường người càng nhanh một chút nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại, Mục Phân rời đi đại điện, chuẩn bị nhìn xem cái khác người tu luyện. Chỉ là, vừa rời đi đại điện, trong không khí, mơ hồ trong đó có chút huyết tinh vị tràn ngập. Mục Phân nội tâm siết chặt, khu di tích này chi địa bên trong, chỉ có bọn hắn 12 người tại, thế nào hội có huyết tinh vị. Chỉ là Mục Phân bước chân mới vừa bước ra, đột nhiên một cái tay cầm chặt hắn mắt cá chân. Mục ca, một tiếng la lên, Mục Phân cảm thấy trầm xuống, nhìn lấy bên chân, một thân ảnh, biểu tình sửng sốt. Mục ca, mục vân chậm rãi ngồi xuống, nghĩ muốn nâng lấy kia một thân ảnh, có thể là nhìn một cái, kia đạo thân ảnh, chỉ có nửa thân thể. Lý tiện, mục vân hai tay không tự chủ run rẩy cái này một thân ảnh, chính là lý tiện, nhưng là bây giờ lý tiện, chỉ có nửa thân thể, thậm chí ruột bụng đều toát ra, máu tươi chảy đầm đìa nhìn lên đến càng là khủng bố. Mục ca, lý tiện thở hồng hộc, thấp giọng nói ta, ta không được, ngươi chạy mau đi, chạy. Mục Vân hờ hững nói, chuyện gì xảy ra? Lý Tiện cười khổ, nói tới nói lui đều là tốn sức, bất đắc dĩ nói, ta ban đầu tại bế quan, có thể là bị người đột nhiên xâm nhập, không địch lại bọn hắn, rơi được cái dạng này, không muốn trách móc, không muốn gọi, đại gia hiện tại cũng không an toàn, ta vừa mới nhìn đến vương hạc thi thể. Mục Vân trong lòng căng thẳng, có cái khác người đi đến cái này bên trong, đồng thời, lặng yên không một tiếng động ra tay. Mục ca, người chạy mau, Mục Vân biểu tình bình tĩnh, thở ra một hơi nói, là ai làm? Ngô ưng, lý tiện một há mồm, tiền huyết toát ra, phẫn hận nói, người này là thương tộc. Mục ca, đừng nghĩ đến hiện tại đi báo thù, cái này ngô ưng là thương phỉ phỉ nam nhân, mà thương phỉ phỉ là thương mộc muội muội Thương mộc, thương tộc cái kia tuyệt đỉnh khủng bố đạo trụ cửu trọng đỉnh phong thiên kiêu. Mục vân lập tức nói, người ít cũng điểm lời nói, ta. Chỉ là, còn chưa chờ mục vân lời nói rơi xuống, lý tiện đã là hai tay rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hắn biết rõ Mục Vân tại cái này bên trong bế quan, Ngô Ưng bọn hắn cho là hắn đã chết rồi, lớn mật rời đi, mà hắn kéo lấy sau cùng một hơi thở đi đến cái này bên trong, liền là vì đề tỉnh Mục Vân. Nhìn lấy lý tiện thi thể, Mục Vân nội tâm rất không phải tư vị. Mới vào Thanh Hòa thôn, hắn tại Thanh Hòa thôn bên trong được đến các thôn dân chiếu cố, sống tiếp được. Lại sau đến, Vương Tâm nhã tìm tới, hai người tại Thanh Hòa thôn bên trong an tâm ở lại, cùng Thanh Hòa thôn các thôn dân ở chung rất hòa hợp. Sau đó, thôn thiếu niên, biết rõ hắn đối với tu hành có kiến giải, từng bước, hắn tại thanh hòa thôn bên trong, người người gặp đến đều là tôn sưng một tiếng mục tiên sinh. Trương Uân, Lý Tiện, Mạnh Ha ba người, là hắn dạy bảo sau cùng ba vị thanh hòa thôn thiếu niên. Ba người thường xuyên gọi hắn mục ra ra, mà gặp nhau lần nữa, ba người đối hắn vẫn y như cũ là cung kính có thêm. Cảm thụ lấy Lý Tiện thi thể từng bước lạnh buốt, mục phân thở ra một hơi, hai tay chậm rãi ôm lấy Lý Tiện một nửa thi thể. Tại cái này một bên, mà liền tại cái này lúc, đại điện ngoài hành lang, ba đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới, rơi trên quảng trường. Mục vân ánh mắt nhìn về phía ba người, không nói một lời. Cái này tiểu tử, còn chưa có chết, kia một người trong đó ngạc nhiên nói, đều bị ngô ưng đại ca chém thành hai đoạn, thế mà còn sống đến bây giờ. Ở giữa một người lại nhìn mục vân, khẽ nói tiểu tử, ngươi là thiên phượng tông đệ tử A. Mục vân nhìn về phía ba người, vâng, ở giữa một người lần nữa nói, cái này dễ làm, cùng bọn hắn cùng đi. Vâng, tiểu tử, thức thời một chút, giao ra ngươi nhóm tại cái này bên trong tìm đến trí bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Mục Vân nhìn lấy ba người, hỏi ngược lại, giao ra, thật tha ta không chết. Nhìn đến Mục Vân thế mà tin, ba người hơi sững sờ, ở giữa một người lần nữa nói kia là tự nhiên. Được, Mục Vân quay người, để xuống lý tiện thi thể, hai tay vung lên, một chuôi kiếm xuất hiện trong tay. Này kiếm tên là độ tội kiếm, ta nghe nói là độ tội lão nhân sử dụng, nhị phẩm đạo khí, mặc dù bây giờ chịu ảnh hưởng, nhưng là uy lực tuyệt không kém hơn nhất phẩm đạo khí. Này kiếm là ta tại cái này bên trong thu hoạch, cho ngươi nhóm. Nhìn đến độ tội kiếm mặt ngoài phi phàm quang mang lóe lên, lăng lệ kiếm khí lúc ẩn lúc hiện, ba người đều là thần sắc vui mừng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo